nhưng mà, ban đầu hắn cao nhất cũng đã tìm được luyện đan sư cấp 4 trung phẩm cấp bậc đại sư, tìm hiểu cội nguồn, nhưng lại vẫn không có thu hoạch. Liền vị luyện đan sư kia cấp 4 trung phẩm đại nhân cũng không biết thần bí này chất lỏng là cái gì. Không có biện pháp, đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể buông tha. Không khỏi không thừa nhận, cái này tu chân giới, đích xác là có rất nhiều kỳ kỳ quái quái, bọn họ tu sĩ hoàn toàn không biết rõ lai lịch đồ. Muốn thật tùy tiện bất kỳ sự việc cũng nếu không phải là làm kết quả nói, đây không phải là có mệt hay không chết vấn đề, là bọn họ căn bản là không có biện pháp, không có biện pháp làm rõ ràng à. Tựa như cùng cái này đoàn thần bí chất lỏng như nhau. Cho nên đến cuối cùng, thần bí kia chất lỏng sau cùng thuộc về là được cái này thanh long câu. Nó căn nguyên và lai lịch, thì bị làm như quên lãng. Một đoàn có thể trôi lơ lửng ở giữa không trung thần bí thanh chọc chất lỏng. Trần Phi cũng có chút nghi ngờ, loại vật này, ở hắn truyền thừa trí nhớ chính giữa có thể cùng chi đối với xếp hạng trên, thật ra thì không hề thiếu. Cho nên hắn nếu muốn làm rõ ràng, cũng là cần chân chính nghiên cứu cẩn thận một chút, mới sẽ biết. Nhưng bây giờ cũng rất hiển nhiên không cái cơ hội kia, cùng cần thiết. Rào rào. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một hồi xôn xao thanh âm. Là Tư Mã Khôn đại nhân đến. Còn có Bùi gia người. Đó chính là Trường Hồng công tử sao? Rồi sau đó thì có người truyền tới như vậy thanh âm. Giọng lộ vẻ được có chút thán phục. Trường Hồng công tử, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, sự chú ý cũng bị hấp dẫn. Không đám người xa xa một hồi xôn xao, đi theo, thì có người lục tục sắc mặt biến hóa hướng sau lưng hai phía mỗi người đẩy ra. Nhường ra một con đường tới. Đất đai một hồi run rẩy. Đầu tiên là có một đám người mặc lạnh như băng khôi giáp người, mặt không cảm giác đi vào. Ở bọn họ trên mình tràn ngập nhàn nhạt dùng mình, rất là khiếp người cùng lay động, làm người ta sinh sợ. Sau đó mới là có hai người chậm rãi xuất hiện, một món hơi thở yếu ớt chảy tản ra, khí thế trầm ngưng, làm người ta con ngươi rụt một cái. Người trẻ tuổi kia, sợi tóc nhẹ linh, tướng mạo thanh tú, nhìn như bất quá cùng Trần Phi không lớn bao nhiêu dáng vẻ. Nhưng lại cho người cảm giác khí huyết kinh khủng dị thường, rung động thân thể không khí chung quanh. Ở hắn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt vẻ, mặc dù bình thản, nhưng lại cho người cảm giác có chút kiêu ngạo, ngạo khí lăng vân. Ở hắn bên cạnh đạo thân ảnh kia vậy lộ vẻ được dị thường cao lớn, là một cái người già dáng vẻ, cũ kỹ quần áo, nụ cười quỷ dị, da màu cổ đồng nhạt nhẽo, chỉ là nhìn một cái, Trần Phi cũng không khỏi khẽ cau mày đứng lên. Hắn chính là Tư Mã Khôn. Trần Phi cau mày lẩm bẩm nói. Động chủ, ta cảm giác người kia thật giống như có chút không đúng lắm mà. Thiết sư tử Nghiêm Chu lúc này cũng là có chút nhíu mày nhìn vậy cổ đồng sắc ra ông già, thanh âm lộ vẻ được có chút kinh ngạc, nói. Bởi vì là, bằng hắn thiết sư tử Nghiêm Chu tu vi thực lực, lại có thể ở đối phương vậy trên người, hơi cảm thấy một chút bất an, một tia uy hiếp. Điều này hiển nhiên là rất không bình thường một chuyện. Dù sao không phải là nói, tên này. Cũng chỉ là thanh long câu ba đại trong tán tu yếu nhất cái nào sao? Ta cũng cảm giác có chút bất đại đối kính mà. Ừ, Trần Phi theo bản năng gật đầu một cái, nhưng sau đó, liền gặp hắn con người hơi trầm xuống. Sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lóe lên. Bởi vì là ngay tại hắn ánh mắt quét qua, tình cờ ở giữa cùng vậy đối phương Tư Mã Khôn đối mặt, đối phương lại khẽ mỉm cười một cái, đi thẳng tới đây. Viên đại sư, thật lâu không gặp. Tư Mã Khôn mặt mỉm cười đi tới, bên người đi theo vậy Trường Hồng công tử, dư quang khóe mắt ở Trần Phi trên mặt rơi xuống một giây, liền nụ cười quỷ dị giới thiệu, nói, để ta giới thiệu một chút, vị này là Bùi gia Trường Hồng công tử. Viên đại sư hẳn biết chứ? Hắn chỉ Viên Thanh nói. Trường Hồng công tử, vị này chính là chúng ta Thanh Long Câu Viên Thanh Viên đại sư. Hắn nhưng mà một vị cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư nha. Hắn lại chỉ Viên Thanh. Hướng bên cạnh Trường Hồng công tử giới thiệu. Như vậy một màn, nhưng là vậy Tư Mã Khôn trực tiếp là đem Trần Phi các người, trong mắt không người, không thấy. Trần Phi mặt không cảm giác, không có tâm trạng chập chờn, vậy không nói gì. Thấy tình cảnh này, ở sau lưng hắn Nghiêm Chu, Thương Khôn, Lam Kình cũng chỉ đều là đàng hoàng, cúi đầu, thu liễm khí thế, không có bất kỳ lời nói. Bởi vì là bọn họ cũng rất rõ ràng. Cần đến bọn họ bán ra hoặc là lúc nói chuyện, Trần Phi sẽ dứt khoát nói. Nếu không, liền trước hay là đứng ở đó nghe là tốt. Nguyên lai Trường Hồng công tử, lão phu Viên Thanh, lễ độ.
Viên Thanh khóe mắt nhìn lướt qua mặt không cảm giác Trần Phi, lập tức hướng vậy Trường Hồng công tử hơi giơ tay lên, nói. Đối phương lai lịch quả thật thật lợi hại, hắn không có biện pháp coi thường. Ngươi chính là Viên Thanh. Vậy Trường Hồng công tử nhàn nhạt nhìn Viên Thanh một cái, liền không để ý tới nữa, mà là ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt, khóe miệng móc một cái, rất quỷ dị mỉm cười, nói, vậy ngươi chính là Trần Phi. Không thể không nói, ngươi lá gan thật đúng là thật lớn. Tên này một đi lên tư thái cũng rất cao giọng, phảng phất là đứng ở rất cao tầng thứ, địa vị, có chút khinh miệt hướng về phía Trần Phi nói. Trần Tiểu Hữu, chúng ta cuối cùng là gặp mặt à? Nhưng vào lúc này vậy Tư Mã Khôn vậy nhàn nhạt mở miệng, hướng Trần Phi hơi mỉm cười nói. Chẳng qua là ở nụ cười kia chính giữa, tại chỗ người bất kỳ, cũng có thể cảm nhận được một cổ đóng băng xương giá rét thành phần. Rất lạnh. Hiển nhiên, ngày hôm qua Thương Khôn còn thật không có đoán sai. Cái này Tư Mã Khôn đánh từ vừa mới bắt đầu, tựa hồ liền không có chuẩn bị tính hai chuyện kia tình. Đúng vậy, bất quá xem ngươi dáng vẻ, tựa hồ cũng không muốn cùng ta gặp mặt. Trần Phi nhìn một cái vậy mặt mũi thanh tú Trường Hồng công tử, lại nhìn xem Tư Mã Khôn, đột nhiên, cười lên, nói. Thấy tình cảnh này, vậy Trường Hồng công tử theo bản năng sắc mặt cứng đờ, rồi sau đó có chút hơi phát trầm, phát lạnh lên. Bởi vì là, Trần Phi lại có thể không trả lời hắn mà nói, mà là lựa chọn và Tư Mã Khôn tiếp tục đề tài, đây không phải là rõ ràng, không cho hắn Trường Hồng công tử mặt mũi. Hoặc giả nói là, không đem hắn Trường Hồng công tử coi vào đâu. Tâm tắc, cái này thật có ý tứ. Lấy là mình rất có thân phận và thực lực sao? Ha ha! Ha ha! Vậy Tư Mã Khôn rất hiển nhiên không nghĩ tới, Trần Phi ở trước mặt mình, lại còn có thể như vậy chấn định, còn lại đem Trường Hồng công tử cũng làm như không thấy. Dừng một chút, liền gặp hắn mở miệng cười, nói là cũng vậy, nói không có phải thế không? Bất quá! Bọn ta hiện vào lúc này mục đích đi tới, là muốn cùng Trần Tiểu Hữu ngươi, hóa giải hai đoạn ân oán. Ngươi nói đúng sao, Trường Hồng công tử, đi theo hắn lại hướng vậy Trường Hồng công tử nói. Đó là tự nhiên, Trường Hồng công tử mặt mũi thanh tú, nhàn nhạt nói. À, còn có chuyện như vậy, Viên Thanh Viên Đại Sư chen lời nói. Có một số việc hắn mặc dù biết, nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể trang mộng lăn lộn không biết. Nếu không... Hắn không có biện pháp tiếp tục mượn cớ. Một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, Tư Mã Khôn thản nhiên nói. Nếu là nhỏ hiểu lầm, vậy phải làm thế nào hóa giải đâu? Trần Phi híp mắt nhìn đối phương cười một tiếng. Nói thật, hắn bây giờ ngược lại là thật có chút không ưa đối phương cố làm mây thưa gió nhẹ tư thái. Bởi vì làm cho này loại tư thái trên trái đất, là có một cái rất chuyên nghiệp hình dung từ để hình dung. Đó chính là, làm ra vẻ. Ở hắn Trần Phi trước mặt làm ra vẻ. Cái này rất đơn giản. Trần Phi Trường Hồng công tử rốt cuộc lại mở miệng nữa, nhìn về Trần Phi, ánh mắt có chút thanh ngạo, cũng có chút khinh miệt, thản nhiên nói, đánh người, bồi lễ nói xin lỗi nói tổng nên phải nói chứ. Quỳ xuống, cho Tư Mã Đạo Huynh nói lời xin lỗi, trước hai chuyện kia tình liền có thể tính như vậy. Hắn nói rất bình tĩnh, vậy rất bình thản, coi như là vậy, quỳ xuống, hai chữ. Vậy đều tựa như thật giống như không có mang trước bất kỳ kịch liệt tâm trạng chập chờn. Nói giống như ăn cơm đơn giản như uống nước vậy, nhưng mà, hắn bây giờ đúng là nói, muốn cho Trần Phi quỳ xuống. Trường Hồng công tử, Viên Thanh sắc mặt chợt cắm miệng, Trần Phi Trần Đại Thiếu, làm sao có thể muốn cho hắn quỳ xuống. Một bên, vậy Nghiêm Chu, Thương Khôn, Lam Kình ba người nghe vậy cũng là lập tức con ngươi nhanh tránh, chảy ra tức giận. Có thể Trần Phi còn không có để cho bọn họ nói chuyện. Cho nên bọn họ bây giờ cũng chỉ có thể là tiếp tục nín. À, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, hiện ra lau một cái nhàn nhạt lãnh ý, quỳ xuống à. Cũng có thể làm cho ngươi nói được như thế vân đạm phong khinh. Vậy ta nên tiếp tục nói gì, cho phải đây. Thấy Trần Phi như vậy so hắn càng, vân đạm phong khinh, tư thái, vậy Trường Hồng công tử con ngươi hơi rụt một cái, toát ra nhàn nhạt lãnh sắc. Rồi sau đó liền gặp hắn nhìn về Trần Phi, giọng đổi được hơi có như vậy một ít lạnh, nói, làm sao, ngươi không muốn. Ta tại sao phải nguyện ý, có thể cho ta cái lý do sao? Trần Phi không mặn không lạt nói. Thấy tình cảnh này vậy Tư Mã Khôn con ngươi lóe ra nhàn nhạt âm lãnh sắc thái, trong phảng phất sắc mặt có chút khó khăn xem, không nghĩ tới mình đều đã mời nổi Trường Hồng công tử như vậy thân phận kinh người nhân vật lớn, đối phương thằng nhóc này lại còn không sợ.
Người đây là đang không cho Trường Hồng công tử mặt mũi. Hắn nhìn Trần Phi, nhàn nhạt, lạnh lùng nói. Trần Phi quét Tư Mã Khôn một cái, vẫn như cũ là không mặn không lạt nói, thứ cho ta hỏi một câu, ngươi chỉ biết giấu ở phía sau phiến âm phong điểm quỷ hỏa, đẩy cái người không có đầu óc đi lên, nói chuyện với ta. Ngươi nói gì? Vậy Trường Hồng công tử nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi. Vậy Tư Mã Khôn cũng là con ngươi rụt một cái. Thằng nhóc, ngươi lời này là ý gì? Nói Trường Hồng công tử không đầu óc, Tư Mã Khôn con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói. Ta đúng là nói hắn không đầu óc, nếu không, lại làm sao sẽ bị ngươi dùng để làm đầu thương? Trần Phi bình tĩnh nói. Ngươi, Tư Mã Khôn sắc mặt rốt cuộc thay đổi, bởi vì là Trần Phi lời này nhưng mà có chút chu tâm. Xem ra ngươi hôm nay là không chuẩn bị cùng chúng ta hòa giải. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy Trường Hồng công tử nhưng trực tiếp là lời nói lạnh lùng đem Tư Mã Khôn cắt đứt. Nhìn Trần Phi lạnh lùng nói. Trần Phi nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, xin lỗi, nhưng ngươi theo như lời, ta xác thực ban đầu cũng chưa có dự định hòa giải. Vậy Trường Hồng công tử trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, nhưng cưỡng ép khắc chế xuống, nói, vậy ngươi có biết, nếu là không nguyện ý cùng rõ ràng, hậu quả sẽ là cái gì? Không biết, Trần Phi lắc đầu một cái. Nhưng đi theo lại gặp hắn chậm rãi cười nói, nhưng ta nhưng gắng gượng muốn biết. Các người sẽ nói cho ta sao? Dùng dạng gì phương thức? Ngươi, vậy Trường Hồng công tử đôi mắt phun ra ra lửa giận, cả người khí thế sao động. Không khỏi không thừa nhận, Trần Phi cái miệng này là thật rất biết nói. Trần Tiểu Hữu, chúng ta nhưng mà rất có thành ý đến tìm ngươi. Tư Mã Khôn giọng nói cũng thay đổi được trầm thấp rất nhiều, mang theo một tia uy hiếp. Phải không? Trần Phi nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn về Tư Mã Khôn, nói ta bây giờ thật ra thì cũng là rất có thành ý đang cùng các người nói. Nếu không như vậy đi, các người quỳ một cái, để cho ta xem hai người thành ý, có đủ hay không? Thằng nhóc, ngươi là đang cùng ta Trường Hồng công tử làm khó dễ sao? Trường Hồng công tử sắc mặt cứng đờ, sâm nhiên nói. Ha ha, Trường Hồng công tử ngươi lời nói này có chút quá nghiêm trọng chứ. Viên Thanh vội vàng chen miệng vào giảng hòa, cười khổ nói. Đứng ở hắn góc độ, dĩ nhiên không muốn thấy Trần Phi cùng Trường Hồng công tử kết oán. Bởi vì là chỉ là một cái Trường Hồng công tử, ngược lại không có gì, có thể sau lưng hắn vậy đồ vật khổng lồ, vậy Bùi gia mới thật sự là làm người ta cảm giác được sợ hãi tồn tại à. Nghiêm trọng, ngươi cảm thấy rất nghiêm trọng sao? Ngươi chẳng lẽ không có nghe gặp hắn đối với ta là nói cái gì? Trường Hồng công tử hô hấp có chút nặng nề, lạnh lùng nói. Trần Tiểu Hữu, bây giờ chúng ta còn có thể lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Dựa theo Trường Hồng công tử nói, hết thảy ân oán lúc này hóa giải, nếu không. Vậy Tư Mã Khôn âm lãnh con ngươi chính giữa lóe lên quỷ dị sắc thái, mở miệng nói. Ngươi cũng không cần nếu không, nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp là đem hắn nói cắt đứt. Có chút không nhịn được phất phất tay, nói, miệng có thể nói ngươi liền nói, ngươi nếu là cảm thấy không thể nói, vật thì dứt khoát chớ nói. Ngươi cái này cả người trên dưới cũng chỉ có há miệng sao. Ngươi, được, rất tốt, vậy Tư Mã Khôn cuối cùng là cảm nhận được Trần Phi miệng lợi hại, khí được cả người run rẩy, trong ánh mắt mặt hiện ra kích động vẻ giận dữ, lạnh lẻo vẻ. Oanh! Từ vậy Trường Hồng công tử trong cơ thể vậy thả ra khí thế kinh khủng, huyết khí chấn động. Vô cùng là khủng bố, làm ra đầu tê dại. Hắn con ngươi sâm nhiên nhìn Trần Phi, nói, xem ra, ngươi là đang ép chúng ta cùng ngươi đi lên đối nghịch con đường. Cảm nhận được cổ khí thế kia, Thương Khôn, Lam Kình đều là theo bản năng hơi biến sắc mặt một chút đổi, bất quá Trần Phi vẫn còn là mặt không cảm giác, trên mặt thần sắc vân đạm phong khinh, giống như là không có gì cả cảm nhận được. Vậy không cảm giác được như nhau. Hắn nhìn đối phương một cái, bình thản cười một tiếng. Nói, đây là chính các ngươi lựa chọn. Muốn lựa chọn thế nào, tự quyết định là được, có thể đừng tới hỏi ta. Đối nghịch con đường, ha ha, rất để cho người sợ không? Có mấy lời nói ra, cũng đừng hối hận. Tư Mã Khôn ngược lại bình tĩnh xuống, nhìn Trần Phi nhàn nhạt nói. Ở hắn trong ánh mắt còn có chút âm mưu được như ý cười nhạt ý. Trần Phi cùng Trường Hồng công tử xích mích, đây đối với hắn mà nói, đương nhiên là có chỗ tốt. Yên tâm, sẽ không. Trần Phi lắc đầu một cái, cười nhạt nói. Được, đây là chính ngươi nói. Vậy Trường Hồng công tử vậy lại là bình tĩnh lại, nhìn Trần Phi,
cuối cùng nói một câu, ta biết ngươi có thể là cảnh giới không thấp luyện đan sư, cho nên mới ngông cuồng như vậy, bất quá, coi như là luyện đan sư, vậy thì thế nào? Có lẽ ta hẳn nhắc nhở ngươi, ta họ Bùi, đến từ thành U Lang, Bùi gia. Vậy Trường Hồng công tử nói xong lời cuối cùng, tận cùng bên trong tràn đầy kiêu ngạo giọng. Thành U Lang, Bùi gia, liền cái này năm chữ, liền đích xác là đáng hắn kiêu ngạo. Được, ngươi hiện đang nhắc nhở xong rồi. Trần Phi híp mắt cười một tiếng, cảm giác một màn này thật giống như đã từng tương tự. Ta họ Tư Mã, ta họ Bùi. Vậy hai cái họ Tư Mã, bây giờ là dạng gì kết cục đâu? Cái gì gọi là lưỡng bại câu thương? Lăng Hàn cười nói. Ngươi, vậy Trường Hồng công tử nguyên bản tràn đầy ngạo khí gương mặt và con ngươi, trực tiếp là lại cứng lại. Đưa tay chỉ Trần Phi lỗ mũi, hắn mặt mũi vặn vẹo trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, mới gặp hắn chậm rãi buông xuống, con ngươi híp một cái trước, uy nghiêm nói, tốt lắm, ta sẽ nhớ ngày hôm nay ngươi nói. Nói thật. Ngươi là lần đầu tiên để cho ta Trường Hồng công tử, ấn tượng như vậy sâu sắc người. Vậy Trường Hồng công tử trong con ngươi tràn đầy lạnh lùng, cùng với uy nghiêm. Thực vậy, có lẽ cái này vốn là Tư Mã Khôn sự việc, nhưng lúc này, Trần Phi vân đạm phong khinh, tư thái lời nói, cũng đã là hoàn toàn đem hắn chọc giận. Nếu hòa giải không thành công, vậy liền cáo từ. Tư Mã Khôn nhìn lướt qua ánh mắt vẫn còn ở âm lãnh rung động Trường Hồng công tử, chậm rãi nói. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp hắn và Trường Hồng công tử cũng cùng nhau xoay người rời đi. Trần Đại Sư, Viên Thanh sắc mặt có chút lo âu. Vậy Tư Mã Khôn khá tốt, có thể vậy Trường Hồng công tử nhưng là thật lai lịch không nhỏ. Không có chuyện gì, có thể Trần Phi nhưng cười khoát tay một cái, nói, không phải là một cái gọi là Trường Hồng công tử sao. Lại chẳng qua một chút, chính là vậy Bùi gia. Nếu là bọn họ thật muốn chơi, vậy thì bồi bọn họ vui đùa một chút thôi. Dẫu sao thịnh tình khó chối từ. Thịnh tình khó chối từ. Viên Thanh đám người sắc mặt lập tức thì trở nên được cổ quái. Liền cái này, cũng có thể là thịnh tình khó chối từ. Chỉ có vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu theo bản năng thật sâu nhìn Trần Phi một cái, bởi vì là hắn nghe rõ ràng, Trần Phi những lời này mấu chốt là ở phía sau. Lại chẳng qua một chút, chính là vậy Bùi gia. Như vậy nhắc tới nhẹ nhàng, nhưng nếu là chân chính đối mặt nói. Hắn không biết thật là nghiêm túc chứ. Cùng lúc đó, vậy cách đó không xa Thanh Long đỉnh phương hướng chuyển đến xôn xao. Không ít người hội tụ đi. Bởi vì là hôm nay cái này buổi đấu giá, rốt cuộc liền muốn bắt đầu. Phụ trách chủ trì là người cự không giáo. Ở chỗ này, bong bóng vậy trước thời hạn một ngày chúc mọi người nguyên đán tiết vui vẻ, hạp nhà đoàn viên, hạnh phúc mỹ mãn, năm sau hết thảy thân thể khỏe mạnh, phát đại tài. 300 năm trước ưng giản hạp. Cự không giáo tuyệt đối là xứng đáng không thẹn vương giả. Thống lĩnh hết thảy, tất cả thế lực nào dám không tuân theo. Nếu không phải sau đó thành U Lang Bùi gia nhúng chen ngang một tay, Tử Viêm cung vậy nhân cơ hội quật khởi, bây giờ vậy sợ rằng vẫn là như vậy. Cho nên, toàn bộ ưng giản hạp tu sĩ, không người sẽ hoài nghi cự không giáo nội tình và thực lực. Ngay sau đó hiện vào lúc này toàn bộ Thanh Long đỉnh chung quanh cũng yên lặng, không ai tìm tra, vậy không người gây chuyện. Tất cả mọi người đều lặng lẽ chờ vậy hội đấu giá bắt đầu cử hành. Rốt cuộc, một lát sau, một vị người mặc vào cổ đạo bào cũ kỹ cổ đồng sắc da thịt ông già, chiến chiến nguy nguy đi lên vậy Thanh Long đỉnh trung ương. Cùng lúc đó, một món nhàn nhạt khí tức kinh khủng cũng theo đó tràn ngập mở, làm người ta nhóm chuyển đến một hồi xôn xao thanh. Đó không phải là cự không giáo tứ đại Pháp Vương một trong, Lý Thành không? Lần này buổi đấu giá này, lại là hắn tự mình chủ trì. Tứ đại Pháp Vương, ta nhớ được cự không giáo tứ đại Pháp Vương thật giống như đều là cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Không sai, cái này cự không giáo, chỉ là trên mặt nổi cường giả trúc cơ chân nhân cảnh thì có 6, đang phó giáo chủ, cùng với tứ đại Pháp Vương. Hơn nữa ta dám khẳng định, cái này cự không giáo chính giữa, khẳng định còn có lão bất tử lão già kia, còn sống. T, quang trên mặt nổi thì có 6 vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Cái này. Hiển nhiên, bọn họ là thật không nghĩ tới, coi như là một lần tương đối trọng thể hội đấu giá, nhưng lại dẫn động Lý Thành không như vậy trúc cơ chân nhân cảnh cự không giáo Pháp Vương tới giúp đỡ. Cái này chẳng lẽ không phải là có chút quá kỳ quái cùng quá phận sao? Hụ hụ hụ, nhưng vào lúc này, vậy Lý Thành không lên tiếng, nhưng là trước ho khan cái không ngừng. Nhìn như giống như là thân nhiễm bệnh nặng,
bệnh thời kỳ chót như nhau. Có thể tại chỗ biết rõ vị này cự không giáo pháp phương người, nhưng liền sắc mặt đổi đều không đổi, giống như là đã thành thói quen liền như nhau. Bởi vì là bọn họ đã rất rõ ràng, đây bất quá là vậy Lý Thành không thói quen mà thôi. Hôm nay buổi đấu giá này là ta cự không giáo cử hành, chư vị chịu nể mặt đại giá đến chơi, cũng coi là đa tạ. Sốt cuộc, vậy Lý Thành không dáng vẻ run rẩy ho khan xong rồi, đục ngầu ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, rốt cuộc rơi vào một cái kỳ quái phương hướng, trên mặt thần sắc cười quỷ dị cười, mở miệng nói. Ta biết, ngày hôm nay không ít người cũng là hướng về phía vậy 700 niên đại tuyên âm thảo tới, bất quá, ta bây giờ muốn nói là, mọi người sự chú ý, thật ra thì có thể không cần đặt ở vật này phía trên. Hắn cười chiến sừng sững nói. Lý Thành không pháp phương, ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ, vậy tuyên âm thảo có vấn đề? Trường Hồng công tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mở miệng nói. Nếu là cái này tuyên âm thảo có vấn đề, đây chẳng phải là, hắn lần này chính là đi không? Nguyên lai là Bùi gia tiểu tử, ta biết ngươi, thiên phú rất giỏi. Lý Thành không nhìn Trường Hồng công tử một cái, nhàn nhạt nói, bất quá, ngươi nhưng là hiểu sai. Ta những lời này ý nghĩa, cũng không phải là nói vậy tuyên âm thảo có vấn đề. Đó là, Trường Hồng công tử cau mày. Chẳng qua là cá nhân ta cảm thấy, lần này buổi đấu giá này phía trên, sẽ có so với kia tuyên âm thảo tốt hơn bảo vật xuất hiện, chỉ như vậy mà thôi. Vậy Lý Thành không pháp phương nụ cười quỷ dị nói. So tuyên âm thảo còn tốt hơn bảo vật, mọi người tại đây nghe vậy, không ít người cũng trực tiếp là ngây ngẩn. Bởi vì là bọn họ chân thực có chút không có biện pháp lĩnh hội, Lý Thành không pháp phương những lời này ý nghĩa. So tuyên âm thảo cũng còn tốt hơn bảo vật, cái này, có thể sao? Phải biết, cái này tuyên âm thảo có thể là có thể dùng để luyện chế âm tuyệt đan. Mà âm tuyệt đan là cái gì? Đây chính là có thể để cho luyện khí tầng 9 tu sĩ có tỷ lệ đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh bảo đan. Kỳ đan, luyện khí cảnh cùng trúc cơ chân nhân cảnh. Đó hoàn toàn chính là hoàn toàn không giống nhau trời đất. Mà chính là nhỏ như vậy tiểu nhân một viên đan dược, thì có thể một vị khác luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cao thủ phủ cực Thái Lai, tiến quân trúc cơ chân nhân cảnh, tiến quân cảnh giới cao hơn. Thành làm cho này ưng giản hạp bên trong khu vực muốn phong được phong muốn mưa có mưa tồn tại. Hỏi dò như vậy khái niệm, người nào, gia tộc nào không được điên cuồng. Toàn bộ ưng giản hạp bên trong khu vực, mới chỉ có nhiều ít vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Bất kỳ một vị tên gọi đi ra ngoài, ai không là đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Cho nên, coi như ước chừng chẳng qua là có tỷ lệ, coi như sợ rằng rất nhiều người đạt được cái này tuyên âm thảo sau đó, còn được tiêu phí giá cực lớn, đi thành U Lang, tìm một vị tối thiểu là đang luyện đan sư cấp 4 trở lên tự mình ra tay, trợ giúp luyện đan. Nhưng cái này cũng không coi vào đâu. Bởi vì là chỉ là trúc cơ chân nhân cảnh vậy năm chữ đại biểu người tầng thứ, thân phận, thì hoàn toàn đáng bọn họ đi như vậy điên cuồng một phen à. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ Lý Thành không pháp phương lại nói, ở buổi đấu giá này phía trên, lại còn có so với cái này tuyên âm thảo càng bảo vật chân quý. Rất nhiều người nghe vậy cũng trực tiếp là ngây ngẩn, không phải bọn họ không kích động, mà là bọn họ, thật sự có chút khó tin. Bởi vì là nếu là thật có loại đồ vật này, cự không giáo tại sao phải lấy ra bán đấu giá? Mình giữ lại không tốt sao? Trên thực tế, đối với cự không giáo nguyện ý đem tuyên âm thảo nặng như vậy bảo kỳ thảo cầm ra mua đấu giá, rất nhiều người cũng cảm thấy không rõ ràng. Không nghĩ ra, bởi vì là coi như là Bùi gia đạt được vật này, sợ rằng cũng sẽ không nguyện ý cái này tuyên âm thảo lấy ra bán chứ. Mà bây giờ, dám hỏi pháp phương tiền bối, không biết là vật gì. Lại có thể so với kia tuyên âm thảo cũng còn chân quý hơn. Một cái khí thế rất kinh người nửa bước cường giả trúc cơ chân nhân cảnh đứng ra, chậm rãi hỏi. Người này ở ưng giản hạp rất nổi danh, chỉ kém như vậy một chút xíu, là có thể đột phá. Hắn lời này vừa hỏi lên, tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc hướng mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị Lý Thành không pháp phương trên mặt nhìn lại. Không ít người trên mặt đều mang hoặc là tò mò, hoặc là ngưng trọng, hoặc là thần sắc mong đợi. Hiển nhiên, liên quan tới đáp án của vấn đề này, bọn họ rất muốn đến rõ ràng. Không nghĩ tới lần này buổi đấu giá này lên, lại còn có so với kia tuyên âm thảo hơn nữa vật chân quý. Rốt cuộc là cái gì? Cái này cự không giáo lại có thể bỏ được lấy ra bán đấu giá. Ở nơi này nồng đậm yên lặng bầu không khí chính giữa,
Viên Thanh có chút bất ngờ lẩm bẩm nói. Hiển nhiên, ngày hôm nay một màn này, ở hội đấu giá bắt đầu trước, hắn là như thế nào vậy không có biện pháp tưởng tượng được. Trọng yếu nhất chính là, trực giác nói cho hắn, trong này, thật giống như có vấn đề gì, có cái gì mờ ám. Tiếp tục xem tiếp chẳng phải sẽ biết. Trần Phi cười một tiếng, nói, nếu là thật có thứ gì tốt, chẳng qua mua lại là được. Chỉ sợ là ta không có hứng thú, vậy liền không có ý gì. Trần Phi lời vừa nói ra, vô luận là vậy Viên Thanh, hoặc giả là hắn bên cạnh Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, Thương Khôn, Lam Kình, biểu hiện trên mặt đều có chút cổ quái cùng ngạc nhiên. Trần Phi khẩu khí này chân thực có chút quá lớn, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, bọn họ lại không khỏi không thừa nhận, Trần Phi đúng vậy thật có nói lời này tư cách. Bởi vì là, so tài lực, ai dám cùng luyện đan sư so. Huống chi, Trần Phi tiện tay cũng có thể luyện chế ra 5 văn 6 văn cực phẩm bảo đan tới. Cái loại đó đan dược muốn thì nguyện ý bán cho người khác, cũng đều là giá trên trời à. Vậy cũng tốt, nếu các người muốn biết, vậy ta cũng sẽ không làm người xấu, bán cái này quan tử. Chư vị mời xem, nhưng vào lúc này vậy Lý Thành không pháp phương chiến sừng sững trước mở miệng, vung tay lên, một đạo ý ánh sáng màu lam liền là xuất hiện ở hắn chính giữa đỉnh trước mặt phía trước. Trước chúng ta cự không giáo cùng Tư Mã Khôn Tư Mã đạo hữu ở tình cờ dưới, cùng chung phát hiện một tòa niên đại lâu đời mộ huyệt. Lúc ấy chúng ta là cùng nhau đi vào dò xét, lấy được thu hoạch có một ít vật cổ xưa, còn có vậy tuyên âm thảo, cùng với một trang này giấy vàng. Lý Thành không pháp phương đưa tay xuyên qua vậy úy ánh sáng màu lam, nhất thời, trương một cổ xưa, tang thương giấy vàng liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Vậy tấm giấy vàng nhìn như rất không bắt mắt, điệp nếp nhăn nhíu, tốt hơn giống như nhẹ nhàng đụng chạm sẽ bể nát. Tư Mã đạo huynh, vậy tấm giấy vàng là, Trường Hồng công tử nhìn vậy Lý Thành không pháp phương trong tay giấy vàng, chân mày nhíu, hướng bên cạnh Tư Mã Khôn hỏi. Hình như là một ít luyện đan sư đồ, ta xem không hiểu, hơn nữa vậy chữ viết phía trên cũng còn là mấy trăm năm trước, cho nên. Tư Mã Khôn cau mày chưa nói xong, nhưng Trường Hồng công tử cũng đã rõ ràng liền hắn ý nghĩa. Đơn giản chính là nhìn không hiểu, liền không để ý. Trang này trên giấy vàng mặt, sử dụng chữ viết là 500 năm trước, coi như là cổ xưa chứ. Chúng ta tìm tới người đặc biệt phiên dịch sau này, vậy không phát hiện vật gì có giá trị, liền nguyên lấy là vật này chỉ sợ cũng không phải thứ gì đáng tiền, nhưng mà. Nói đến đây vậy Lý Thành không pháp phương đột nhiên dừng lại, treo ở mọi người khẩu vị. Lý Thành không pháp phương tiền bối, nhưng mà cái gì? Trường Hồng công tử không nhẫn nại được nội tâm xung động, hỏi lại lần nữa. Nhưng ngay khi chúng ta sắp buông tha đối với trang này giấy vàng nghiên cứu, rất vô tình, chúng ta lại có thể phát hiện trong đó ẩn giấu bí mật. Lý Thành không pháp phương cười nhạt nói. Tất cả mọi người con ngươi rụt một cái, ẩn núp bí mật, là cái gì? Nhưng vào lúc này, vậy Lý Thành không pháp phương đem tờ kia giấy vàng tiện tay ném hướng giữa không trung, dùng linh khí định trụ. Rồi sau đó liền gặp hắn lại lần nữa từ túi đựng đồ kia chính giữa, lấy ra một quả lớn chừng bàn tay hồ lô ngọc, mở ra cái nắp, đổ ra một giọt màu ngà, tràn ngập linh khí nồng nặc mùi thơm chất lỏng. Lại là ngàn năm linh nhũ. Tất cả mọi người đều ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thành không động tác kế tiếp. Cổ họng quản, chậm rãi ngọa nguậy, trong lòng hiện ra gợn sóng. Thử! Lý Thành không lại có thể đem giọt kia ngàn năm linh nhũ tưới vào trên giấy vàng mặt. Nhất thời một hồi chói tai thử thử tiếng vang lên, tờ kia giấy vàng hơi run run, một bó lục quang, đi theo trực tiếp là từ vậy giấy vàng chính giữa tỏa ra, tạo thành hình vẽ. Cái này, đây là Thanh Nguyệt, đây là chúng ta Bùi gia Thanh Nguyệt lão tổ ký hiệu. Chẳng lẽ nói, vừa thấy được đồ án kia, Trường Hồng công tử trực tiếp là cả người đều nhảy lên. Con người có giúp lại, cực độ rung động, tâm trạng sợ hãi tự lẩm bẩm. Bất quá rồi sau đó, một cổ mừng như điên nhưng là từ trong mắt hắn trong thả ra. Giữa không trung, vậy một bó lục quang hình thành hình vẽ bất ngờ là một vòng không trọn vẹn trăng khuyết, màu xanh, ước chừng chỉ có 1/3 nguyên vẹn, bất quá nhưng vẫn có thể đại khái đoán được đầy đủ hình thái. Mà khi nhìn rõ sở hình vẽ này sau đó, tại chỗ phần nhỏ kiến thức uyên bác người, cũng là lập tức điên cuồng rối loạn xuống. Thanh Nguyệt, thật sự là Thanh Nguyệt, Thành U Lang hơn 500 năm trước từng xuất hiện qua một vị hết sức lợi hại luyện đan sư, cấp 5 trở lên, luyện đan cảnh giới xuất thần nhập hóa, được gọi là Thanh Nguyệt Đan Vương.
giấy vàng này, lại là Thanh Nguyệt Đan Vương lưu lại. Ta nghe nói cái này Thanh Nguyệt Đan Vương họ Bùi, chẳng lẽ, hắn là thành U Lang Bùi gia người? Không sai, 500 năm trước, Bùi gia ở thành U Lang căn bản là bất nhập lưu, nếu không phải bởi vì là có Thanh Nguyệt Đan Vương dẫn, lại tại sao có thể có hôm nay cường thịnh? Cái này đều không phải là điểm chính là... Ta nghe nói qua thành U Lang một cái tin đồn. Hơn 500 năm trước, Thanh Nguyệt Đan Vương tọa hóa thời điểm, từng đem mình đan đạo đạo thống, cùng với trọn đời bảo tàng cũng truyền tới, che giấu ở một nơi thần bí địa điểm, bản đồ bị chia làm 3 phần. Mỗi một phần đều là 1/3. T, ý ngươi là nói, giấy vàng này chính là bản đồ kia 1/3. Cái này. Sợ rằng, hẳn là như vậy đi. Rất nhiều người cũng điên rồi. 500 năm trước danh chấn thành U Lang Thanh Nguyệt Đan Vương nơi lưu lại đan đạo đạo thống đạt tới trọn đời đại bảo dấu, ai nghe không kích động. Ai nghe, không động tâm. Oanh! Đột nhiên, một cái đen thui bàn tay từ vậy cách đó không xa khí thế cuồng trào đánh tới. Đem vậy đang tản ra lục quang giấy vàng bao phủ ở phía dưới, nhìn dáng dấp cuối cùng muốn trực tiếp đem tờ kia Thanh Nguyệt Đan Vương lưu lại khu bảo tàng bản đồ cho cướp đi. Rất nhiều người biến sắc. Đây là người nào? Xuất thủ uy thế nhưng đủ khủng bố, nhưng mà, dám làm cự không giáo, ngay trước Lý Thành Không Pháp Vương trước mặt cướp đồ, cái này có phải hay không có chút quá vô cùng gan dạ. Rất nhiều người nghĩ đến đây, theo bản năng trợn to hai mắt. Ha ha, thấy tình cảnh này vậy Lý Thành Không Pháp Vương lại có thể không chút nào bất ngờ hoặc là vẻ bối rối, chẳng qua là lắc đầu ha ha cười một tiếng, đưa tay một cái, đồng dạng là một bản đánh ra. Một cổ kinh khủng màu xanh thẳm chập chờn trực tiếp là làm người ta cửa mau cốt tủng nhiên. Tim ùm ùm kịch liệt nhảy lên, để lại mồ hôi lạnh. Ừ, Trần Phi hơi hí mắt, hướng bên cạnh Thiết Sư Tử Nghiêm Chu cười hỏi, như thế nào? Vậy Lý Thành Không thực lực, hẳn không yếu hơn ta. Thiết Sư Tử Nghiêm Chu trên mặt có chút ngưng túc. Không kém gì hắn, đó chính là trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Thương Khôn, Lam Kình. Viên Thanh ba người nhìn nhau một cái, tất cả gặp được trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả đỉnh phong, nhưng mà có tư cách ở bọn họ ưng giản hạp trực tiếp xưng hùng. Nhưng bây giờ thì sao? Nhân vật như vậy, nhưng chỉ là cự không giáo một vị cái gọi là tứ đại pháp vương một trong sao. Dầm một tiếng, đen như mực kia bàn tay bị đánh tan, năng lượng kích động bốn phương. Lý Thành Không, người đừng quá cản rỡ. Bản đồ này vốn chính là chúng ta Bùi gia. Một đạo thanh âm thở hổn hển truyền ra, tự xưng chúng ta Bùi gia. Nguyên lai, cái này lại là Bùi gia cao thủ cường giả. Hơn nữa còn rất lợi hại. Vốn là các người Bùi gia. Xin lỗi, bây giờ đã không phải. Lý Thành Không nhàn nhạt cười một tiếng, lại lần nữa động thủ, một cổ kinh khủng màu xanh thẳm trùm ánh sáng xoắn ốc bạo kích ra, xuyên thấu không khí, đem một giọng nói trực tiếp là oanh tạc đi ra. Nếu đã tới, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi? Lý Thành Không cười nói. Lý Thành Không, ngươi. Vậy thanh âm thở hổn hển hơn nữa nóng nảy, một đạo cường giả bóng người rốt cục thì xuất hiện. Đó là Bùi gia tam trưởng lão, Bùi Huyền Đông. Có người kinh hô. Ưng giản hạc Bùi gia có 3 vị trúc cơ chân nhân cảnh trưởng lão, Bùi Huyền Đông xếp thứ 3, thực lực rất kinh người, từng một đêm bây giờ chuyển chiến 300 dặm, đem một cái không kém gì Vân Long Sơn thế lực cường đại cũng tiêu diệt. Có cường giả trúc cơ chân nhân cảnh, từng chết ở trong tay hắn. Nguyên lai là người Bùi Huyền Đông à? Làm sao, lâu như vậy không gặp mặt, vẫn khỏe chứ chứ? Lý Thành Không cười nhạt đem vậy giấy vàng thu vào, nhẹ nhàng nói. Lý Thành Không, ta mặc dù không đánh lại ngươi, có thể ngươi đừng quên, vật này như thật là chúng ta Bùi gia Thanh Nguyệt lão tổ bảo tàng bản đồ, thành U Lang bên kia, chủ nhà nhất mạch cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể. Vậy Bùi Huyền Đông lạnh lùng mở miệng nói, con người gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thành Không, mang một tia cửu hận. Vật này là bọn họ Bùi gia, nhưng bây giờ, cự không giáo nhưng lại dám không trả cho bọn họ Bùi gia, còn phải lấy ra bán. Phải không, các người Bùi gia chủ nhà sẽ ngồi nhìn bỏ mặc, thật là để cho người sợ à. Nếu không, vật này chúng ta cự không giáo dứt khoát không bán. Đem nó cầm đi thành U Lang, đưa cho Tuyết Vân Lầu, người cảm thấy thế nào? Lý Thành Không khô già trên gương mặt hiện ra cười mỉa vẻ, nhàn nhạt nói. Chút nào không sợ. Ngươi dám, vậy Bùi Huyền Đông nhất thời con ngươi co giúp một cái, sắc mặt vô cùng dữ tợn nói. Ai cũng biết,
Bọn họ Bùi gia cùng Tuyết Vân Lầu là tử địch, nếu là cự không giáo thật dám đem bản đồ này đưa cho Tuyết Vân Lầu nói đây chẳng phải là. Bọn họ Bùi gia, đời này cũng đừng nghĩ đem Thanh Nguyệt lão tổ chết động phủ mở ra. Tuyết Vân Lầu không thể nào nguyện ý đem đồ còn cho bọn hắn. Người mạnh ta yếu, thành tựu tử đối đầu, Tuyết Vân Lầu có thể uổng công nhìn bọn họ Bùi gia trở nên mạnh mẽ sao? Lý Thành Không, người rốt cuộc muốn thế nào? Rồi sau đó, liền gặp hắn cưỡng ép kềm chế trong lòng lửa giận, lạnh lùng nói. Muốn thế nào, ta cũng không muốn thế nào, mà là chính ngươi. Lý Thành Không cười một tiếng, nói, ngày hôm nay đây là trường hợp nào? Hội đấu giá, ta sẽ đem giấy vàng này lấy ra bán đấu giá, còn như các người Bùi gia có thể hay không đạt được, vậy sẽ phải. Tốt lắm, hy vọng ngươi Lý Thành Không nói chuyện giữ lời, nếu không, hậu quả, ngươi hẳn rất rõ ràng. Hừ, Bùi Huyền Đông trực tiếp là đem Lý Thành Không nói cắt đứt. Chỉ cần có thể mua được, vậy thì không có gì. Ở nơi này Thanh Long Câu, chẳng lẽ còn có người tranh được qua hắn Bùi Huyền Đông, tranh được qua bọn họ Bùi gia? Coi như là Nguyễn Thanh Long, vậy không cái đó tư cách. Hơn nữa, tin hắn vậy không gan này chạy tới tranh. Quan hệ đến bọn họ Bùi gia tổ tiên, Thanh Nguyệt Đan Vương lão tổ, bọn họ Bùi gia sẽ không theo người bất kỳ làm trò đùa. Những người khác vậy rất hiển nhiên rõ ràng một điểm này. Toàn bộ Thanh Long đình chung quanh, sau đó đổi được vô cùng yên tĩnh. Tốt lắm, nếu mọi người xem đều đã không kịp chờ đợi, tốt lắm, vậy ngày hôm nay chàng này long trọng, nồng đậm hội đấu giá, chỉ như vậy bắt đầu đi. Vậy Lý Thành Không pháp phương mặt mỉm cười mở miệng, tay lại một vung, một khối hắc đồng tựa như được đồ, xuất hiện ở trong tay hắn. Nhưng mà hắn lại lần nữa vung tay lên, vậy lớn chừng bàn tay. Hắc đồng vậy vật thể, lại là trực tiếp nghênh phong lớn lên, thành là một tòa uy phong lẫm lẫm, hắc quang lóe lên, to lớn chiến thuyền. Làm người ta giật mình. Hắc huyền đồng tinh, vậy chiến thuyền là do hắc huyền đồng tinh đúc thành, có người trợn mắt hốc mồm kinh hô lên. Lớn như vậy chiếc chiến thuyền, lại có thể tất cả đều là do hắc huyền đồng tinh đúc thành. Cái này, đây quả thực. Đúng vậy, căn cứ chúng ta cự không giáo kiên định suy đoán. Đây chính là năm đó Thanh Nguyệt lão tổ tọa giá, hắc đồng chiến thuyền. Vốn là có thể cùng trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cường giả chính diện đối kháng chiến tranh đồ sắc bén, chỉ tiếc, trải qua 5 tháng xâm nhập, bây giờ uy lực còn lại đã chưa đủ năm đó trong 1%. Vậy Lý Thành Không pháp phương nói đến đây khẽ mỉm cười một cái, nói, bất quá, theo chúng ta cự không giáo suy đoán, cái này hắc đồng chiến thuyền bây giờ cũng hẳn vẫn có thể cùng nửa bước trúc cơ chân nhân cảnh đấu một trận. Tốc độ phi hành mà nói, có thể cùng trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ sánh vai, cho nên, giá quy định 3.000 hạ phẩm linh thạch, tự do đấu giá. 5.000, Lý Thành Không pháp phương vừa dứt lời, Trường Hồng công tử thì đã không chút do dự mở miệng đấu giá. 5.000 hạ phẩm linh thạch, loại này giá trên trời, trực tiếp là chấn động được tất cả mọi người trong lòng tê dần. Coi như là tầm thường thượng phẩm pháp khí, sợ rằng cũng bán không tới loại này giá trên trời. Bất quá cái này hắc đồng chiến thuyền dù sao cũng là năm đó, Thanh Nguyệt lão tổ tọa giá, cho dù là bây giờ đổi không chịu được, Bùi gia không mua về, vậy không nói được. 6.000, có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lười biếng vang lên, trực tiếp là làm tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. 6.000, không nói cái này hắc đồng chiến thuyền bây giờ căn bản cũng không đáng cái giá này mà. Coi như là trị giá, Bùi Huyền Đông ở nơi này. Trường Hồng công tử cũng ở đây, hơn nữa còn là tự mình kêu giá, nhưng bây giờ nhưng lại có người thật dám cùng bọn họ tranh. Là vừa mới thằng nhóc kia, ta trước thấy hắn thật giống như cùng Trường Hồng công tử nổi lên mâu thuẫn. Viên Thanh Viên đại sư làm sao ở hắn bên người, chẳng lẽ là Viên đại sư ý nghĩa? Không thể nào. Bất quá nếu là Viên đại sư nói, ngã xác thực cầm cho ra khoản tiền này. Mọi người hướng kêu giá người thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, bất ngờ phát hiện, cái này kêu giá thanh lại là xuất từ Trần Phi người trẻ tuổi này miệng. Là vậy thằng đáng chết, Trường Hồng công tử con ngươi co giúp một cái, sắc mặt có chút hổn hển đứng lên. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại dám và hắn tranh. Viên Thanh, vậy Bùi Huyền Đông lúc này sắc mặt vậy rất khó xem, không nghĩ tới lại có người dám cùng bọn họ Bùi ra tranh đoạt hắc đồng chiến thuyền. Nhưng mà, hắn nhưng biết Viên Thanh. Âm trầm chân mày lạnh lùng nói, thằng nhóc kia là ai? Làm sao đi theo Viên Thanh bên cạnh? Tam trưởng lão,
thằng nhóc kia giống như cũng là cái luyện đan sư, hơn nữa. Trường Hồng công tử muốn nói lại thôi. Thêm gì nữa? Bùi Huyền Đông truy hỏi. Hơn nữa thằng nhóc kia luyện đan cảnh giới tựa hồ rất lợi hại, không phải đi theo ở Viên Thanh bên người. Trường Hồng công tử còn là nói ra, hắn còn coi như là một có đầu óc người, mặc dù cùng Trần Phi có mâu thuẫn, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng loại này tin tức tuyệt không thể giấu giếm. Nếu không, liền rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Không phải đi theo ở Viên Thanh bên người, nghe vậy Bùi Huyền Đông sắc mặt hơi kinh ngạc kinh. Hắn rõ ràng có đôi lời, gọi là vật hợp theo loại người hợp theo bầy. Có thể cùng Viên Thanh như vậy cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư đi ở một đường, còn không phải là hắn người theo đuổi, còn là một vị luyện đan sư, loại người này, hắn luyện đan cảnh giới tu vi có thể kém đi nơi nào. Nghĩ đến đây, hắn Bùi Huyền Đông sắc mặt liền lại một lần nữa trở nên khó coi. Thằng nhóc kia biết rõ Hắc Đồng chiến thuyền là bọn họ Bùi gia tổ tiên, Thanh Nguyệt lão tổ tọa giá, bây giờ nhưng dám cùng bọn họ tranh. Là không đem bọn họ Bùi ra coi ra gì. Bất quá hắn sắc mặt khó khăn xem còn có khác một tầng nguyên nhân, đó chính là và vậy giấy vàng bản đồ so sánh, cái này Hắc Đồng chiến thuyền dĩ nhiên là có cũng được không có cũng được, không quan trọng. Lần này, bọn họ trước đó căn bản cũng không biết giấy vàng này bản đồ sự việc, liền hắn Bùi Huyền Đông mình, đều là trùng hợp đi ngang qua. Đổi câu mà nói chính là bọn họ căn bản cũng còn chưa kịp chuẩn bị, trên tay linh thạch cũng không nhiều. Mà luyện đan sư, nhất là lợi hại luyện đan sư, lại là tu chân giới công nhận nhất không kém linh thạch đoàn thể. Được rồi, cái này Hắc Đồng chiến thuyền đã phế, thành một kiện rác dưới, hắn muốn, cho hắn chính là. Rồi sau đó liền gặp hắn mặt âm trầm từ răng may phun ra mấy lời như vậy. Diễn cảm hết sức khó khăn xem. Hắn lời này mặc dù nói rất không câu chấp, rất tiêu vẩy, nhưng vấn đề là, liền bọn họ Thanh Nguyệt lão tổ tọa giá, cũng phải làm cho người khác. Cái này không mất thể diện mới là lạ. Giao giao. Không phải đâu, Bùi gia không cần, đây chính là Hắc Đồng chiến thuyền à, năm đó Thanh Nguyệt lão tổ tọa giá. Hơn phân nửa là chưa kịp chuẩn bị linh thạch chứ. Và vậy bảo tàng bản đồ so với, cái này đã phế bỏ Hắc Đồng chiến thuyền, quả thật có chút không quan trọng. Lời mặc dù là như thế nói, có thể cái này Hắc Đồng chiến thuyền thật nếu là rơi vào tay ngoại nhân, cái này Bùi gia mặt mũi. Nhưng có chút không nén giận được à? Vậy có biện pháp gì? Đây không phải là linh thạch không đủ sao? Ha ha! Đám người một hồi xôn xao. Vậy Trường Hồng công tử sắc mặt ngay tức thì đổi được âm trầm, chẳng lẽ tới cực điểm? Ở hắn xem ra, cứ như vậy một chút, mình nhưng mà ở Trần Phi trước mặt mất thể diện ném đủ rồi. Đường đường Bùi gia Trường Hồng công tử, bị người ta vừa hô giá cả, liền lại có thể hù được, không dám lại tiếp tục ra giá. Cái này chẳng lẽ không mất mặt sao? Đáng chết! Trong lòng càng như vậy muốn, vậy Trường Hồng công tử liền càng không nhịn được nghĩ đem Trần Phi đốt thi xương bể, tháo ra 8 khối. Nếu không, hắn Trường Hồng công tử mặt muốn để nơi nào? 7.000 hạ phẩm linh thạch, rồi sau đó liền gặp một mặt cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Làm vậy bên cạnh tam trưởng lão Bùi Huyền Đông sắc mặt ngay tức thì đổi một cái. Cầu vòng, ngươi làm gì? Không có nghe gặp ta nói. Vậy Bùi Huyền Đông sắc mặt thật không tốt nhìn Trường Hồng công tử nói. Bọn họ hiện ở trong tay mặt linh thạch vốn là không nhiều, Trường Hồng công tử bây giờ còn như thế ẩu tả. Nếu là thật lượm hạt mè thất lạc dưa hấu, truyền về đi, phía trên trách móc xuống, ai tới gánh trách nhiệm này? Ai lại gánh nổi trách nhiệm này? Tam trưởng lão người yên tâm, ta biết ta bây giờ đang làm gì. Vậy Trường Hồng công tử nghe vậy con người rụt một cái, trong ánh mắt hiện lên một loại vẻ điên cuồng. Nói, đây chính là chúng ta Bùi gia tổ tiên, Thanh Nguyệt lão tổ tọa giá, nếu là bị người ngoài đoạt đi, không giống nhau là mất thể diện. Hơn nữa, nói đến đây vậy Trường Hồng công tử ngạo nghễ cười lạnh cười, nói, chỉ những thứ này nghèo núi vùng đất hoang bùn hầu tử, nghèo dân lang thang, chẳng lẽ tam trưởng lão ngươi còn nhận là bọn họ tranh được qua chúng ta Bùi gia? Vậy căn bản là tuyệt không thể nào. 8.000, chỉ tiếc, Trường Hồng công tử lời này cũng còn chưa nói hết. Vậy Trần Phi bình thản đấu giá thanh liền lại lần nữa vang lên. Giống như 8.000 hạ phẩm linh thạch, cũng chỉ là một đống phế thạch đầu như nhau, một chút đau lòng cũng không có. Chó này rác rưởi, nhất thời vậy Trường Hồng công tử trên mặt thần sắc thì trở nên được cực độ khó khăn xem và dữ tợn, không nghĩ tới Trần Phi lại còn dám ra giá, cùng hắn tranh đoạt. Trọng yếu hơn chính là,
chó này rác rưởi là hắn ma kẻ ngu sao? Hoa Linh như vậy thạch, 8.000, tới mua một chiếc phá chiến thuyền, đây là đầu óc có vấn đề. Nghĩ đến đây vậy Trường Hồng công tử trong con ngươi liền không nhịn được hiện ra một cổ vô cùng là rõ ràng vẻ ghen tị. Tức giận cả người run rẩy, thất khiếu bốc khói. Trần Phi là người ngu sao? Hiển nhiên cũng không phải là. Có thể hắn nếu không phải người ngu, cũng còn nguyện ý cầm ra 8.000 hạ phẩm linh thạch như vậy giá trên trời, tới tranh một chiếc phế bỏ phá chiến thuyền. Cái này rõ ràng chính là muốn để cho hắn Trường Hồng công tử trên mặt khó khăn xem. Còn có quan trọng hơn, đó chính là không thiếu tiền. Không kém linh thạch. Những thứ này lòng chó luyện đan sư căn bản cũng không thiếu tiền. Trường Hồng công tử trong lòng cực kỳ tức giận nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy ê ẩm. Rào rào. Ta. Thiệt hay giả, liền cái này phá chiến thuyền, đều đã phế bỏ, lại còn có kẻ ngu nguyện ý cầm 8.000 hạ phẩm linh thạch tới mua, cái này có phải hay không đầu óc có bệnh? Ta xem tên kia trước cùng Trường Hồng công tử từng xích mích, có mâu thuẫn xích mích, người nói có thể hay không? Người nói hắn đây hoàn toàn chính là cầm linh thạch tới đập người, chán ghét người. Muốn để cho Trường Hồng công tử ngay trước mọi người bêu xấu, khó chịu. Nếu không thì sao, luôn không khả năng thằng nhóc kia là thật ngu chứ. Chính ngươi tin không tin. Có thể đây là 8.000 hạ phẩm linh thạch à? Cái gì khái niệm? Vậy thì thế nào? Ta nghe tin đồn nói, thằng nhóc kia mình chính là một rất lợi hại luyện đan sư. Những tên kia, từng cái ai không là giàu chảy mở. Có thể cái này. Ai, không hổ là luyện đan sư, thật là quá có tiền. Lại có thể bỏ được cầm 8.000 hạ phẩm linh thạch tới rót nước trôi, chỉ làm ác lòng chán ghét người. Bất quá lần này vậy Trường Hồng công tử khẳng định tức bể phổi. Có thể có biện pháp gì? Cùng luyện đan sư so có tiền, đó thuần túy là nói vớ vẩn. Ai, nếu là ta có thể thành là một vị luyện đan sư, thật là tốt biết bao. Ngươi, vẫn là tỉnh lại đi. Tại chỗ đông đảo người nhìn về Trần Phi sắc mặt tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Có thể như vậy ném một cái vạn kim, mặt không đỏ, tim không đập mạnh dùng 8.000 hạ phẩm linh thạch tới rót nước trôi, chán ghét người, đây là bực nào hào khí. Bực nào làm người ta hâm mộ ghen tị. Tài lữ pháp, từ trên bản chất tới xem, tu luyện nhưng thật ra là một kiện rất hao phí tiền tài xa xỉ được là. Có thể cái này bây giờ, có người căn bản cũng không thiếu tiền, có thể không làm người ta hâm mộ ghen tị sao? Thằng nhóc, ta nhắc nhở ngươi một câu. Đang làm một ít chuyện trước, tốt nhất cân nhắc một chút rõ ràng, có vài người, cũng không phải là ngươi loại hóa xác này có thể đắc tội nổi. Vậy Trường Hồng công tử vừa nghe đến Trần Phi tuôn ra 8.000 hạ phẩm linh thạch giá trên trời, lúc này sắc mặt dữ tợn, nhìn Trần Phi cắn răng nghiến lợi uy nghiêm nói. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, một cổ khí thế kinh khủng nhưng trực tiếp hướng trên người hắn đè xuống, vô cùng đáng sợ, làm người không cách nào thở dốc. Chỉ gặp vậy Thanh Long đỉnh chính giữa Lý Thành không pháp phương chiến sừng sững ho khan, nhàn nhạt nói, hụ hụ hụ. Người tuổi trẻ, nói chuyện trước suy nghĩ nhiều muốn, hụ hụ hụ. Nếu không, hụ hụ hụ, ừ. Vậy một câu cuối cùng giọng mũi chính giữa tràn đầy nhàn nhạt dùng mình, làm người ta rợn cả tóc gáy, vậy làm vậy Trường Hồng công tử trên mặt thần sắc nhất thời cứng đờ. Rồi sau đó thần sắc đổi được khó coi tới cực điểm. Liền cái này như thế một hồi thời gian. Hắn cũng không biết ở dưới con mắt mọi người thất lạc bao lớn mặt. Như thế chăng tức giận. Trường Hồng công tử, nếu vậy phá chiến thuyền tiểu tử kia muốn, nhường cho hắn thì thế nào? Dù sao đến cuối cùng, không vẫn sẽ trở lại trong tay của ngươi sao? Nhưng vào lúc này vậy Tư Mã Khôn nhàn nhạt mở miệng cười nói. Trong lời nói mặt tràn đầy âm hiểm dùng mình, cùng với vẻ khinh thường. Ý ngươi là, Trường Hồng công tử trước mắt sáng lên. Thực vậy. Luyện đan sư xác thực rất nhiều có tiền, nhưng nếu là những người này thực lực quá kém, không rõ ràng biến mất, có tiền đi nữa, thì có ích lợi gì? Cũng không phải là cho người khác tác giá y sao? Vậy Tư Mã Khôn cười lạnh nói, nhìn một bên Bùi Huyền Đông, Bùi Tam trưởng lão, sờ một cái chòm râu của mình, trên mặt tràn đầy nụ cười, Bùi Tam trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Đây cũng là, có tiền thì thế nào? Thật nếu là chọc giận liền ta, chẳng qua một dao làm thịt. Vậy Bùi Huyền Đông ở trên cổ tìm hoa, mắt lộ ra hung quang. Trên thực tế, hắn cũng đúng Trần Phi lại dám tranh đoạt bọn họ Bùi gia tổ tiên di vật tọa giá, mà cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Không thoải mái nói, nên làm cái gì?
Cái này còn không đơn giản, tìm được nguyên nhân, để cho nó thoải mái không được sao? Tốt lắm, cứ làm như vậy. Vậy Trường Hồng công tử lập tức không chút do dự gật đầu một cái, trong tròng mắt tràn đầy kích động uy nghiêm vẻ, nhìn Trần Phi bóng người, cười lạnh nói, chó rác rưởi, dám cùng ta Trường Hồng công tử đối nghịch. Đến lúc đó, ta xem ngươi chết như thế nào. 8.000 hạ phẩm linh thạch một lần, 8.000 hạ phẩm linh thạch hai lần. 8.000 hạ phẩm linh thạch ba lần. Chúc mừng vị này tiểu huynh đệ, chiếc này Thanh Nguyệt Đan Vương năm đó hắc đồng chiến thuyền tọa giá, thuộc về ngươi. Vậy Lý Thành không pháp vương hô xong ba lần giá cả sau đó, trực tiếp cầm trong tay hắc đồng chiến thuyền ném về phía Trần Phi chỗ ở phương hướng, hơi híp mắt, cười nói, bất quá, tiểu hữu ngươi là chuẩn bị dùng phương thức gì tới tính tiền. Viên đại sư, Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, đột nhiên hướng bên cạnh Viên Thanh nói, mang linh thạch sao? Mượn ta 8.000 hạ phẩm linh thạch. Dĩ nhiên, dĩ nhiên, Lý Thành không pháp vương, đây là 8.000 hạ phẩm linh thạch, người đếm một chút. Viên Thanh nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó không chút do dự đem nhà mình để trốn thoát. Lấy ra 8.000 hạ phẩm linh thạch giao cho cách đó không xa Lý Thành không pháp vương. Làm trò đùa, đừng nói là 8.000 hạ phẩm linh thạch, coi như là 80.000, hắn đập nồi bán sắt, vậy phải nghĩ biện pháp đi góp à. Trần Phi Trần lớn ít mở miệng hướng hắn mượn linh thạch, đó là phúc phần của hắn, hắn giọng. Ừ, vậy Lý Thành không pháp vương gặp Trần Phi cái này 8.000 hạ phẩm linh thạch lại là tìm Viên Thanh cầm, hơn nữa người sau liên quan đánh bữa cũng không có, kịp phản ứng sau đó, lập tức liền lấy, cái này tự nhiên làm hắn không nhịn được liên tưởng đến rất nhiều thứ. Lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, tràn đầy kinh dị. Thằng nhóc này, kết quả lai lịch gì? Loại này được là nhìn như, có thể không giống như là Viên Thanh vãn bối bối phận. Ngược lại, lại còn mơ hồ có như vậy chút cao hơn Viên Thanh một con ý nghĩa. Đè Viên Thanh cái này cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư một đầu, cái này. Không chỉ là hắn hiện vào lúc này trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía, coi như là tại chỗ những người khác, chỉ cần không ngốc, ở thấy một màn này sau đó, đều là từng cái một sắc mặt ngay tức thì thay đổi đứng lên. Đổi được trợn mắt hốc mồm, khó tin. Cái này, thằng nhóc này kết quả lai lịch gì? Đây chính là 8.000 hạ phẩm linh thạch à? Viên Thanh Viên đại sư nói mượn liền mượn, chẳng lẽ, hắn không sợ thằng nhóc kia không trả nổi sao? CMN, nguyên lai con chó kia rác rưởi căn bản cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Thấy tình cảnh này, vậy Trường Hồng công tử tức giận cắn răng nghiến lợi, sau đó một cái tát hung hăng vỗ vào bên cạnh trên đá lớn mặt. Phanh một tiếng rên, đá lớn muốn nổ tung lên, thành là bột. CMN, không linh thạch lại có thể cũng dám ở hắn Trường Hồng công tử trước mặt trang. Trường Hồng công tử trong lòng chua chát, tràn đầy ghen tị và tức giận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phải biết coi như là hắn, cũng khó khăn một chút mượn tới 8.000 hạ phẩm linh thạch như vậy con số trên trời, nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại có thể mượn như vậy ung dung, vừa lên tiếng thì có. Cái này như thế nào làm hắn trong lòng không hâm mộ ghen tị? Thật là hoàn toàn tâm tính không thăng bằng. Tiền bối, cái này hắc đồng chiến thuyền, đồng ý liền sao? Nhưng vào lúc này, Trần Phi mở miệng cười, hướng vậy vẫn đang hơi ngẩn ra Lý Thành không mở miệng cười hỏi. Ngạch, nha, dĩ nhiên, cái này hắc đồng chiến thuyền, bây giờ thuộc về ngươi. Vậy Lý Thành không pháp vương rốt cuộc tỉnh hồn, sắp tối đồng chiến thuyền giao cho Trần Phi. Đây chính là vậy hắc đồng chiến thuyền à. Đem vậy cỡ quả đấm hắc huyền đồng tinh đúc vật cầm trong tay, cảm giác được từng tia lạnh như băng, Trần Phi tự mình lẩm bẩm, lại hướng trong thức hải trận kinh không nói, tiền bối, đồ lấy được rồi, ngươi xem, có thể tu bổ sao. Nguyên lai hắn sở dĩ sẽ như vậy ngu mạo ra 8.000 hạ phẩm linh thạch, như vậy giá trên trời, đem cái này đã phế bỏ hắc đồng chiến thuyền mua về, là bởi vì trước kia trận kinh không đột nhiên đối với hắn nói. Chiến thuyền này, thật giống như có thể tu bổ. Phải biết đây chính là năm đó Thanh Nguyệt Đan Vương tọa giá à. Trọng yếu hơn chính là vật này nếu là không làm tổn hại, có thể là có thể lực địch trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ, mà không bại được. Đây là khái niệm gì? Nếu là ta không nhìn lầm, chiếc này chiến thuyền nồng cốt, hẳn là một tòa nhân trận thất trọng cao cấp trận pháp. Bây giờ xảy ra vấn đề địa phương, vậy là ở đâu? Trở về sau đó ta giúp ngươi sửa một chút đi. Trong thức hải, trận kinh không truyền tới nhàn nhạt thanh âm bình tĩnh. Chính là một tòa nhân trận thất trọng trận pháp, coi như là cao cấp,
đối với hắn mà nói, vậy không có gì lớn không được. Mà bây giờ chỉ cần là hắn có thể đem trận pháp này xảy ra vấn đề địa phương, cho tu bổ, những thứ khác, không vậy cũng không sao chẳng qua liền sao. Thật, vậy thì thật là quá tốt, không hổ là tiền bối ngài à, lại giúp ta một cái bận rộn. Nghe vậy Trần Phi con ngươi híp một cái, có chút kích động nắm thật chặt nắm quyền. Nếu có thể làm cái này hắc đồng chiến thuyền khôi phục năm đó thần uy, đây đối với hắn mà nói, nhưng mà tin tức tốt. Tối thiểu vật này nhưng mà an thân lợi khí bảo vệ tánh mạng. Coi như là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cường giả đích thân tới, chỉ sợ cũng khó khăn một chút, có thể đem hắn đánh bể. Nhưng vào lúc này, vậy Thanh Long đỉnh phương hướng, Lý Thành Không Pháp Vương lại lấy ra kiện thứ hai đấu giá vật phẩm. Đó là một kiện bề ngoài hiện đầy rêu và rỉ sét la bàn, chữ viết phía trên còn có hình vẽ đều đã mơ hồ không rõ, nhưng lại thỉnh thoảng chớp động nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ, chớp mắt rồi biến mất, làm người ta chú ý tới sau đó không khỏi hơi hí mắt. Vật này, đúng là có chỗ bất phàm. Hụ hụ hụ, ho khan. Vật này hẳn là 500 năm trước thượng phẩm pháp khí cao cấp, bất quá trải qua qua nhiều năm như vậy thời gian tiêu ma sau đó, vậy không có thể còn nữa năm đó hùng uy. Căn cứ chúng ta trắc nghiệm, cái này là bàn bây giờ nơi di tồn xuống uy năng, đại khái có thể cùng một kiện phổ thông thượng phẩm pháp khí tương đương, cho nên, giá quy định 3.000 hạ phẩm linh thạch, tự do đấu giá. Khụ khụ khụ, Lý Thành Không Pháp Vương lại tằng hắng nữa liền mấy tiếng, nói. Vậy mà nói, một kiện thông thường thượng phẩm pháp khí, hắn giá thị trường, ngay tại 3.000 hạ phẩm linh thạch trở lên. Biên độ vượt qua cực lớn. 3.200 hạ phẩm linh thạch. Ta ra 3.500. 4.000. Nhất thời liền có rất nhiều người bắt đầu kinh cộng lại. Trong đó đặc biệt những cái kia cái luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cao thủ đấu giá, cạnh nhất chuyên cần. Dù sao đối với bọn họ mà nói, có thể có được cái này một kiện uy năng đủ để sánh bằng thượng phẩm pháp khí bảo vật, sức chiến đấu nhưng là sẽ tăng vọt. Ai có thể không động tâm? Cuối cùng, bảo này bị một vị tiếng tăm lừng lẫy mạnh mẽ tán tu, lấy 5.700 khối hạ phẩm linh thạch giá cao, đem bỏ vào trong túi. Vật này Trần Phi không có hứng thú gì, cho nên không tranh. Kế tiếp là kiện thứ ba vật phẩm bán đấu giá, thứ tư kiện. Như vậy đấu giá không sai biệt lắm kéo dài có 2-3 tiếng, bầu không khí hoàn toàn bốc lửa sau đó, vậy Lý Thành Không Pháp Vương lại đột nhiên cười một tiếng, mở miệng nói tốt lắm, đồ đều đã đấu giá xong hết rồi. Đây là thứ hai đếm ngược kiện. Vừa nói, liền gặp hắn ngoắc tay, một bụi nghênh phong tung bay màu xanh đậm cỏ nhỏ, rễ cây bọc đang lóe lên linh vận đất đai trong, xuất hiện ở trước mắt mọi người, chớp động ánh sáng rực rỡ, lá cỏ còn mang mùi thơm thoang thoảng. Là tuyên âm thảo, vậy Trường Hồng công tử chợt con ngươi co rúm một cái, rồi sau đó trong ánh mắt kia liền nổi lên kích động thần sắc. Chỉ cần hắn có thể có được bụi cây này tuyên âm thảo, là có thể trở về mời luyện đan sư cấp 4 luyện âm tuyệt đan. Đến lúc đó, hắn liền có đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh vốn, có thể không kích động, có thể không động tâm. Các vị, cái này tuyên âm thảo ta Trường Hồng công tử thế ở tất được, xin các vị cho ta mặt mũi này. Nếu không... Rồi sau đó liền gặp hắn không chút do dự mở miệng nói, cất giọng để cho tất cả mọi người đều nghe. Trong lời nói mang trần trụi uy hiếp trắng trợn, rất là lạnh lùng. Nghe vậy, không ít người cũng mau chóng biến sắc. Bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, Trường Hồng công tử lời này cũng không phải là ở xem đùa giỡn. Có thể hay không đạt được bụi cây này tuyên âm thảo, đây chính là quan hệ đến đối phương có thể hay không đề ra sớm mau sớm đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh cảnh giới. Loại chuyện này, Trường Hồng công tử tuyệt không thể nào cùng người bất kỳ làm trò đùa. Cho nên, bất kỳ dám can đảm và hắn tranh đoạt bụi cây này tuyên âm thảo người, sợ rằng đều thật sẽ trở thành là hắn Trường Hồng công tử kẻ địch. Vèo! Ngay vào lúc này, từ vậy Trường Hồng công tử trong thân thể, còn có một cổ kinh khủng huyết khí lực lượng xông ra, vô cùng kinh người, đem cái này Thanh Long đỉnh chu vi trong phạm vi 100 thước cũng bao phủ lại, chớp mắt rồi biến mất. Cái này làm cho rất nhiều người ánh mắt đông lại một cái, ngay sau đó bọn họ ánh mắt, tất cả đều hướng mặt lộ vẻ lạnh lùng, uy nghiêm thần sắc Trường Hồng công tử trên mặt nhìn. Tên này, là thật đối với vậy tuyên âm thảo thế ở tất được. Liên loại này trần trụi trần cảnh cáo, uy hiếp thủ đoạn cũng dùng đến, đối với tất cả mọi người tại chỗ. Bất quá cái này Trường Hồng công tử bản thân thiên phú cùng với thực lực xác thực lợi hại, có thể nói siêu quần. Hơn nữa sau lưng còn có Thành U Lang Bùi gia chủ nhà nhất mạch bối cảnh,
liền Bùi Huyền Đông như vậy trưởng lão đều có thể, cũng dám làm nghịch, tự nhiên có bá đạo vốn. Giống vậy cường giả trúc cơ chân nhân cảnh, cũng biết để cho hắn mấy phần, tỉ như Tư Mã Khôn, đây chính là một ví dụ điển hình. Vậy Trần Trụi Trần uy hiếp thủ đoạn làm sau khi đi ra, quả nhiên, toàn bộ Thanh Long đỉnh chung quanh yên tĩnh lại. Rất nhiều người, bọn họ thật ra thì rất muốn tranh đoạt bụi cây này hiếm thấy vô cùng kỳ thuốc, Tuyên Âm Thảo, nhưng mà, Trường Hồng công tử cái này uy hiếp bày ở nơi đó, nhưng làm bọn họ bó tay bó chân, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể bắt đầu quay bán sao? Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, đem bình tĩnh đánh vỡ. Thanh âm này hiển nhiên là đến từ mọi người rất quen thuộc vị trí. Mọi người nghe vậy không khỏi con ngươi rụt một cái, vậy Trường Hồng công tử, cũng vậy. Ừ, Trường Hồng công tử trong con ngươi hiện ra xâm nhiên vẻ dữ tợn, nhìn Trần Phi chỗ ở phương hướng, đằng đằng sát khí nói, ngươi thật muốn tìm cái chết. Trần Phi Lý cũng không có để ý hắn, nhìn về Lý Thành Không, hỏi tiếp, tiền bối, có thể bắt đầu quay bán sao? Ngươi! Vậy Trường Hồng công tử lần nữa chỉ như vậy bị Trần Phi coi thường, cảm thấy làm nhục, da mặt không tự chủ đổi được hơn nữa vặn vẹo dữ tợn, cả người khí thế uy nghiêm vô cùng, một cổ mạnh mẽ khí huyết xông ra, hướng Trần Phi chỗ phương hướng nhào tới. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, người bất kỳ muốn tìm chết, ta Lý Thành Không không biết lưu tình, trừ phi, người so ta lợi hại hơn. Một đạo lạnh như băng màu xanh thẳm hơi thở nhào ra. Hung hăng đập thành Trường Hồng công tử trên mình, không chút khách khí. Vậy Lý Thành Không pháp vương mặt không cảm giác, xâm nhiên chậm rãi nói. Ta, Phốc Suy, vậy Trường Hồng công tử gặp nặng như vậy đánh, cả người khí huyết quay cuồng, sắc mặt dữ tợn, lại không dám nữa lỗ mãng. Bởi vì là hắn nghe được, Lý Thành Không lời này không phải nói đùa. Người khác sợ hắn Trường Hồng công tử, có thể cái này Lý Thành Không, nhưng không nhất định sợ. Người phải chết còn biết sợ cái gì? 700 niên đại Tuyên Âm Thảo, hiếm thấy kỳ thảo, chính là luyện chế âm tuyệt đan chủ yếu nguyên vật liệu, bây giờ, giá khởi đầu là 3.000 hạ phẩm linh thạch, tự do đấu giá. Sau đó liền gặp vậy Lý Thành Không pháp vương chậm rãi mở miệng nói. Giá khởi đầu là 3.000 hạ phẩm linh thạch, lời vừa nói ra, không ít người cũng con người rụt một cái. Không phải quá tiện nghi, mà là quá mắc, đây quả thực là ở làm thịt người. 3.000, vậy Trường Hồng công tử đầy mâu uy nghiêm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hô lên cái đầu tiên giá cả. Vật này Trần Phi nếu là thật dám cùng hắn tranh đoạt, như vậy, chính là đang cùng hắn Trường Hồng công tử kết thù. Kết tử thù. 5.000, nhưng mà, Trần Phi nhưng hoàn toàn không thấy hắn vậy dữ tợn, uy nghiêm, tràn đầy ánh mắt uy hiếp, tay máy ngón tay, nhàn nhạt nói. Giống như là đang kêu lên một khối hạ phẩm linh thạch mảnh vỡ như vậy bình thường. T, nghe vậy không ít người cũng không nhìn được thật lòng trong lòng run rẩy, không nghĩ tới Trần Phi lại là tới thật, thật muốn và Trường Hồng công tử tranh. Hơn nữa, cái này thứ một giá, chính là gọi ra giá trên trời. Đây chính là luyện đan sư à, quá giàu có, thật là không đem linh thạch làm là linh thạch. Đám người trong lòng khẽ run, Đao công tử, thật giàu có, cái giá này, đã rất cao. Người tốt, người rất giỏi. Quả nhiên. Đang nghe được tiếng này cao đến 5.000 hạ phẩm linh thạch kêu giá sau đó, vậy Trường Hồng công tử trên mặt thần sắc là hoàn toàn âm trầm, vô cùng dữ tợn, tràn đầy sát ý. Nhưng mà, nghe vậy lần này Trần Phi cuối cùng là nhìn hắn một cái, vẫn còn là nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói còn tranh không tranh. Lời vừa nói ra, vậy Trường Hồng công tử trên mặt thần sắc trực tiếp là cứng lại. Tràn đầy vặn vẹo và đỏ lên. Không chỉ là hắn. Tại chỗ những người khác cũng là chợt hô hấp hơi chậm lại, trợn mắt hốc mồm, cái này Trần Phi, không chỉ có lái ra 5.000 hạ phẩm linh thạch giá trên trời, bây giờ, còn lại có thể giễu cợt Trường Hồng công tử. Tên kia là đến tột cùng là ở đấu giá, vẫn là ở giận dỗi. Bởi vì trước kia cùng Trường Hồng công tử mâu thuẫn. Bỏ mặc là bởi vì cái gì, cái này bây giờ. Ta cảm giác hắn phải đến ngược lại xui xẻo, có tiền thì thế nào? Vậy Trường Hồng công tử nhưng mà cái chân chính lợi hại lòng dạ ác độc chủ nhân. Ai, cuối cùng vẫn là trẻ một ít, quá mức hành động theo cảm tình. Ở nơi này Thanh Long Câu, đi ra ngoài chính là vùng núi hoang vu, hoang dã núi lớn, muốn cho một người vô căn cứ biến mất, còn không đơn giản. Đúng vậy, có tiền cũng không đại biểu thực lực mạnh. Hắn bên người, tựa hồ vậy không mấy người chứ.
Rất nhiều người trong lòng cũng sinh ra như vậy ý tưởng, thậm chí còn có loại rất khiến người tính vặn vẹo thoải mái cảm giác. Cười rất âm hiểm, rất khinh miệt, rất giễu cợt. Bọn họ vất vả kiếm được linh thạch, ở Trần Phi trong tay nhưng giống như là tùy tùy tiện tiện như nhau, căn bản cũng không biết tiết kiệm hoặc là tiết kiệm, như vậy chênh lệch, trực tiếp là làm trong lòng bọn họ mặt cực độ không thăng bằng. Tràn đầy vặn vẹo oán hận cảm giác. Mà bây giờ, Trần Phi không biết trời cao đất rộng đem vậy Trường Hồng công tử vào chỗ chết mặt đắc tội, cái này tự nhiên để cho bọn họ có dũng khí rất kích động âm hiểm sướng thoải mái cảm giác. Vui thấy được Trần Phi như vậy người có tiền tự tìm đường chết. Nói trắng ra liền chính là trong lòng không thăng bằng, ghét sầu. Vậy Bùi gia tam trưởng lão Bùi Huyền Đông nghe vậy vậy ngẩn người một chút, không nghĩ tới trừ cự không giáo ra, lại thật còn có người dám cùng bọn họ Bùi gia đối nghịch. Và bọn họ Bùi gia thiên kiêu đệ tử làm khó dễ. Nghĩ như vậy, vậy Bùi Huyền Đông không khỏi khóe miệng móc ra nhàn nhạt tàn nhẫn độ cong. Những thứ này tự cho là đúng luyện đan sư, luôn là như thế không dài đầu óc. Ha ha, đã như vậy mà nói, muốn tìm cái chết, cái này buổi đấu giá sau khi kết thúc, thành toàn cho ngươi. Và Trường Hồng công tử so với, hắn thậm chí cũng không muốn cố kỵ nơi đây có phải hay không Thanh Long Câu, có đúng hay không động thủ giết người, mà là muốn, trực tiếp động thủ. Nhưng không thể không nói, không khỏi không thừa nhận, thành tựu Bùi gia tam trưởng lão, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, hắn Bùi Huyền Đông, cũng đích xác là có như vậy tư cách bá đạo. Chẳng lẽ không đúng sao? Cầu vòng, để cho hắn cầm đi. Dù sao đến cuối cùng đều là chúng ta. Rồi sau đó, liền gặp hắn nhàn nhạt nói. Ta không ném nổi người này. Dù sao giết hắn, trên người hắn linh thạch và bảo bối tất cả đều là chúng ta, khác biệt không lớn. Hơn nữa, quan hệ đến bụi cây này tuyên âm thảo, ta không thể thấy có bất kỳ bất ngờ có khả năng xuất hiện. Có thể vậy Trường Hồng công tử nhưng sắc mặt dữ tợn lắc đầu một cái. Tiếp tục đấu giá ta ra 6.000. 7.000. Nhưng mà, hắn lời này cũng vẫn chưa nói hết, Trần Phi bên kia cũng đã là lên tiếng lần nữa đấu giá. Đáng hận là, Trần Phi đấu giá thanh còn vô cùng là vững vàng, vô cùng là bình thản, không có bất kỳ gợn sóng nào, giống như, hoàn toàn không đem Trường Hồng công tử, Bùi Huyền Đông bọn họ bên này coi vào đâu như nhau. Nhất thời, vậy Bùi Huyền Đông không khỏi con người rụt một cái, tự lẩm bẩm. Uy nghiêm nói, thằng nhóc này, tựa hồ có chút quá tự cho là đúng quá mức à. Ha ha, cái này tiếng cười khẽ, rơi vào một bên ngậm miệng không nói Tư Mã Khôn trong tai, nhất thời làm khóe miệng nổi lên nhàn nhạt âm mưu được như ý cười nhạt. Có Bùi gia những người này ra tay đối phó vậy nhóc xác rưởi, hắn còn lo lắng cái gì? Chỉ cần xem cuộc vui là được rồi. Ta ra 8.000, Trường Hồng công tử lại lần nữa ra giá. Hồ đến liền 8.000 hạ phẩm linh thạch giá trên trời. 9.000, Trần Phi không chút khách khí, bình thản tiếp tục kêu, làm tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhịn được trong lòng run rẩy, vừa là hâm mộ, vừa ghen tị, lại là hận. Đây chính là luyện đan sư à, thật sự là quá giàu có, hoàn toàn đều không đem linh thạch làm là linh thạch xem. 10.000, vậy Trường Hồng công tử từ răng trong kẽ hở mặt phun ra như thế mấy chữ. Gương mặt thật là vặn vẹo tới cực điểm, nhìn về Trần Phi ánh mắt, lại là giống như muốn tháo ra 8 khối, đốt thi xương bể. 12.000. Coi như sau đó một khắc, Trần Phi khấu trừ trừ lỗ tai, giống như là không nhịn được như nhau, cũng lại có thể không có 1.000-1.000 đi lên nữa thêm, mà là, lần này trực tiếp hướng phía trên tăng thêm 2.000 hạ phẩm linh thạch. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi trong lòng lại lần nữa kịch liệt run lên. Đây quả thực. Thật là thật sự là quá phá của à. Điểm chính là đây quả thực là quá xa xỉ à. Thảo. Phịch. Vậy Trường Hồng công tử cắn răng nghiến lợi, đôi mắt phun lửa, vô cùng dữ tợn, một cái tát lại lần nữa hung hăng té ở đó bên cạnh trên đá lớn mặt, phịch một tiếng vang thật lớn, đá lớn chia 5 xẻ 7, hóa là mảnh vỡ. Chó rác rưởi, người thật sự là tìm chết. Vậy Trường Hồng công tử chợt một chút ánh mắt quét về phía Trần Phi. Cáo kỉnh cường hãn huyết khí toát ra, oanh ca thanh âm nổ tung, lộ vẻ được vô cùng là cuồng nộ. Uy nghiêm, dư tợn con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Thấy tình cảnh này, Trần Phi căn bản liền cảnh hắn ý nghĩa cũng không có, nhìn về sắc mặt kia có chút mặt không cảm giác, con người nhưng đang lóe lên hàn mang Lý Thành không pháp phương, nhàn nhạt nói tiền bối, hắn không linh thạch, định giá chứ. Ngươi nói gì, vậy Trường Hồng công tử tức giận bể phổi.
Trần Phi nói hắn không linh thạch. Đây đối với hắn Trường Hồng công tử mà nói, là bực nào làm nhục. Ta ra 15.000 khối hạ phẩm linh thạch, CMN có bản lãnh lại cho ta tiếp tục kêu giá thử một chút. Xem đến tột cùng là ai không linh thạch, vậy Trường Hồng công tử hổn hển, mất đi lý trí, hoàn toàn hô lên một cái giá trên trời. T, 15.000 hạ phẩm linh thạch, cái này Trường Hồng công tử là điên rồi sao? Ta xem không sai biệt lắm, 15.000 hạ phẩm linh thạch, phỏng đoán có thể mua được 2-3 bụi cây cực phẩm tuyên âm thảo. Không có biện pháp, thằng nhóc kia miệng và thái độ quá độc. Hắn nói Trường Hồng công tử không linh thạch, ở nơi này dưới con mắt mọi người, nếu đổi lại là ngươi, chịu được. Cũng vậy, điên rồi, thật là hoàn toàn điên. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn rối loạn, trước mắt một màn này, thật là đem bọn họ rung động đến rối tinh rối mù. Đường đường Trường Hồng công tử, tất nhiên sẽ ở nơi này bị người bức cho điên mất, mất lý trí, đây quả thực, thật là. Cầu vòng ngươi làm gì? Điên rồi sao? Nếu là chờ lát nữa chúng ta không linh thạch mua vậy địa đồ bảo tàng, nên làm cái gì? Coi như là vậy Bùi Huyền Đông lúc này cũng là sắc mặt biến. Đem vậy Trường Hồng công tử kéo qua, tức giận hỏi. Chính là một bụi tuyên âm thảo, và vậy Thanh Nguyệt lão tổ bản đồ bảo tàng so với, ai quan trọng hơn, cái này còn phải nói sao? Không mua được vậy thì cướp, ta hắn ma sẽ trả thật không tin, liền cái này ưng giản hạp địa phương rách, ai dám hắn CMN cùng ta Bùi ra đối nghịch. Vậy Trường Hồng công tử lúc này là thật mất đi lý trí, cũng không để ý Bùi Huyền Đông thân phận, trực tiếp là hét. Lộ vẻ được vô cùng dữ tợn. 15.000, được rồi, lúc này mới hơi có như vậy chút ý tứ mà. 20.000, đuổi theo. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi vậy bình thản thanh âm nhưng rốt cuộc hình như là có như vậy chút tâm trạng phập phồng như nhau. Vừa mở miệng, trực tiếp là chấn động được toàn trường hoàn toàn yên lặng như tờ. 20.000. Đây cũng không phải là 20.000 tảng đá, mà là 20.000 khối hạ phẩm linh thạch, đó là cái gì khái niệm? Thằng nhóc này là vậy điên rồi sao? Vẫn là ở nói mớ. Cái này, Thảo. Người điên đi. 20.000. Vậy Trường Hồng công tử sau khi nghe, tay đều ở đây cuồng run rẩy, sắc mặt cứng ngắc, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy vặn vẹo, cùng với rung động. 20.000 hạ phẩm linh thạch, hắn Trường Hồng công tử không phải không lấy ra được, nhưng vấn đề là, đây cũng là hắn đời này tới nay tích góp à. Dùng đời này tới nay tất cả tích góp, đi mua một bụi tuyên âm thảo, đừng nói hắn bây giờ còn chưa điên, coi như là thật vui vẻ, đó cũng là tuyệt đối cũng hoàn toàn chuyện không thể nào. Không thể nào, cái này nhóc rác rưởi làm sao có thể sẽ có như vậy hạ phẩm linh thạch. Coi như là viên thanh, vậy khó khăn một chút cầm ra như thế một số tiền thật lớn. Vậy Tư Mã Khôn căn bản không chỉ tin tưởng, lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Hắn căn bản là không lấy ra được nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Bùi Huyền Đông mặt không chút thay đổi nói. Dĩ nhiên, nếu không, hắn trước làm sao sẽ còn tìm viên thanh mượn. Tư Mã Khôn không chút do dự nói. Hắn là người ngoài cuộc, cho nên, người đứng xem sáng suốt. Liền 8.000 hạ phẩm linh thạch, Trần Phi đều cần tìm viên thanh mượn, bây giờ cái này cũng 20.000, hắn làm sao có thể sẽ có. Đây không phải là nằm mơ sao. Hừ. Nghe lời này một cái vậy Bùi Huyền Đông liền không nhịn được sắc mặt xâm nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn Trường Hồng công tử nói, bị người trêu, cũng còn không biết. Bị người trêu, vậy Trường Hồng công tử sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng, mới vô cùng dữ tợn nói, tam trưởng lão, ý ngươi là. Thằng nhóc kia căn bản là không có tiền, bây giờ bất quá là muốn cho ngươi tăng giá mà thôi. Bùi Huyền Đông lạnh lùng nói. Lý Thành không? Một khắc sau. Liền gặp hắn quay đầu cất giọng, nhìn vậy Lý Thành không lạnh lùng nói, ta muốn hỏi một chút, nếu là có người căn bản cũng không có nhiều như vậy linh thạch, chẳng qua là hồ kêu giá cả bậy bạ nói. Nên xử lý như thế nào? Hồ kêu giá cả bậy bạ, tất cả mọi người nghe vậy đều sững sốt sững sờ, theo bản năng sắc mặt cổ quái hướng Trần Phi nhìn lại. Ánh mắt quỷ dị, âm hiểm. Đúng vậy, thằng nhóc này trước vậy 8.000 hạ phẩm linh thạch đều là mượn, bây giờ 20.000. Hắn làm sao có thể cầm ra được? Lý Thành không pháp vương nghe vậy cũng là dừng một chút, dư quang khóe mắt nhìn lướt qua Trần Phi, rồi sau đó, nhàn nhạt nói, lần nữa đấu giá. Kêu giá cả bậy bạ người, bị ta Lý Thành không toàn lực một trường, sống chết tự có thiên số mệnh. Tất cả mọi người nghe vậy trong lòng không nhịn được run rẩy.
bị hắn toàn lực một trường, trừ mấy vị kia trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, những người khác, cái này cùng nhận lấy cái chết có cái gì khác biệt. Nghĩ đến đây, không ít người lại lần nữa nhìn về Trần Phi, ánh mắt đều tràn đầy giễu cợt, thương hại, thậm chí cười nhạt. Thằng nhóc này, khẳng định không cầm ra nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch, cái này chết chắc. Tốt lắm, Trường Hồng công tử cũng là nặng nề hừ lạnh một tiếng, nhìn về Trần Phi, uy nghiêm nói, ta hoài nghi căn bản là không lấy ra được nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch, một mực đang cùng ta Trường Hồng công tử ác ý đấu giá. À, phải không, Lý Thành không pháp phương con ngươi nhanh tránh, nhìn về Trần Phi, mặt không chút thay đổi nói, tiểu hữu, bọn họ nói ngươi bây giờ là ác ý đấu giá, ngươi có cái gì muốn phải nói sao? Muốn phải nói, ngược lại là không có. Tiền bối có cái gì muốn nói có thể nói thẳng. Không cần như vậy bộ ta mà nói, không cần phải. Trần Phi cười một tiếng, nói. Ừ, vậy Lý Thành không ánh mắt ngưng ngưng, nhìn Trần Phi, yên lặng hồi lâu, nói, xin lỗi, tiểu hữu, ngươi kêu 20.000 hạ phẩm linh thạch số ngạch này chân thực có chút quá to lớn, cho nên, xin lỗi, ta muốn hạch chính xác một chút. Lý Pháp Phương, cái này có phải hay không có chút thật quá mức? Thấy tình cảnh này, vậy Trần Phi cũng vẫn không nói gì, một bên Viên Thanh nhưng là không nhịn được sắc mặt khó coi đứng dậy. Nói, ở như vậy trước mặt mọi người bị phe bán đấu giá nghi ngờ là ác ý đấu giá, không có linh thạch, là bực nào mất thể diện. Trần Đại Sư mất hết mặt mũi. Ừ, vậy Lý Thành không Pháp Phương lại lần nữa con ngươi rụt một cái, không nghĩ tới Viên Thanh sẽ vì Trần Phi ra mặt, yên lặng hồi lâu. Hắn mới lại mở miệng nói, nếu là sai rồi, ta sẽ đích thân hướng vị tiểu hữu này nói xin lỗi. Giá sau cùng là vô luận là nhiều ít, ta Lý Thành không, còn biết bổ sung đủ 1/5, làm là nhận lỗi, có thể hay không? Lời vừa nói ra, vậy Viên Thanh không nói ra lời. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều là trầm mặc xuống. Cho dù là 1/5, bây giờ cái giá này đổi tính được, vậy cũng là 4.000 hạ phẩm linh thạch giá trên trời. Ước chừng chẳng qua là nhận lỗi nói, thành ý này quả thật đã là cũng khá lớn. Đáng tiếc, thằng nhóc kia hắn được đến sao? Ha ha! Vậy cũng tốt, nếu tiền bối đều nói như vậy, muốn xem sẽ để cho ngươi nhìn một chút đi. Trần Phi hất tay một cái, trực tiếp là có 5 đạo lưu quang rơi vào Lý Thành không trong tay. Là 5 nhìn như cũng không phải là rất đáng chú ý đan dược bình. Nhận được vậy 5 đan dược bình, Lý Thành không con ngươi hơi đông lại một cái. Trần Phi cười nói, tiền bối, ngươi xem, đồ vật bên trong, có thể hay không trị giá 20.000 hạ phẩm linh thạch. Tốt. Lý Thành không trầm mặc hồi lâu, cuối cùng còn có một cái chữ tốt, chậm rãi bị phun ra ngoài, có thể giọng nói kia, nhưng lộ vẻ được ngưng trọng dị thường. Đi theo liền gặp hắn mở ra cái nắp, hướng đan dược kia trong bình nhìn một cái, chợt, trực tiếp là con ngươi rụt. Cả người cương ở nơi đó, không nói một lời. T. Thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi chợt trong lòng ngược lại hút khí lạnh. Người người trên mặt thần sắc trợn mắt hốc mồm, khó mà tự tin. Cái này, chẳng lẽ, không thể nào. Chẳng lẽ liền vậy 5 đan dược bình, thật trị giá 20.000 hạ phẩm linh thạch. Đùa giỡn chứ, vậy bên trong đựng là cái gì? Vàng sao? Xin lỗi, xem ra thật là ta ánh mắt không người. Rồi sau đó liền gặp vậy Lý Thành không trùng trùng khạc ra một hơi. Hướng Trần Phi hơi khom người, nói, đối với trước khi hoài nghi, ta Lý Thành không bày tỏ xin lỗi, ngại quá. Ta sẽ hoàn thành ta lời hứa, bổ sung 1/5 giá sau cùng cách linh thạch. Vừa nói, hắn vung tay lên, vậy 5 đan dược bình liền giống như là lưu quang vậy lại lần nữa trở lại Trần Phi trong tay. Không thành vấn đề là được. Trần Phi cười một tiếng, đem vậy 5 đan dược bình thu vào, lại lần nữa nhìn về sắc mặt kia đã sớm cứng ngắc Trường Hồng công tử. Mang nghiền ngẫm trêu ghẹo nói, được rồi, tiếp tục đi. Không biết ta cái này vừa mới bắt đầu hoạt động, người bên kia cũng đã không được chứ. Nếu là như vậy, tấm tắc, thật đúng là làm người ta thất vọng. Ngươi, vậy Trường Hồng công tử bị Trần Phi lời này tức giận mặt đầy vặn vẹo, đôi mắt phun lửa, tức bể phổi, cũng không để ý 37-21, há miệng chính là nói bừa nói bậy bạ, nói bậy nói bạ đứng lên, ngươi nói xạo. Liền vậy 5 đan dược bình. Là có thể giá trị 20.000 hạ phẩm linh thạch, ngươi làm ta ngu, vẫn là khi chúng ta tất cả mọi người tại chỗ cũng ngu. Các người là vọt thông tốt, vọt thông tức giận đi. Hắn giữ tợn hét. Ừ, Lý Thành không Pháp Phương nghe vậy con ngươi lạnh lẽo, mắt lộ ra hung quang,
lúc này chỉ muốn một cái tát cho vậy Trường Hồng công tử vỗ tới. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên cười. Ha ha, ngươi nói cự không giáo Lý Thành không pháp phương tiền bối sẽ cùng ta tiểu nhân vật này thông đồng tức giận. Ai, đấu giá không dậy nổi liền đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt, cần gì phải. Thật là. Trần Phi cười nhạt lắc đầu châm chọc đứng lên, tái máy ngón tay, lại hời hợt, nói, nếu ngươi muốn lại xem, ta tác thành ngươi, lại ngại gì. Vèo, 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 vèo. Vừa nói, vậy năm đan dược bình lại lần nữa xuất hiện ở giữa không trung. Hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ sự chú ý. Vậy năm đan dược bình chính giữa, kết quả cất giấu cái gì? Có thể giá trị 20.000 hạ phẩm linh thạch như vậy con số trên trời. Tất cả mọi người đều hô hấp phong phú, không chớp mắt, ánh mắt nhìn Trần Phi một cái chớp mắt không chớp mắt. Giống như rất sợ bỏ qua tiếp theo Trần Phi bất kỳ cử động như nhau. Sát theo, liền gặp Trần Phi động. Một cái tát vỗ về phía vậy năm đan dược bình, bình bịch bịch. Liên tục năm thanh. Vậy năm đan dược bình trực tiếp là nổ bể ra. Lẩm bẩm. Có người cổ họng quản chật vật phát ra nuốt nước miếng thanh âm. Trợn mắt hốc mồm, khó tin, kinh hãi muốn chết. Tất cả mọi người đều vào giờ khắc này thân thể ngây ngẩn, ánh mắt cứng lại. Nhìn lúc này Trần Phi bên người chỗ ở trong không khí, rất nhiều người ngay trong ánh mắt trực tiếp là bạo phát ra kích động sợ hãi vẻ. Không nhịn được kinh hô cái này, đây là ngân văn đan dược. Rào rào. Toàn bộ Thanh Long đình người chung quanh trực tiếp là xôi trào, xôn xao tới cực điểm. Bởi vì là chỉ gặp, ở đó Trần Phi bên người, năm đan dược bình nổ tung khu vực, thay vào đó là mấy chục cái huỳnh huỳnh tỏa sáng đan dược. Hơn nữa kinh khủng nhất, nhất làm người ta kinh hãi sự việc là, những đan dược kia phía trên tất cả đều quanh quẩn muôn màu muôn vẻ ngân văn. Đan thơm thấm vào lòng người, đậm đà đến hóa không ra. Có 4 văn, cũng có 5 văn. 3, cấp 3 hạ phẩm 4 văn ngân văn đan dược, cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, cái này, điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều ngu, khó tin, diễn cảm đờ đẫn, cứng ngắc. Cấp 3 hạ phẩm 4 văn, 5 văn ngân văn đan dược, đó là cái gì khái niệm? Đây chính là đủ để làm viên thanh như vậy cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư đều điên cuồng chí bảo. Mà như vậy đồ, ngày thường coi như là chỉ nhô ra một viên hai cây, cũng tuyệt đối là rất nhiều người, rất nhiều luyện đan sư tranh đoạt tiêu điểm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, đây chính là mấy chục viên à? Cái này, đây tột cùng là, bọn họ là đang nằm mơ sao? Đây quả thực, quá làm người ta khó có thể tin. Vậy Bùi gia tam trưởng lão Bùi Huyền Đông trực tiếp là trên mặt thần sắc cứng lại, ngơ ngác trước Trần Phi, diễn cảm khó tin. Tư Mã Khôn cũng là như vậy, trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phi, ánh mắt có như vậy một tia sợ hãi. Mà vậy Trường Hồng công tử, giờ phút này chính là cả người run rẩy, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi bên người những cái kia cái cấp 3 hạ phẩm 4 văn, 5 văn ngân văn đan dược, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy. Hoàn toàn không nói ra lời. Trong lòng lại là có vô cùng chấn động, cùng với oán độc, vẻ tham lam, hiện ra. Chó này rác rưởi dựa vào cái gì có thể có nhiều như vậy cực phẩm bảo đan? Không, những thứ này bảo đan cũng hẳn là ta Trường Hồng công tử, cần phải là của ta. Tiền bối, ngươi nói ta những đan dược này, có thể trị giá nhiều ít linh thạch. Cảm nhận được toàn bộ toàn trường hiện vào lúc này hướng mình chiếu mà đến rung động, hâm mộ. Vẻ ghen tị, Trần Phi khóe miệng hơi ngoắc ngoắc, lại nhìn hướng vậy Lý Thành không, hỏi. Phương diện này, ta muốn viên thanh viên đại sư hẳn càng có quyền lên tiếng chứ. Ngươi nói sao, viên đại sư, Lý Thành không trầm mặc hồi lâu, mới gặp hắn hướng viên thanh cười nhạt nói. Viên thanh ngẩn người, ngay sau đó không chút do dự nói, một viên cấp 3 hạ phẩm 4 văn ngân văn đan dược giá thị trường, ở thành U Lang là 500 khối đến 800 khối hạ phẩm linh thạch bây giờ. Mà viên kia cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược. Ở thành U Lang, nó giá thị trường là 2.000 khối hạ phẩm linh thạch trở lên, nếu là đặt ở hội đấu giá, giá sau cùng tuyệt đối sẽ cao hơn. Trọng yếu hơn chính là, cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, 2.000 khối hạ phẩm linh thạch, căn bản là có giá cả không hàng, không người sẽ bán. Thậm chí đừng nói là 2.000 khối hạ phẩm linh thạch, coi như là tăng gấp đôi nữa, 4.000. Sẽ bán người vậy vô cùng thiếu, cơ hồ không có. Không có biện pháp,
có thể có cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược người, tuyệt đại đa số đều là cao cấp lợi hại luyện đan sư, hoặc là cùng vậy loại luyện đan sư có rất quan hệ mật thiết người. Mà như vậy tồn tại, sẽ thiếu, chính là, 2.000 khối, 4.000 khối hạ phẩm linh thạch. Loại vấn đề ngu xuẩn này, dùng cái mông nghĩ cũng biết. Cho nên, cái này cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, là chân chánh bảo bối. Hiếm thấy không dứt, giá trị liên thành. Nghĩ đến đây, không ít người theo bản năng hướng Trần Phi bên người phương hướng nhìn lại, chợt. T. Không ít người cũng thật sâu ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Bởi vì giờ khắc này trôi lơ lửng ở Trần Phi bên người vậy cấp 3 hạ phẩm 5 văn ngân văn đan dược, đâu chỉ 2-3 viên. Vậy ít nhất đều là 10 viên trở lên. Vậy, đây chính là 10 viên à. Rất nhiều nhân viên chỉ, ánh mắt cũng đang kịch liệt chiến. Đây nên là khổng lồ cỡ nào, kinh người dường nào một khoản tài sản. Được rồi, bây giờ xem vậy nhìn, tiếp tục đi. Ta ra 20.000 hạ phẩm linh thạch, người đâu, tiếp tục kêu đi, thêm nhiều ít. Nhưng vào lúc này Trần Phi loãng mở miệng cười, vung tay lên, đem vậy tất cả đan dược cũng thu vào. Nghe nói như vậy, vậy Trường Hồng công tử trên mặt thần sắc trực tiếp là cứng, đỏ lên vô cùng, chợt xanh chợt tím. Trước không nói cái này 20.000 hạ phẩm linh thạch giá trên trời. Liền nói Trần Phi như thế có tiền, hắn Trường Hồng công tử, phải như thế nào tăng giá. Lại thêm nhiều ít, không đều là giống nhau mất mặt sau. Chó rác rưởi, ngươi chớ quá mức, ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi thật muốn đắc tội ta Trường Hồng công tử, cùng ta Bùi gia là địch. Không dám sẽ cùng Trần Phi đấu giá, vậy Trường Hồng công tử mặt đầy oán độc, nhìn Trần Phi uy nghiêm nói. Cái này thì không chơi nổi. Nói sớm à, ai, thật là. Trần Phi khinh thường lắc đầu một cái, cứ như vậy ngay trước mặt của mọi người, châm chọc Trường Hồng công tử. Ngươi, ngươi nói gì? Vậy Trường Hồng công tử nhất thời lại bị Trần Phi cái này giễu cợt chọc tức lỗ mũi cũng sai lệch, bể phổi. Chó này rác rưởi, lại dám giễu cợt hắn không chơi nổi. Ta nói gì? Ta nói ngươi không linh thạch liền đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt, thật là vì các người Bùi gia mất mặt. Trần Phi quét hắn một cái, thản nhiên nói. Lắc đầu một cái, giống như là rất khinh thường. Rào rào. Tên này tuyệt đối là cố ý. Trường Hồng công tử lỗ mũi cũng khí oai. Thật không biết hắn là có chỗ ỷ lại, hay là thật chẳng qua là gan lớn. Tâm tắc, lần này Trường Hồng công tử chỉ sợ là muốn cùng hắn không chết không thôi. Không dứt chứ, ngươi không thấy được vậy Bùi Huyền Đông cũng ở đây. Không ít người nghe vậy ngươi con ngươi cũng rụt một cái, Trần Phi, tên này thật sự là lá gan quá lớn. Vô cùng gan dạ. Quả nhiên, nghe vậy, vậy Bùi gia tam trưởng lão Bùi Huyền Đông cũng là sắc mặt cứng đờ, ánh mắt băng hàn. Tiểu huynh đệ, có mấy lời nhớ lấy họa là từ ở miệng mà ra. Chúng ta Bùi gia, há lại là ngươi loại này đứa nhỏ mồm còn hôi sữa có thể tùy tiện ngông bàn về. Vậy Bùi Huyền Đông nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói. Nếu không phải kiêng kỵ Trần Phi lại có thể cầm nhiều như vậy cấp 3 hạ phẩm 4 văn, 5 văn đan dược, lai lịch quá mức thần bí, sợ rằng, hắn sớm liền trực tiếp động thủ, đem cái này dám can đảm cùng bọn họ Bùi gia đối nghịch không biết trời cao đất rộng hạng người, cho một cái tát đập chết chứ. Làm sao sẽ chờ tới bây giờ, như vậy mất thể diện. À, Trần Phi con người hơi híp một chút, nhìn vậy Bùi Huyền Đông, thản nhiên nói, nguyên lai người Bùi gia thần thánh như vậy. Nói liên tục đều không thể để cho người nói. Ngươi, vậy Bùi Huyền Đông nghe vậy, lúc này con ngươi chính giữa trực tiếp là bộc phát ra lau một cái hung mang, tràn đầy sát khí. Không chỉ là hắn, làm Trần Phi những lời này rơi xuống sau đó, mọi người thần sắc lại lần nữa đọng lại ở đó. Thằng nhóc này, Trần Phi, hắn chẳng những khiêu khích Trường Hồng công tử, giờ phút này, lại có thể liền Bùi Huyền Đông như vậy Bùi gia lão gia cũng dám không tôn kính. Là ai? Cho hắn lớn như vậy lá gan, đây quả thực quá cản rỡ chút chứ. Trường Hồng công tử đúng không? Cái này Tuyên Âm Thảo, người còn muốn không muốn. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhàn nhạt mở miệng, không ngờ không thấy vậy Bùi Huyền Đông. Mà là nhìn sắc mặt dữ tợn Trường Hồng công tử, nhàn nhạt nói. Ngươi, ta. Vậy Trường Hồng công tử biểu tình trên mặt trực tiếp là cứng ở, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ trực tiếp hỏi hắn. Hắn nếu là nói không cần, mặt, nên để nơi nào? Có thể, tiếp tục đấu giá, hắn có như vậy tài lực sao? Trần Phi những lời này,
trực tiếp là đem hắn đẩy vào hai đầu đều là mặt mũi vô tồn tuyệt cảnh. Ngươi rất giỏi, thật rất tốt. Rồi sau đó, vậy Trường Hồng công tử con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong thanh âm mặt tiết lộ ra một cổ tử sát ý điên cuồng, cắn răng nghiến lợi, mặt mũi vặn vẹo nói cái này Tuyên Âm Thảo, ta Trường Hồng công tử không cần. Hy vọng ngươi có linh thạch mua, càng phải có lệnh dùng. Giao giao. Trường Hồng công tử lời vừa nói ra, mọi người trực tiếp là ánh mắt co rúm một cái, trong lòng rung động. Tên này, là thật muốn trực tiếp xé rách ra mặt à? Uy hiếp ta à? Rất tốt, vậy ta vậy có đôi lời muốn nói cho ngươi. Hy vọng chờ lát nữa, ngươi đừng hối hận mình bây giờ những lời này. Trần Phi híp mắt cười lạnh cười, không có ở đây xem Trường Hồng công tử. Hất tay một cái đan dược bình giống như là lưu quang vậy rơi vào Lý Thành Không Pháp Vương trong tay. Trần Phi mặt không cảm giác, nói tiền bối, ngươi xem có đủ hay không? Lý Thành Không Pháp Vương xem đều không xem đan trong chai thuốc mặt một cái. Nhìn về Trần Phi, nói, 4.000 hạ phẩm linh thạch, y theo lời hứa, ta vì ngươi chi tiền. Dứt lời, một cái chứa đầy hạ phẩm linh thạch túi đựng đồ bị hắn lấy ra, ném cho Trần Phi. Trần Phi do dự một chút, cuối cùng vẫn là thu đi xuống. Tiếp theo, là cuối cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá. Thanh Nguyệt lão tổ năm đó nơi lưu lại 1/3 bản đồ bảo tàng. Gặp Trần Phi nhận linh thạch, vậy Lý Thành Không Pháp Vương híp mắt nhìn lướt qua Bùi Huyền Đông các người chỗ ở phương hướng, diễn cảm cười quỷ dị cười, cuối cùng, rốt cuộc tuyên bố là cuối cùng một kiện vật đấu giá bắt đầu đấu giá. Vèo một tiếng, vậy tấm nhăn nhúm giấy vàng xuất hiện ở Lý Thành Không trong tay. Hắn ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, chậm rãi mở miệng nói, giá quy định, 10.000 hạ phẩm linh thạch, bây giờ, tự do đấu giá. Giao giao. Nhất thời tất cả mọi người đều ánh mắt quét về Bùi gia phương hướng. Ánh mắt có chút lóe lên cùng phức tạp. Vật này, muốn thật là năm đó Thanh Nguyệt Đan Vương lưu lại, là bản đồ bảo tàng. Sợ rằng, cái này tại chỗ liền thật không có mấy cái có gan dám tranh à. Ta ra 15.000 đi. Lúc này, một giọng nói vang lên, tất cả mọi người nhìn sang, rồi sau đó trực tiếp là ngây ngẩn. Bởi vì làm cho này người xuất ra không phải người khác, lại là Lý Thành Không. Cự Không giáo Lý Thành Không Pháp Vương. Lý Thành Không, người có ý gì? Vậy Bùi Huyền Đông nhất thời nổi giận, con người dày đặc giận giữ trước nhìn Lý Thành Không, cắn răng nghiến lợi nói. Lão già này đem bảo đồ lấy ra bán, còn muốn cùng bọn họ Bùi gia tranh đoạt, đây không phải là rõ ràng kiếm chuyện sao? Làm sao, ngươi là cảm thấy ta Lý Thành Không không lấy ra được 15.000 khối hạ phẩm linh thạch? Vậy Lý Thành Không nhàn nhạt nhìn lướt qua giận giữ Bùi Huyền Đông. Chậm rãi mở miệng nói. Có thể ngươi bây giờ là người chủ trì thân phận, Bùi Huyền Đông lạnh như băng nói. Vậy thì như thế nào? Lý Thành Không khóe miệng nhếch lên, già nua gương mặt hiện ra nụ cười quỷ dị, nói ai quy định, chủ trì người không thể tham dự đấu giá. Bùi Huyền Đông, ngươi phải hiểu rõ, đây là ta Cự Không giáo hội đấu giá, ta Lý Thành Không, định đoạt. Ngươi, vậy Bùi Huyền Đông ánh mắt phun lửa, kích động ra cuồng nộ vẻ. Kinh khủng màu đen hơi thở tựa như là cuồng đào vậy xông ra, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng trong lòng run rẩy, da đầu tê dại. Ta ra, 17.000 khối hạ phẩm linh thạch, vậy Bùi Huyền Đông cắn răng nghiến lợi nhìn Lý Thành Không, một chữ một cái, lời nói lạnh như băng cực kỳ nói. Cái này cha, bọn họ Bùi ra sau này tuyệt đối sẽ từ từ coi là. Nghe vậy Lý Thành Không cười một tiếng, không nói gì thêm, nhiều kêu 5.000 hạ phẩm linh thạch, hắn trước khi tổn thất. Đã tìm trở về. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm không mặn không lạt vang lên. Tất cả mọi người con ngươi cũng co rúm lại, nhìn về Trần Phi. Như vậy chút linh thạch đừng kêu như thế khí thế uy vũ, mất mặt hay không? Ta ra 20.000. Lại là thằng nhóc này, hắn còn muốn cùng Bùi gia đối nghịch. Không sợ chết sao? Vậy sao không chơi thống khoái lại là 20.000? Lại là 20.000 hạ phẩm linh thạch. Tất cả mọi người tại chỗ cũng điên rồi. Bọn họ chân thực không có biện pháp tưởng tượng, đây tột cùng là bọn họ điên rồi. Vẫn là đang nằm mơ. Đây chính là 20.000 hạ phẩm linh thạch à. Không phải một đống phá thạch đầu, nhưng bây giờ thì sao? Trần Phi lại một lần nữa hô lên 20.000 hạ phẩm linh thạch giá trên trời. Con số trên trời. Hơn nữa, cái này cũng còn không phải là điểm chính. Điểm chính là lần này. Hắn lại muốn cùng Bùi gia tranh vậy tấm Thanh Nguyệt lão tổ bản đồ bảo tàng.
hắn là thật không hiểu, vẫn là tự mình bành trướng. Tự cho là đúng, thật lấy là Bùi gia thật không dám động hắn sao? Vậy Thanh Nguyệt lão tổ bản đồ bảo tàng có thể cùng cái gì phế bỏ Hắc Đồng chiến thuyền, Tuyền Âm thảo không giống nhau. Vật này, Bùi gia làm sao có thể sẽ buông tay? Đám người một hồi trầm mặc, yên lặng đáng sợ. Oanh! Thằng nhóc, ngươi có phải là thật hay không muốn tìm cái chết? Vật này khiến cho chúng ta Bùi gia, ngươi dám tranh? Từ vậy Bùi Huyền Đông trong cơ thể hiện ra khí thế kinh khủng, màu đen khí lưu cuồn cuộn, vô cùng kinh người, hướng Trần Phi chỗ ở phương hướng nhào tới, làm vậy tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt cũng biến sắc đứng lên. Vậy Bùi Huyền Đông uy nghiêm vô cùng nói. Ừ, thấy tình cảnh này vậy Lý Thành không sắc mặt đổi một cái, muốn xuất thủ ngăn trở, coi như sau đó một khắc, hắn nhưng ánh mắt kinh dị được là cử động dừng lại. Bởi vì là sẽ ở đó Bùi Huyền Đông động thủ sát na kế tiếp, nguyên bản đứng ở Trần Phi bên người, rất tầm thường thiết sư tử nghiêm chu, hắn lại đột nhiên động. Chỉ gặp hắn mặt không cảm giác tiến lên một bước, trong cơ thể hiện ra giống vậy kinh người khí thế, vô cùng là cường hãn, đem màu đen kia khí lưu trở cản lại, cùng chi đối lập. Thấy tình cảnh này mọi người lại không nhịn được con ngươi rụt. Giật mình không thôi. Nguyên lai, thằng nhóc này bên người là có cường giả trúc cơ chân nhân cảnh đi theo, trách không được, hắn sẽ dám phách lối như vậy. Nguyên lai là như vậy à? Có bối cảnh, có ỷ vào sao? Vậy Tư Mã Khôn lúc này cũng có chút ngu, trong ánh mắt mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng, thậm chí hốt hoảng. Trần Phi bên người lại có thể sẽ đi theo một vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, hắn căn bản hoàn toàn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ. Chẳng lẽ thằng nhóc này thật có kinh người gì lai lịch? Nếu không, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ thân phận, vì sao còn như, luân lạc thành, như vậy? Trở thành một cái người hầu. Vậy Trường Hồng công tử lúc này cũng là như vậy. Mặt đầy cứng ngắc, trong ánh mắt mặt quả thật có oán độc và tiện đố kỵ. Liền hắn như vậy thân phận, đường đường Bùi gia chủ mạch thiên tài đệ tử, bên người cũng không thể nói có đi theo một vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, bầu bạn bảo vệ, mà bây giờ, Trần Phi bên người lại có, đây coi là cái gì? Chẳng lẽ chó này rác rưởi thân phận so hắn Trường Hồng công tử còn tôn quý? Điều này sao có thể? Cái này không thể nào, tuyệt không thể nào. Trong lòng của hắn trực tiếp là mất đi thăng bằng, gương mặt vô cùng là vặn vẹo. Ngươi là ai, có biết hay không đây chính là chúng ta Bùi gia sự việc. Vậy Bùi Huyền Đông thấy tình cảnh này cũng là sắc mặt chợt đổi một cái, con người gắt gao nhìn chằm chằm thiết sư tử nghiêm chu, uy hiếp nói. Nhưng mà, thiết sư tử nghiêm chu lại có thể vậy trực tiếp đem hắn không thấy. Giống như trước Trần Phi coi thường Trường Hồng công tử như nhau, làm vậy Bùi Huyền Đông sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm. Lấy hắn thân phận, đường đường ưng giản hạp Bùi gia tam trưởng lão, trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, lúc nào bị như vậy coi thường, như vậy làm nhục qua. Hô! Bất quá sau đó, hắn Bùi Huyền Đông vẫn là thật sâu thở một hơi, đem tức giận đè xuống, nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói, thằng nhóc, ta cuối cùng sẽ cùng ngươi thật tốt nói một lần. Cái này bảo đồ là chúng ta Bùi gia, chính là tổ tiên Thanh Nguyệt lão tổ vật, ngươi cần phải hiểu rõ. Nói nhiều như vậy làm gì? Muốn liền đấu giá, không muốn thì im miệng. Các người Bùi gia người chẳng lẽ đều là giống nhau, không cầm ra linh thạch, chỉ thích nói. Trần Phi không nhịn được đem cắt đứt, nhàn nhạt cười lạnh nói. Dù sao lương tử đều đã tiếp nhận, sâu hơn một ít, vậy cũng không sao cả. Nếu muốn chơi, vậy sao không chơi thống khoái? Ngươi, vậy Bùi Huyền Đông con ngươi hung hăng co rúm lại một chút, kích động ra giận dữ vẻ, nhìn Trần Phi, vô cùng lạnh như băng nói. Đây chính là ngươi lựa chọn, ngươi chắc chắn. Ngu si. Lại một giọng nói vang lên, châm biếm Trần Phi một tiếng, nhưng là vậy Tư Mã Khôn lên tiếng. Chỉ gặp hắn nhìn một cái thiết sư tử nghiêm chu, lại nhìn Trần Phi một cái, khinh thường nói, có người trông nom ngươi thì thế nào. Cũng đừng quên, hắn vậy cũng chỉ có một người mà thôi à. T, Tư Mã Khôn lời vừa nói ra, không ít người cũng con ngươi rụt một cái, hít một hơi khí lạnh. Đúng vậy. Coi như thần bí kia trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ có thể chống đỡ Bùi Huyền Đông, có thể Bùi ra bên này nhưng còn có một Tư Mã Khôn ở à. Dựa theo trước Tư Mã Quân và Tư Mã Đông vậy hai cái lương tử tới xem, cái này Tư Mã Khôn, sẽ không động thủ mới là lạ. À, nếu không ngươi có thể thử một chút, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nhìn vậy Tư Mã Khôn một cái, nhàn nhạt nói. Mặc dù hắn đã nhìn ra, cái này Tư Mã Khôn cất giấu bí mật,
sợ rằng không bên ngoài truyền đơn giản như vậy. Nhưng mà, hắn Trần Phi chẳng lẽ cũng chưa có lá bài tẩy sao? Ai sợ ai à, ha ha. Ngươi, tốt, vậy ngươi chờ đó. Vậy Tư Mã Khôn thật sâu nhìn Trần Phi một cái, răng may có chút xâm nhiên nói. Nếu là trước, hắn không biết làm ngu xuẩn như vậy sự việc, nhảy ra làm ra mặt chim, để cho Trần Phi ghi hận hắn. Nhưng bây giờ, Trần Phi biểu hiện ra đồ chân thực quá nhiều, vậy quá kinh người. Cái này làm trong lòng của hắn đã bắt đầu có chút luống cuống, không dám thả hổ về rừng, đem chuyện này thành là tai họa ngầm. Được, 20.000 hạ phẩm linh thạch, ngươi có tiền, ta không cùng ngươi tranh, cái này bản đồ bảo tàng. Tạm thời trước hết để cho ngươi. Nhưng vào lúc này vậy Bùi Huyền Đông vậy lên tiếng, răng trắng đậm, giận dữ ngược lại cười, nhìn Trần Phi uy nghiêm vô cùng nói. Nếu không mua được, vậy cũng chỉ có đoạt. Rất nhiều người nghe được Bùi Huyền Đông như vậy thẳng thừng, xâm nhiên lời nói, theo bản năng hơi biến sắc mặt đứng lên, thậm chí cũng còn có người thông minh bắt đầu lặng lẽ rời sân. Thằng nhóc này, thật rất ngu si à, ở trong lòng bọn họ, thậm chí cũng còn có như vậy ý tưởng. Như vậy trực tiếp, thẳng thừng đi khiêu khích, chọc giận Bùi gia, sẽ không bị trả thù mới là lạ. Thật cho là có linh thạch, thì ngon à, có lệnh dùng rồi hãy nói. Phải. 20.000 hạ phẩm linh thạch, cái này bản đồ bảo tàng thuộc về ta. Tiền bối, người qua xem qua. Trần Phi híp mắt cười một tiếng, lại vung tay lên, một chai đan dược bay về phía Lý Thành Không. Vậy Lý Thành Không nhận lấy đan dược bình, do dự một chút, cuối cùng vẫn là hướng Trần Phi nói, tiểu huynh đệ, muốn không muốn cùng ta đi chúng ta Cự Không giáo, làm một chút khách. Lý Thành Không, ngươi không muốn thật là quá đáng, thật lấy là ta Bùi gia không dám động ngươi. Vậy Bùi Huyền Đông sắc mặt biến, uy nghiêm nói. Như Trần Phi thật đi theo Lý Thành Không đi, vậy bọn họ còn có cơ hội động thủ cái rắm. Không sao, Trần Phi hướng vậy Lý Thành Không hơi khom người, cười nói, đa tạ tiền bối ngài mời. Sau này có thời gian mà nói, ta trở về Cự Không giáo đến cửa bái phỏng, bất quá lần này, coi như xong đi. Ừ, không ít người nghe vậy con người rụt một cái, diễn cảm giật mình, không nghĩ tới Trần Phi lại biết chủ động cự tuyệt. Chẳng lẽ, hắn thật đúng là lấy là Bùi Huyền Đông các người, không nhúc nhích được hắn. Vậy Bùi Huyền Đông, Tư Mã Khôn, Trường Hồng công tử trên mặt cũng là ngay tức thì hiện ra xâm nhiên âm lãnh vẻ. Thằng nhóc này, xem ra thật là quá mức bành trướng, lấy là chính hắn coi như là thứ gì. Bọn họ bên này nhưng mà có hai cái trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ ở đây, chẳng lẽ còn không thu thập được hắn sao? Cái này thật đúng là quá đem mình coi ra gì. Ừ. Vậy Lý Thành Không đồng dạng cũng là con người rụt một cái, ánh mắt hơi chớp mắt, cuối cùng trên mặt thần sắc toát ra nụ cười, nhìn một chút Bùi Huyền Đông các người, lại nhìn hướng Trần Phi, cười nói, vậy đã như vậy, ta liền không miễn cưỡng. Vừa nói, hắn vung tay lên, đem vậy một trang giấy vàng giao cho Trần Phi. Đi theo liền gặp hắn xoay người từ từ rời đi. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ cũng ngay tức thì con người rụt một cái, trong lòng run rẩy, rối rít bừng tỉnh. Lựa chọn rời đi, hoặc là tránh được xa một ít. Hiển nhiên, bọn họ rất rõ ràng, bắt đầu từ bây giờ, cái này Thanh Long Đình sợ rằng phải ra, việc lớn. Oanh! Kinh khủng màu đen khí lưu hạ xuống, nổi lên ra vậy Bùi Huyền Đông bên trong thân thể khủng bố thịnh vượng khí huyết. Chỉ gặp cả người xuất hiện ở giữa không trung dậm chân, hướng tới, một cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp là hướng Trần Phi đối diện hung mãnh nhào tới. Mắt lộ ra hung quang, tràn đầy ý định giết người. Oanh! Không chỉ là hắn, vậy Tư Mã Khôn vậy động, trong tay xách một chuôi hình dáng khoa trương xương khô lâu dao, lưỡi đao tận xương, hàn mang lóe lên, cường hãn thượng phẩm pháp khí uy thế trực tiếp là phong tỏa ở Trần Phi trên mình, vô cùng đáng sợ. Làm người ta rợn cả tóc gáy. Ha ha, thứ không biết chết sống, bây giờ, ta xem ngươi muốn như thế nào ngông cuồng. Ngươi sẽ ở ta trước mặt phách lối một chút thử một chút. Vậy Trường Hồng công tử cũng là như vậy, cả người khí huyết hết sức khủng bố, mặt mũi uy nghiêm, vặn vẹo nhìn chằm chằm Trần Phi, tràn đầy cười nhạt. Thoáng qua ở giữa, bọn họ ba người liền trực tiếp là đem Trần Phi chỗ ở khu vực bao vây. Nhấc lên kinh người gợn sóng, làm trái tim người nghẹt thở. Tất cả mọi người chặt chặt nhìn chằm chằm một màn này, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt. Như vậy một màn hiển nhiên là rất chấn động tâm hồn người. Làm người ta lòng nhọn run rẩy. Thứ không biết chết sống. Có người lập trường,
không nhịn được đánh giá thấp một tiếng, trong mắt mang theo mấy phần hí ngược. Trần Phi, tên này trước ngược lại là phách lối đủ rồi, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tên này cũng biết không biết nên chết như thế nào chứ? Ha ha, không tự lượng sức, tự tìm đường chết. Bất quá bây giờ lúc này vẫn còn ở Thanh Long đỉnh chính giữa, Bùi Huyền Đông, Tư Mã Khôn các người, hẳn sẽ không động thủ. Dẫu sao Nguyễn Thanh Long Nguyễn lớn tên của người vẫn còn ở vậy, nhưng chỉ cần một khi đi ra cái này Thanh Long đỉnh. Tên kia, không chết chắc. Thằng nhóc, ta xem ngươi như vậy tự tin, có dám bây giờ liền theo chúng ta đi ra cái này Thanh Long đỉnh thử một chút. Quả nhiên, rồi sau đó liền gặp vậy Bùi gia tam trưởng lão Bùi Huyền Đông con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Tại sao không dám, Trần Phi hí ngược cười một tiếng, ba cái tên này bây giờ trận này chiến đấu, không phải là vì động hắn sao? Nhưng vấn đề là, ai sợ ai? Hắn Trần Phi, tại sao thì phải sợ? Vèo! Từ trong cơ thể hắn hiện ra nhàn nhạt màu đỏ thấm kiếm quang, Trần Phi bước chân một bước, liền trực tiếp là không chút do dự từ vậy Thanh Long đỉnh khu vực rời đi. Đạp đi ra ngoài. Ừ, thấy tình cảnh này vậy Bùi Huyền Đông chợt con ngươi rụt một cái, ánh mắt hoàn toàn đổi được lạnh lẽo, băng hàn đứng lên. Mang cười nhạt. Xem ra ngươi thật đối với chính ngươi tràn đầy lòng tin. Cũng được, sẽ để cho ta xem một chút đi, ngươi có cái gì dựa vào hoặc là vốn, dám ở ta Bùi Huyền Đông. Dám ở ta Bùi gia trước mặt, ngông cuồng như vậy. Vậy Bùi Huyền Đông cả người bao quanh màu đen hơi thở, hết sức đáng sợ, đuổi theo. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh nhưng trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn. Ngươi, vậy Bùi Huyền Đông nhất thời sắc mặt đổi được vô cùng là khó xem, nhìn ngăn cản ở trước mặt hắn Thiết Sư Tử Nghiêm chiều rộng, gương mặt dữ tợn nói, tránh ra. Hắn một tiếng gầm này tràn đầy sát khí thấu xương, cả người màu đen hơi thở kinh người lưu chuyển. Vô cùng mạnh mẽ, làm người ta rợn cả tóc gáy. Tránh ra, có thể Thiết Sư Tử Nghiêm chiều rộng quét hắn một cái, nhưng lại có thể trực tiếp mặt lộ vẻ cười lạnh động tới tay. Một khắc sau hắn trực tiếp là động tới tay, vung tay lên, lòng bàn tay bây giờ tràn ngập cuồn cuộn kim quang, một vòng màu vàng vòng tròn trực tiếp là giống như thần thánh thánh quang vậy chấn động. Không khí chấn động, miễn cưỡng không ngừng, hướng vậy Bùi Huyền Đông mãnh liệt tới. Thiết Sư Tử Nghiêm Chu có chút cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu, vậy có thể không phải là đùa. Chính là một cái Bùi Huyền Đông, căn bản không muốn từ hắn trong tay xông qua. Thậm chí nếu không phải Trần Phi trước từng âm thầm phân phó hắn bất quá bại lộ ra nhiều thực lực, bây giờ, sợ rằng vậy Bùi Huyền Đông thì phải triệt triệt để bị khó khăn. Bởi vì là chút cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, và chút cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp, hai người này bây giờ, thật không quá giống là một cấp bậc. Ngươi, cảm nhận được vậy Thiết Sư Tử Nghiêm chiều rộng mạnh mẽ, vậy Bùi Huyền Đông ngay tức thì đổi một cái sắc, lấy tay một chút, bên trong thân thể một cổ cường hãn màu đen hơi thở xuất hiện. Đây là hắn tu luyện luyện thể thuật uy năng, hết sức cường hãn. Có thể coi là như vậy, hắn bây giờ nhưng trực tiếp là bị Thiết Sư Tử Nghiêm chu áp chế kia cũng không đi được. Hoàn toàn bị kéo lại. Ngươi không muốn thật là quá đáng. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ là đang cùng ai đối nghịch? Tránh ra, chuyện này chúng ta Bùi gia còn có thể không nhắc chuyện cũ, nếu không, hậu quả này ngươi không gánh nổi. Vậy Bùi Huyền Đông cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, nói. Sát khí đậm đà tới cực điểm. Vốn là ngày hôm nay cái này một loạt sự việc, cũng đã là đủ mất mặt. Mà bây giờ, hắn lại có thể cũng còn bị người cản lại, không thể thành tựu, cái này cùng ở hắn trên mặt hung hăng tát một cái, có cái gì khác biệt. Bất quá. Đối với hắn như vậy uy hiếp, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu nhưng chỉ là châm chọc cười một tiếng. Thành U Lang Bùi gia, cố nhiên rất mạnh, có thể nó ở nơi này Thành U Lang hạt hạ bên trong khu vực, nhưng cũng không phải là một tay che trời. Nghĩ đến đây, hắn vậy lười được lại theo vậy Bùi Huyền Đông nói nhảm. Tay áo bảo vung lên, chỉ gặp trong tay màu vàng vòng tròn cũng đã bộc phát ra kinh người, lăng liệt kim quang, hô xì xì hướng Bùi Huyền Đông khí thế sợ hãi chân áp đi. Loại công kích này trực tiếp là đem hoàn toàn cho phong khóa lại. Căn bản không thoát thân được. Cái này, thấy tình cảnh này, không thiếu cách đó không xa còn để lại tới người xem náo nhiệt, cũng không nhịn được con ngươi kịch liệt rụt một cái, ánh mắt chấn động, lộ vẻ được khó tin. Phải biết, cái này Bùi gia tam trưởng lão Bùi Huyền Đông, coi như là ở trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ cái này hàng ngũ chính giữa, vậy tuyệt không phải người yếu. Nhưng bây giờ thì sao?
Nhưng là bây giờ hắn nhưng lại có thể bị người như vậy trực tiếp ngăn lại, không có chút nào thoát thân năng lực cùng có khả năng. Chẳng lẽ nói, thần bí này người so Bùi gia tam trưởng lão Bùi Huyền Đông cũng còn càng lợi hại hơn. Cái này, tên kia, Trần Phi, hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Được, tốt, ngươi sẽ hối hận, nhìn gặp thiết sư tử nghiêm chu câu trả lời, vậy Bùi Huyền Đông lập tức gương mặt dữ tợn, nghiêm nghị uy hiếp. Cảm giác mình giống như là bị cực lớn làm nhục. Tam trưởng lão, đem ngươi người này kéo, thằng nhóc kia, liền giao cho ta và Tư Mã Khôn tiền bối đi. Bất quá nhưng vào lúc này vậy Trường Hồng công tử cũng đã truyền âm tới, hướng Trần Phi đuổi giết đi. Lời nói tràn đầy ý định giết người. Ở hắn xem ra, có hắn cùng Tư Mã Khôn cái này thứ thiệt trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ tự mình động thủ, thằng nhóc kia, nhất định chắp cánh cũng khó bay. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vèo, vèo, vèo. Trần Phi rời đi Thanh Long đỉnh khu vực, đi theo phía sau là Thương Khôn cùng với Lam Kình hai người. Nhưng mà không chỉ là bọn họ, theo sát phía sau, vậy Trường Hồng công tử, Tư Mã Khôn, thậm chí là một ít Bùi gia tinh nhuệ đội ngũ, cũng đã là đi theo ra ngoài. Những người đó cả người tản ra trần trụi khỏa thân ý định giết người, mặt lộ vẻ uy nghiêm, mắt lộ ra hung quang, mục đích vô cùng rõ ràng. Chủ nhân, thấy tình cảnh này vậy Lam Kình không khỏi hơi biến sắc đứng lên, nói, nếu không ngài đi trước, ta và Thương Khôn là ngài bọc hậu. Hiển nhiên, loại chiến trận này đã có chút làm hắn kinh hoàng. Cảm thấy quá nguy hiểm. Vậy Thương Khôn lúc này trên mặt cũng là vẻ mặt giống như nhau. Rất là ngưng trọng, bởi vì là không chỉ là Tư Mã Khôn, Trường Hồng công tử cái này hai cái nguy hiểm nhân vật, đối phương nhưng mà còn có đầu người kia đông đảo đại quân à. Một đám Bùi gia cao thủ cộng lại, chỉ sợ sẽ không thuộc về bọn họ anh em hai người cộng lại nhiều ít. Bọc hậu, tại sao, không cần. Có thể Trần Phi nghe vậy nhưng lắc đầu một cái, cười nói, bước chân không nhanh không chậm, không giống như là chạy trốn, ngược lại càng giống như là đang chờ đối phương đuổi theo. Trần Tiểu Hữu, cần gì phải đi gấp như vậy, người ta còn không có chân chính thật tốt ôn chuyện một chút đâu. Ngươi nói sao, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền tới. Một cổ âm lãnh thi khí hướng Trần Phi xâm nhập tới. Hắn bước chân, hơi dừng lại. Nói chuyện cũ à, ngươi cùng ta có cái gì tốt tự cựu, đơn giản chính là ngươi vậy đệ đệ, và cháu trai chứ. Trần Phi lắc đầu, lãnh đạm cười một tiếng, hai tay mười ngón tay chảy ra nhàn nhạt màu sữa vầng sáng, nặng xuống mặt đất. Hắn động tác này cực kỳ kín đáo, cơ hồ không có người bất kỳ phát hiện. Nhất thời. Vậy mặt đất phảng phất như là tràn ngập ra lực lượng thần bí đứng lên, chậm rãi run rẩy. Vèo. Nhưng vào lúc này, Trần Phi phía trước, một đạo thân ảnh vèo một tiếng xuất hiện ở nơi đó, hai tay bao bọc ở trước ngực, cả người khí huyết thịnh vượng, cực độ kinh người, mang trên mặt dữ tợn và vẻ oán độc, nhìn Trần Phi lạnh như băng cười lạnh, nói, chó rác rưởi, ngày hôm nay ngươi thật lấy là ngươi có thể đi được hết. Thấy tình cảnh này, nghe được cái này một câu câu mang trần trụi trần dùng mình. Tràn đầy sát khí thanh âm. Vậy cách đó không xa xem náo nhiệt các người, trực tiếp là con ngươi một hồi teo lại tới, từng cây một lông tơ dựng đứng. Quả nhiên, vừa đi ra vậy Thanh Long đình, cái này Trường Hồng công tử còn có Tư Mã Khôn liền liền không kịp đợi. Tư Mã Khôn tiền bối, thằng nhóc này bây giờ chính là cá trong chậu, không chạy khỏi, chúng ta vậy dứt khoát một ít, thương lượng một chút nên như thế nào phân chia trên người hắn bảo bối đi. Nhưng vào lúc này vậy Trường Hồng công tử lại mặt đầy tham lam mở miệng. Lại có thể trực tiếp là đem Trần Phi không thấy, nhận là hắn chính là cá trong chậu, muốn trước đem trên người bảo bối, chia nhỏ ký tên, nói sau. Có thể, Tư Mã Khôn nghe vậy hô hấp vậy dày nặng, con mắt kích động nói. Trần Phi xuất thân, là hắn gấp mấy lần, hắn làm sao có thể không kích động. Vậy Thanh Nguyệt lão tổ bản đồ bảo tàng, Tuyên Âm Thảo, Hắc Đồng chiến thuyền. Đều là chúng ta Bùi gia. Cái này Tư Mã Khôn tiền bối ngươi không có ý kiến chớ? Dĩ nhiên. Tốt lắm, còn sót lại trên người hắn những thứ khác bảo bối, những thứ khác đan dược cực phẩm, chúng ta hai một thêm làm năm, một người một nửa. Như thế nào? Trường Hồng công tử, người đều muốn nhiều như vậy đồ, cái này còn muốn chia 5 năm sao? Tư Mã Khôn cau mày. Đừng quên chúng ta Bùi gia tam trưởng lão còn muốn coi là đầu một người. Nếu không, không có hắn, chúng ta thật đúng là không nhất định có thể đem chó này rác rưởi bắt lại. Trường Hồng công tử lạnh lùng nói. Vậy cũng tốt, Tư Mã Khôn cái này mới bất đắc dĩ gật đầu một cái.
mà bọn họ hai người ngươi đây một lời ta một lời, một sướng một họa, để cho đám người xa xa cũng âm thầm lắc đầu. Cái này hai người, thật là trực tiếp là đem Trần Phi làm đúng rồi đồ chơi, cá trong chậu, thương thảo như thế nào đánh chết, đùa bỡn. Trần Phi ngàn không nên vạn không nên, chính là không nên đi trêu chọc cái này hai người. Tự tìm đường chết. Ưng Giản Hạp Bùi gia năm trẻ một đời một trong tam đại công tử Trường Hồng công tử, Thanh Long Câu ba đại trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên tán tu một trong Tư Mã Khôn đại nhân. Bọn họ, há là một người như vậy. Giống như Trần Phi như vậy không biết sống chết, không tự lượng sức khiêu khích bọn họ. Hoàn toàn chính là tự tìm cái chết. Nhưng mà bọn họ lại không có phát hiện, làm Trường Hồng công tử cùng Tư Mã Khôn ở chỗ này một sướng một họa, từ cho rằng là nắm chắc phần thắng thời điểm. Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi, nhưng là có một màn hài hước lạnh lẻo vẻ, ở hiện lên. Hai ngươi, thật đúng là đem ta làm là không còn sức đánh trả chút nào dê con. Trần Phi cười một tiếng, nhìn vậy đã tự mình bành trướng hai người, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, vậy Trường Hồng công tử, Tư Mã Khôn, thậm chí cách đó không xa xem náo nhiệt mọi người, đều là không nhịn được con ngươi rụt một cái, thần sắc đông lại một cái. Ngươi, bây giờ còn lấy là bản thân có trở mình vốn. Tư Mã Khôn con ngươi âm hiểm nhìn Trần Phi, nói. Và hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp làm thịt, vậy Trường Hồng công tử trực tiếp là đằng đằng sát khí nói, sắc mặt dữ tợn, muốn trực tiếp, nhanh lên một chút đem Trần Phi làm thịt, cho hả giận. Ta vừa không có trở mình vốn, hai ngươi phế vật thử một chút xem, chẳng phải sẽ biết. Mà nhưng vào lúc này... Trần Phi bên trong thân thể thả ra kinh người kiếm khí, con người dày đặc, nhìn vậy Trường Hồng công tử cùng với Tư Mã Khôn cuồng thả nói. Hắn ở luyện khí tầng 7 đỉnh cấp cảnh giới đã thẻ đủ quá lâu, bây giờ vừa vặn đạp cái này hai cái đồ không có mắt, đột phá thử một chút. Động thủ! Oanh! Gặp tức đã là như vậy, Trần Phi cũng lại còn dám lớn lối như vậy, còn dám như vậy không đem các nàng coi ra gì, vậy Trường Hồng công tử trực tiếp là nổi giận. Trong mắt dữ tợn, huyết khí trùng tiêu, hướng bên người những cái kia Bùi gia đội ngũ uy nghiêm mở miệng nói, các người vậy cùng tiến lên. Tiếng nói rơi xuống, vậy Trường Hồng công tử liền trực tiếp cả người hóa thành một đoàn xương máu, hướng Trần Phi cuồng xông lên đi, giống như một đạo toàn phong. Cho người cảm giác giống như là một đầu sông ngang đánh thẳng hung mãnh hung thú vậy. Thành U Lang Bùi gia chủ tu luyện thể thuật, cho nên phàm là Bùi gia đệ tử, thân xác đều mạnh hãn đến đáng sợ. Tựa như cùng bây giờ cái này Trường Hồng công tử như nhau. Có thể không nói khoa trương chút nào một câu, hắn thân xác cường độ, ít nhất là đã có thể cùng trung phẩm pháp khí cao cấp sánh vai. Đây là khái niệm gì? Dù sao làm vậy Trường Hồng công tử hướng Trần Phi xông tới thời điểm, mặt đất bụi bặm cuốn lên, ở đó cường hãn uy thế dưới trực tiếp là bị biến thành bột. Nghiền thành bụi bặm. Thấy tình cảnh này coi như là Trần Phi cũng hơi con ngươi ngưng ngưng. Không nói khác. Cái này Trường Hồng công tử thể xác cường độ, đổ đích xác là so hắn lợi hại. Bất quá, cái này lại có thể như thế nào? Hắn Trần Phi nhất không lợi hại, mới là thân xác. Được không? Cùng lúc đó, vậy Tư Mã Khôn vậy động, giữa không trung giống như là có quỷ khóc sói chu thanh âm vang lên. Âm thấm thấm thi khí từ hắn vậy xương trắng khô lâu giao chính giữa giật tán ra, làm cả trong không khí, đều là ở nơi này ngay tức thì kèm thêm liền một tầng dùng mình, lạnh. Lạnh đến làm người ta run rẩy. Tư Mã Khôn đại nhân cũng được đi. Cái này Trường Hồng công tử, thật tốt mạnh, thật là lợi hại. Không ít người con người đông lại một cái, cảm giác rung động. Tư Mã Khôn thành tựu trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, thực lực cường hãn, cái này dễ hiểu, có thể vậy Trường Hồng công tử, rõ ràng liền mới chẳng qua là luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cảnh giới, nhưng lại có thể như vậy lợi hại, làm bọn họ cách nhau khoảng cách xa như vậy, cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Ra đầu tê dại. Như vậy sự thật, thật sự là quá kinh người. Chẳng lẽ nói cái này Trường Hồng công tử đã có trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên sức chiến đấu. Ha ha, cảm nhận được bốn phương tám hướng đầu đưa tới rung động vẻ, vậy Trường Hồng công tử trong lòng hiện ra hào khí, mặt đầy kiêu căng, nhìn Trần Phi, khinh thường, khinh miệt nói, ta Trường Hồng công tử, sớm ở mấy năm trước cũng đã có thể cùng trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ so chiêu. Mà ngươi, ha ha, người bây giờ còn nhận là, người có thể chạy thoát được tay ta lòng bàn tay. Rào rào, sớm ở mấy năm trước là có thể cùng trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ so chiêu. Cái này,
không hổ là Trường Hồng công tử, thật lợi hại. Vậy xem như vậy, hắn cùng Tư Mã Khôn đại nhân, thì tương đương với là hai lớn trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Thằng nhóc kia coi như là chắp cánh, vậy khó bay à? Lần này thật là chết chắc. Vậy có biện pháp gì? Có đôi lời nói hay, từ làm bậy không thể sống. Đám người bộc phát ra rung động thanh âm, đều chấn động hám với Trường Hồng công tử triển hiện ra thiên phú, cùng tiềm lực cường hãn. Ở luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cảnh giới, liền có đủ để sánh bằng trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên thực lực, như vậy người, không phải yêu nghiệt chính là quỷ tài. Tương lai con đường thật sự là quá quang minh, quá rộng rộng, làm người ta tiện đố kỵ. Vèo, vèo, vèo. Vậy Bùi gia đội ngũ vậy muốn cùng động thủ, nhưng lại bị Thương Khôn, Lam Kình hai người liên thủ ngăn cản. Không phải hai người bọn họ không muốn gấp rút tiếp viện Trần Phi, mà là, Trần Phi đã đưa tin nói cho bọn họ, cuộc chiến đấu này, hắn muốn tự mình một người giải quyết. Chó rác rưởi, dám ở ta Trường Hồng công tử trước mặt tự tìm cái chết, tốt lắm, ta tác thành ngươi. Chết đi cho ta, thấy tình cảnh này vậy Trường Hồng công tử con ngươi hơi đông lại một cái, nhưng đi theo nhưng lại không thể đưa hay không đứng lên, trên mặt tràn đầy kiêu căng, cùng với tàn nhẫn cười nhạt. Sau đó liền gặp hắn trực tiếp động thủ, huyết khí cuồng trào, quả đấm vung ra, một cái hoàn toàn là do xương máu tạo thành quả đấm dễ như bỡn đập về phía Trần Phi, cực kỳ đáng sợ. Ha ha, thấy tình cảnh này vậy Tư Mã Khôn cũng không cam chịu yếu thế, một đạo chém ra, đậm đà lạnh người thi khí cũng thật là hóa không mở, thật đáng sợ. Trên thực tế, hắn trong lòng bây giờ mặt cũng còn có chút tim đập rộn lên, nhưng là, chỉ cần giết Trần Phi, hết thảy liền đều đi qua. Cho nên, Trần Phi phải chết. Bành 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 bành. Vậy Thương Khôn cùng với Lam Kình trực tiếp là cùng một đám Bùi gia đội ngũ động tới tay, cho thấy kinh người lực lượng cường hãn. Làm những cái kia Bùi gia đội ngũ đều không khỏi kinh dị. Ha ha, ngăn lại chúng ta thì có thể làm gì? Các người chủ kia tử còn không phải là chỉ có chết. Ta Bùi gia Trường Hồng công tử một quyền này dưới đầu đi, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, ha ha ha. Nhưng sau đó vậy một đám Bùi gia đội ngũ nhưng trực tiếp là dưỡng sinh cười lớn. Thanh âm cao ngạo. Trường Hồng công tử thật lợi hại, bọn họ rõ ràng, cho dù là kém hơn chân chính trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, khá vậy tuyệt đối là kém không xa. Trần Phi, làm sao có thể không ngăn được. Thằng nhóc này chỉ sợ là sẽ liền một quyền này đầu cũng không tiếp nổi đi. Ha ha, ha ha ha. Tư Mã Khôn đại nhân cái này một sao. Nguyên lai hắn cũng không phải là thông thường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Cái này một sao, chân thực quá mạnh mẽ, ta dám khẳng định, coi như là Đoan Mộc lão nhân đại nhân loại trình độ đó, cũng không phải chính là như vậy. Mà những cái kia người vây xem trong cao thủ, chính là con ngươi chặt chẽ nhìn chằm chằm Tư Mã Khôn cái này một sao. Ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt. Bởi vì là Tư Mã Khôn cái này một sao chân thực thật lợi hại, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ trước đối với hắn thực lực nhận biết. Coi như là Đoan Mộc lão nhân đại nhân loại trình độ đó, sợ rằng, cũng không phải chính là như vậy. Cái này Tư Mã Khôn đại nhân lại có thể ẩn núp mình thực lực. Ẩn núp mình chân chính sức chiến đấu. Rất nhiều người không nhịn được trong lòng cuồng chấn, ánh mắt run rẩy. Bất quá sau đó, bọn họ lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, nhưng là tràn đầy thương hại, tràn đầy đáng thương. Đúng vậy, thương hại, đáng thương. Tư Mã Khôn đại nhân sức chiến đấu như vậy khủng bố, hắn Trần Phi không chết, mới là lạ. Rất nhiều người, cũng nhận là Trần Phi nhất định sẽ chết. Bởi vì là đây quả thực là 10 dặm vây thành. Hắn một cái yên lặng vô danh người, coi như là có tiền, có linh thạch, có thể vậy thì như thế nào. Tài bạch từ đầu đến cuối chẳng qua là vóc người vật, không phải mình chân chính sức chiến đấu. Cho nên nói. Hắn làm sao có thể chống đỡ được Trường Hồng công tử cùng với Tư Mã Khôn đại nhân liên thủ một kích. Bây giờ, cũng chỉ là xem bọn họ ai trước hết giết chết Trần Phi mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Quả nhiên, một khắc sau, vậy Trường Hồng công tử kinh khủng quả đấm trực tiếp là hung hăng trấn áp tại Trần Phi trên mình, đem đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng khạc ra, dọc đường rơi vẩy. Nhuộm đỏ đầy đất. Rồi sau đó Trần Phi bóng người chính là hung hăng đụng cách không xa một tòa trên đá lớn mặt, một tiếng nổ vang lớn, đá lớn nổ tung, huyết khí cuồng trào, vang trời kinh. Chỉ là như vậy thì không được, thật đúng là phế vật,
Thấy tình cảnh này, Trường Hồng công tử khóe miệng cực độ giễu cợt cười một tiếng. Châm chọc nói, quả nhiên, cái này cũng chỉ là cái có linh thạch phế vật mà thôi. Hoàn toàn không có sức chiến đấu, không đáng giá một đề ra. Ừ, thấy tình cảnh này vậy Tư Mã Khôn con người rụt một cái, lóe lên không chừng, bởi vì là hắn nhưng mà biết Trần Phi từng cùng Trúc Lão đối lập qua, cho nên nói, không thể nào, ước chừng chỉ có như vậy một chút năng lực chứ. Như vậy không chịu nổi một kích. Tư Mã Khôn trong lòng không yên làm, cảm giác quá không chân thật, cho nên vậy một dao đều không dám thu hồi, dọc theo kinh khủng quỹ tích, thi khí ngang dọc, lạnh người vô cùng, đao thế kinh người, hung hăng hướng Trần Phi rơi xuống phương hướng chém tới. Nhất thời, một cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp là vén lên. Vậy xương trắng đầu khô lâu ngay lập tức tới, chém rơi xuống. Oanh! Ở một tích tắc này, lạnh người thi khí, cường hãn khí huyết, tựa như là hủy diệt tiếng nổ, ầm ầm nổ vang, tung lên mây hình nấm giống vậy đánh vào, tạo thành làm người ta tròng mắt rung động chói lọi. Cũng để cho người không dám trực tiếp dùng ánh mắt nhìn thẳng. Hừ, nhiều này một lần hành động, đối với Tư Mã Khôn như vậy cử động, vậy Trường Hồng công tử có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ở hắn xem ra, Trần Phi sao có thể tiếp theo ở hắn một đấm. Không chết, cũng là trực tiếp phế. Chủ nhân, thấy tình cảnh này vậy Thương Khôn cùng với Lam Kình sắc mặt lập tức liền biến. Bọn họ nhưng mà biết Trần Phi thực lực, coi như là kẻ địch rất mạnh, nhưng vậy chưa đến nỗi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vậy Thương Khôn, Lam Kình trong lòng ngay tức thì tâm loạn như ma đứng lên. Rất là hốt hoảng. Thấy tình cảnh này cách đó không xa rất nhiều người đều là mặt lộ vẻ vẻ đùa cợt lắc đầu một cái, lại là trong lòng khó hiểu sảng khoái, lại là thất vọng. Nguyên lấy là sẽ có một phen, xem được đi qua vùng vẫy, nhưng bây giờ, đây hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Quá làm người ta thất vọng. Được rồi, đi thu hoạch chiến lợi phẩm của chúng ta đi. Nhưng vào lúc này vậy Trường Hồng công tử vỗ tay một cái, giống như là hoàn thành một kiện không quan trọng chuyện nhỏ, đi về phía phế tích phương hướng, trong ánh mắt mặt tràn đầy tham lam, kích động, cùng với ngạo nghễ. Bỏ mặc trước khi quá trình làm sao không tốt, như mặt mũi nào không nén giận được, nhưng bây giờ, hết thảy cũng còn là hoàn toàn đi qua. Dám ở hắn Trường Hồng công tử trước mặt không biết sống chết, ha ha, thật lấy là mình là thứ gì. Lần này, tất cả mọi thứ đều là ta Trường Hồng công tử. Ha ha, ha ha ha. Vừa nghĩ tới vậy Trần Phi trên mình số lượng khổng lồ đan dược cực phẩm, vậy Trường Hồng công tử liền không nhịn được tâm thần kích động, trên mặt nổi lên sướng thoải mái vẻ. Lần này, thật đúng là thu hoạch to lớn à. Thấy tình cảnh này, không thiếu người vây xem nhìn về Trường Hồng công tử cùng với Tư Mã Khôn ánh mắt, đều là tràn đầy hâm mộ ghen tị. Trần Phi trên mình những đan dược kia, cùng với đấu giá được bảo vật, nếu như lấy thêm đi bán đứng, thật là một khoản thiên văn sổ tự. Cái này như thế nào làm bọn họ không hâm mộ, không ghen tị? Có thể không có biện pháp, một là Trường Hồng công tử, hai là Tư Mã Khôn đại nhân, cái này hai người cộng lại quá mạnh mẽ. Bọn họ căn bản không có người dám trêu chọc. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Trường Hồng công tử đi về phía phế tích, bước chân lại đột nhiên dừng lại, con người co rúm lại. Bởi vì lúc này tình huống đột nhiên kinh biến đứng lên. Phịch, chỉ gặp vậy phế tích bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng động lạ, rồi sau đó trực tiếp là có một đạo ánh sáng rực rỡ vọt ra, rực rỡ như đỏ rực nắng gắt, kiếm khí bừng bừng, quang diệu thành mảnh, làm mọi người tại đây tròng mắt cũng trực tiếp là co rút lại. Thật là nên cảm ơn các người à. Cuối cùng, luyện khí tầng 8, Trần Phi vén lên đè ở trên người đá vụn, đứng lên, khóe miệng phác họa độ cong, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi vô cùng lóng lánh. Nguyên lai hắn trước sở dĩ không tránh, chính là vì mượn lực đột phá à. Cái này mặc dù lớn gan, nhưng không thể không nói, hắn nhưng là thành công. Từ luyện khí tầng 7 đỉnh cấp, đạt tới luyện khí tầng 8. Luyện khí tầng 8, mặc dù ước chừng chẳng qua là và luyện khí tầng 7 đỉnh cấp nửa bước kém, nhưng dầu gì cũng là vượt qua một cái cảnh giới nhỏ. Như vậy biến hóa, dù ngoạn xuống một tầng lần nấc thang, nhất là ở Trần Phi như vậy tiềm lực và thiên phú cũng không có nghèo đổi tai trên người, sẽ giống như bị kính phóng đại soi đến vậy, nổi lên vô cùng là rõ ràng. Sẽ thành được dị thường kinh người. Vèo. Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, cảm nhận được bên trong thân thể truyền tới bàng bạc lực lượng, cảm giác rất thoải mái. Vung tay lên,
trực tiếp là có một mảnh mảnh đỏ thấm kiếm mang mang theo cuốn tiểu viên mãn kiếm ý giống như là cuồng đào vậy cuồn cuộn xông ra, muôn màu muôn vẻ, kiếm dậy mênh mông, quang diệu trời đất. Đột phá, vậy thì như thế nào, làm bộ làm tịch, ở nơi này luyện khí cảnh chính giữa, ngươi còn trông cậy vào ngươi có thể so ta Trường Hồng công tử lợi hại hơn. Cường đại hơn, đừng ý nghĩ quá hảo huyền. Vậy Trường Hồng công tử không có nói nhiều, mặt đầy dữ tợn, đỉnh đầu vọt lên liền một đạo kinh khủng cường hãn huyết khí, hóa thành một đám mây đóa, xuất hiện ở nắm đấm của hắn lên. Oanh! Ở tại một chớp mắt kia, một cổ làm người ra đầu tê dại huyết khí lực liền giống như là cuồng chiều vậy triệt triệt để bộc phát. Lực lượng cuồng bạo, máu đỏ uy năng, uy thế kinh người. Hết thảy các thứ này trộn chung, hình thành làm người ta kinh hãi sóng trùng kích. Bàng bạc khí, tựa như là bộc bố trí vậy rủ xuống, một quyền hướng Trần Phi đầu hung hăng đánh tới. Như vậy uy thế, coi như là cầm trong tay xương trắng khô lâu đao Tư Mã Khôn cũng là hơi biến sắc đứng lên. Chớ nói chi là tại chỗ những cái kia xem náo nhiệt những người khác. Cái này Trường Hồng công tử, quả thật lợi hại, đang luyện khí cảnh chính giữa cường hãn đến đáng sợ. Ha ha, có thể đang cảm thụ đến vậy kinh người quả đấm đấu đá tới, Trần Phi nhưng chỉ là khẽ mỉm cười một cái, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi không có đung đưa chút nào rung động, duy trong độc nhãn lạnh lùng, cùng với sửng dưng, không thay đổi. Đến đây là... Đột phá đến luyện khí tầng 8 cảnh giới sau đó, hắn sức chiến đấu nhưng là sẽ lớn không giống nhau. Kiếm. Chỉ gặp một thanh quát chói tai, từng đạo mang theo cuốn tiểu viên mãn kiếm ý kiếm khí hạ xuống. Kinh khủng kia kiếm khí kích động, ở cái này trong không khí miễn cưỡng không ngừng, nhất thời làm vậy Tư Mã Khôn cùng với Trường Hồng công tử sắc mặt cũng bỗng nhiên đổi một cái. Loại này thực lực, hắn, làm sao có thể? Còn muốn cố làm ra vẻ huyền bí? Tốt lắm. Vậy ta Trường Hồng công tử thành toàn cho ngươi, một quyền này, ta muốn liền mạng ngươi. Vậy Trường Hồng công tử sắc mặt dữ tợn, trong lòng run rẩy, có thể loại thời điểm này hắn cũng đã là tên đã lắp vào cung, không phát không được. Oanh! Vậy bao phủ cường hãn huyết khí mây mù quả đấm ùng ùng chấn động đứng lên, cuồn cuộn sát ý trực tiếp là đem Trần Phi bao phủ, hóa là sáng chói kinh người thế công, thật giống như sấm sét, lại hai nếu như sét đánh, xông phá giữa không trung. Hướng Trần Phi nặng đập mà hắn. Chúng ta vừa động thủ một cái, tuyệt không thể để cho hắn chạy trốn, hoặc là xoay mình. Vậy Tư Mã Khôn lúc này trong lòng cũng là có chút run rẩy, âm thấm thấm thi khí thật giống như mất khống chế vậy khơi thông đi ra, cường đại kia lực lượng, ngưng tụ ở xương trắng khô lâu dao chính giữa, một dao chém xuống, giống như là muốn đem hết thảy cũng hủy diệt. Hắn cảnh giới so Trường Hồng công tử cao hơn, cho nên có thể cảm giác đến nhiều thứ hơn. Ở Trần Phi trên mình, hắn bây giờ đã có thể cảm giác đến nguy hiểm, cảm giác được cả người băng hàn. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa thằng nhóc này tất nhiên đã có đủ để sánh bằng, hoặc là đến gần hắn sức chiến đấu. Nhưng mà, thằng nhóc này nhưng liền trúc cơ chân nhân cảnh cũng tuyệt đối còn không có đạt tới. Thậm chí không chỉ có như vậy, hắn bây giờ cũng còn có dũng khí khủng bố, cảm giác hoang đường, đó chính là, Trần Phi cảnh giới bây giờ. Hoặc là liền luyện khí tầng 9 đỉnh cấp đều không phải là. Đây là khái niệm gì? Cảnh giới tu vi chưa đạt tới luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, nhưng lại có thể có đủ để sánh bằng, hoặc là đến gần hắn Tư Mã Khôn sức chiến đấu. Nghĩ đến đây may là hắn Tư Mã Khôn thân là một tôn trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, lúc này cũng là không nhịn được lòng nhọn run rẩy, con người co rúm lại, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Như vậy kinh khủng tiềm lực. Hoặc là thiên phú, là điên tử sao? Là yêu nghiệt sao? Là quỷ tài sao? Không, đây quả thực là quái vật. Không sai, đây chính là quái vật. Hắn bây giờ rốt cuộc biết giống như thiết sư tử Nghiêm Chu lợi hại như vậy thần bí trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, tại sao, lại có thể sẽ cam nguyện canh giữ ở Trần Phi loại này tuổi quá trẻ tiểu tử chưa ráo máu đầu bên cạnh. Chính là bởi vì là kinh khủng này thiên phú, tiềm lực. Chính là bởi vì là thằng nhóc này nhất định chính là một quái vật. Người như vậy, tương lai chỉ cần không chúng đồ chết, tất nhiên thành tựu long trời lở đất. Cho nên, thằng nhóc này bây giờ phải chết, nếu không, cái này thành u lang lớn như vậy, chỉ sợ cũng lại không có hắn Tư Mã Khôn chỗ dung thân. Trường Hồng công tử, Bùi Huyền Đông sau lưng có Bùi gia, hắn Tư Mã Khôn sau lưng, nhưng mà một chút, không có gì cả à. Các người thật đúng là để mắt ta à. Cùng tiến lên sao?
Cảm giác được vậy Tư Mã Khôn trong tay xương trắng khô lâu dao cuốn tới khủng bố một dao, Trần Phi con ngươi hơi híp một chút, hất tay một cái, mặt đất trực tiếp là vọt lên một đạo chùm ánh sáng. Oanh! Một đạo tràn ngập trận văn khủng bố chùm ánh sáng trực tiếp là từ vậy lòng đất không có dấu hiệu nào bạo bắn ra, đem vậy Tư Mã Khôn đánh trúng, muốn nổ tung lên, nhấc lên kinh khủng gợn sóng, cùng với cuồng liệt sóng trùng kích. T. Rất nhiều người thấy tình cảnh này không khỏi ngược lại hút khí lạnh đứng lên, trợn mắt hốc mồm, con người đờ đẫn, cứng ngắc. Trận pháp. Đây tột cùng là lúc nào bố trí tới? Chẳng lẽ, cái này Trần Phi còn là một vị trận pháp sư? Cái này hắn ma. Vậy Trần Phi trước bố trí tới trận pháp, mặc dù cấp bậc cũng chỉ có nhân trận tầng 4, có thể, không tiếc giá phải trả, toàn lực phóng thích dưới, ước chừng là vì dùng để tranh thủ chốc lát thời gian. Quấy nhiễu vậy Tư Mã Khôn thế công, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Vậy Tư Mã Khôn nháy mắt tức thì thất thần, theo bản năng vung dao ngăn trở, thế công tan đi. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi bắt được cơ hội này. Tới mà không đi cũng không lễ phép, bây giờ tổng nên ta trả lại ngươi một lần chứ. Tiếp hảo. Trần Phi thân hình chớp mắt, con mắt tràn đầy nhàn nhạt lạnh như băng vẻ, nháy mắt tức thì. Từng đạo vô cùng mãnh liệt tam dương chân hỏa kiếm khí trực tiếp là hướng vậy trước mắt kinh hãi Trường Hồng công tử nghiền ép đi. Dường như muốn để cho hết thảy cũng chôn vùi hết, chém tới, giết liền. Tất cả hết thảy cũng hoàn toàn hủy diệt. Không, cho ta dừng tay, cảm nhận được cái này cổ kinh người lực lượng, vậy Tư Mã Khôn cùng với Bùi Huyền Đông đều là con ngươi đồng thời rụt một cái. Lòng nhọn run rẩy kịch liệt, vậy người sau... Ưng Giản Hạc Bùi gia tam trưởng lão Bùi Huyền Đông lại là sắc mặt kịch biến khủng hoảng nói. Hắn từ Trần Phi kiếm khí này chính giữa cảm nhận được sát ý, cảm thấy tuyệt quyết. Là muốn giết người. Mà lực lượng này, Trường Hồng công tử không ngăn được. Cách đó không xa tất cả lưu lại xem cuộc chiến người, đều là con ngươi kịch liệt co rúc lại, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, rung động vẻ. Hiển nhiên, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể như thế mạnh mẽ. Nghiền ép Trường Hồng công tử. Trọng yếu hơn chính là, hắn lúc này thả ra sát ý. Hắn thật dám giết sao? Không, ngươi không thể giết ta, ngươi biết ta là ai? Ta nhưng mà Trường Hồng công tử, ngươi nếu là dám động ta một sợi lông tơ, Bùi gia tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lên trời xuống đất cũng không có cửa. Vậy Trường Hồng công tử lúc này cũng tốt giống như cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy chết lạnh như băng. Sắc lệ nội cha điên cuồng hét lên, cả người run run. Hắn không tin. Hắn Trường Hồng công tử thân phận gì địa vị gì. Hắn nhưng mà Bùi gia chủ mạch người, Trần Phi nếu như dám động hắn, không khác nào là tự đào mộ. Tự tìm đường chết. À, Bùi gia, Trường Hồng công tử, tốt tôn quý thân phận à. Bất quá, vậy cùng ta có quan hệ gì đâu. Coi như sau đó một khắc, Trần Phi như vậy cười nhạt thanh âm không mặn không lạt vang lên. Làm tất cả mọi người con ngươi đều là không nhịn được co rúm lại ở. Thằng nhóc này, hắn sẽ không thật là muốn. Oanh! Ta để cho ngươi dừng tay. Vậy Bùi Huyền Đông hoàn toàn bạo đi, khủng bố màu đen hơi thở tạo thành một bàn tay hướng Trần Phi đánh tới. Ánh mắt tràn đầy run run, hốt hoảng không dứt. Hắn cũng chỉ là Ưng Giản Hạc Bùi gia chi nhánh nhất mạch người, không canh cõng thêm cảnh, cũng không có lớn hơn tiềm lực. Cho nên... Nếu như Trường Hồng công tử ở trước mặt hắn bị giết chết, hắn đối hắn áy náy. Ha ha, trước các người muốn bảo bối trên người ta, cũng không phải là thái độ này, bây giờ. Ngại quá, trễ, cảm nhận được vậy khí thế kinh khủng, Trần Phi bĩu môi khinh thường. Hiện nay hắn, đối phương chỉ là loại trình độ này, có thể hù dọa không dừng được hắn. Phịch, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu lại lần nữa ra tay, kim quang lóng lánh, tạo thành chỉ một quả đấm. Trực tiếp là đem màu đen kia bàn tay rác rưởi. Đầy trời gợn sóng. Vậy Tư Mã Khôn muốn xuất thủ, cứu viện Trường Hồng công tử, nhưng phát hiện đã muộn. Hắn trước theo bản năng vung dao phòng ngự, đã làm cho hắn bỏ lỡ có thể cứu Trường Hồng công tử thời kỳ cao nhất. Cho nên nói, hiện vào lúc này, vậy Trường Hồng công tử hẳn phải chết. Chết đi, Trần Phi ánh mắt lãnh đạm, ùng ùng nổ vang. Vậy làm người ra đầu tê dại 36 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí tựa như là ngọn lửa bộc bố trí vậy rơi xuống, đốt cháy hết thảy, xé bỏ hết thảy. Vân không run run. Đồng thời, kiếm chém, ánh sáng rực rỡ rung động. Suy. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, Trường Hồng công tử con ngươi kinh hãi muốn chết, hắn thân thể,
trực tiếp bị từng đạo tam dương chân hỏa kiếm khí chém chết thành bằng thây. Máu tươi tự nhiên, nhuộm đỏ mặt đất. Rào rào. Đám người ngay tức thì giống như bị chạm điện xôn xao. Nhưng sát theo, lại cực kỳ đột ngột đổi được yên tĩnh thanh. Bọn họ con ngươi, cũng lộ ra một vẻ lau sợ hãi nhìn chằm chằm Trường Hồng công tử bị phân thây thi thể, rủ xuống rơi xuống đất. Phanh mấy tiếng, bọn họ tim đều tựa như là muốn theo vậy vận luật, ngưng đập. Chết, chết, thật đã chết rồi. Trường Hồng công tử hắn bị chém thành bằng thây. Đám người trong con ngươi lộ ra không thể tin thần sắc. Nhất là Bùi gia những cái kia tinh nhuệ đội ngũ. Bọn họ Ưng Giản Hạc Bùi gia thế hệ này lợi hại nhất năm trẻ một đời ba đại cung chủ một trong, Trường Hồng công tử, luyện khí cảnh cơ hồ vô địch, nhưng bây giờ nhưng lại có thể liền chết như vậy. Cái này quả thực quá tràn đầy tuồng tính, cũng quá để cho bọn họ khó tin. Đây tột cùng là, làm sao có thể à? Ngươi giết Trường Hồng công tử. Bùi gia người nhìn chằm chằm Trần Phi, hai mắt đỏ như máu, giống như là muốn đem hắn thịt đem hắn xương gặm hết. Trường Hồng công tử ở bọn họ trước mặt chết, chỉ cần là trở về Bùi gia, bọn họ sợ rằng cũng biết không sống được. Oanh! Tiểu súc sinh, ngươi tìm chết. Vậy Bùi Huyền Đông rốt cục thì kính nhờ Nghiêm Chu đánh tới, cả người hiện ra kinh người hắc khí, mặt mũi dữ tợn, vô cùng vặn vẹo, từ răng trong kẽ hở mặt khạc ra mấy cái như vậy chứ. Hàm chứa làm người ta rợn cả tóc gáy ý định giết người. Trần Phi giết Trường Hồng công tử, bọn họ cái này lương tử, là thật kết. Không chết không thôi. Ngươi trước hay là qua ta cửa ải này rồi hãy nói, vẫn là nói, ngươi cũng muốn chết. Vậy thiết sư tử Nghiêm Chu đuổi theo, nhưng hơi có mấy phần mèo truy đuổi con chuột đùa bỡn vẻ. Trần Phi giết được Trường Hồng công tử, chứng minh thực lực tuyệt đối là ở trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên tầng thứ. Nói như vậy, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ hoàn cảnh xấu có thể nói. Phịch. Rồi sau đó vậy thiết sư tử lại một cái tát quang ra, trong lòng bàn tay màu vàng kia vòng tròn tạo thành huyền diệu đường vân, ngưng tụ thành chùm ánh sáng, nổ vang Bùi Huyền Đông. Hắn thoáng lại nhiều đi nữa dùng hết một ít thực lực, làm vậy Bùi Huyền Đông thốt nhiên biến sắc, trở tay một trưởng vỗ ra, hắc khí cáo kỉnh, nhưng lại có thể không đỡ ở Nghiêm Chu một kích này, bị đánh trên người, há mồm hộc máu, đánh ra hơn 10 gạo xa. T, thấy tình cảnh này mọi người lại không nhìn được con ngươi rụt một cái, thần bí này trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, lại có thể như thế mạnh. Ngươi rốt cuộc ai? Vậy Tư Mã Khôn ánh mắt kinh hoàng thất thố đứng lên, nhìn Nghiêm Chu, run giọng trước hỏi. Hôm nay hắn kế hoạch này, có thể nói là thất bại một bại đồ. Triệt để đánh bại. Ta cũng chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi. Thiết sư tử Nghiêm Chu dư quang khóe mắt quét một vòng Trần Phi, nhún vai một cái, nhàn nhạt nói. Rồi sau đó liền gặp hắn nhìn Trần Phi hơi khom người, mười phần cung kính nói, động chủ, những thứ này không có mắt người, như thế nào xử lý? Động chủ. Tất cả mọi người lại đang lòng nhọn run rẩy kịch liệt, cảm giác sợ hãi. Không tưởng tượng nổi. Một vị so Bùi Huyền Đông cũng còn muốn tên lợi hại, lại có thể sẽ gọi Trần Phi người trẻ tuổi này là động chủ. Đây là vì cái gì? Điều này sao có thể? Thằng nhóc này, hắn đến tột cùng là ai à? Bọn họ à? Trần Phi theo thiết sư tử Nghiêm Chu phương hướng chỉ nhìn sang, nhưng phát hiện, hắn chỉ, là những cái kia Bùi gia người. Chủ nhân, theo ta nói, toàn bộ đều trực tiếp làm thịt tính. Bọn họ không phải như thế bảo bối cái gì đó Trường Hồng công tử sao? Dứt khoát, cùng nhau đi xuống, và hắn chôn theo. Lam Kình cả người là máu. Nhìn như giết không giết người, kích ra hung tính, răng trắng đậm tràn đầy sát y nói. Rào rào. Lời vừa nói ra, bây giờ mọi người trực tiếp là một hồi xôn xao. Bùi gia người, bây giờ là bị làm là tùy tiện tàn sát súc sinh. Bọn họ, lá gan thật có lớn như vậy sao? Ngươi dám, vậy Bùi Huyền Đông nghe vậy con ngươi trực tiếp là giữ tợn cùng uy nghiêm. Cuồng nộ nói. Trường Hồng công tử chết, Trần Phi bọn họ còn dám giết người. Xem ra ngươi là ở khảo sát gan của ta tính. Tốt, vậy ta bây giờ thành toàn cho ngươi đi. Nghe vậy, Trần Phi khóe miệng mang nhàn nhạt độ cong quên vậy một mặt chấn nộ Bùi Huyền Đông một cái. Con ngươi lóe lên hàn mang. Động, Trần Phi tiếp theo vậy cái cuối cùng, tay chữ, cũng còn không có kêu lên miệng, liền bị vậy Bùi Huyền Đông sắc mặt kinh biến lại lần nữa hô ngừng. Cùng, đợi một chút, có lời thật tốt nói. Vậy Bùi Huyền Đông ánh mắt cuồng nộ,
ngoài miệng cũng đã là thỏa hiệp, nhìn Trần Phi, nói, người giết Trường Hồng công tử, đã là tội ác không tha. Chẳng lẽ, người thật giống như tiếp tục mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Người cần phải hiểu rõ, chúng ta Ưng Giản Hạc Bùi gia sau lưng, nhưng mà thành U Lang, Bùi gia chủ mạch. Vậy Bùi Huyền Đông uy hiếp nói. Cho nên đâu, Trần Phi chìa đầu, phát ra xương tiếng va chạm, kéo kẹt, có chút không nhịn được mở miệng nói, dù sao giết một người cũng là giết, giết 100 cái cũng là giết. Ngươi có thể nói cho ta, có cái gì khác biệt? Ngươi, vậy Bùi Huyền Đông sắc mặt kịch biến, vô cùng làm khó xem, vô cùng âm trầm, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có dám nữa cùng Trần Phi hoành. Dù sao đối phương liền Trường Hồng công tử giết tất cả, ngươi còn đi khiêu khích hắn nóng nảy, ngu sao? Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Vậy Bùi Huyền Đông sắc mặt âm trầm, đôi mắt phun lửa, cắn răng nghiến lợi, nói. 1, 2, 3, 4, 25, 26. Trần Phi không để ý tới hắn, quay đầu lại, đưa tay đếm những cái kia Bùi ra đầu người. Đếm xong sau đó, hắn nhìn Bùi Huyền Đông, cười mỉa, nói, 26 người, một người 2000 hạ phẩm linh thạch, đóng nhiều ít, liền thả nhiều ít. Đóng không đủ. Vậy thì giết đủ. Giao giao. Trần Phi lời vừa nói ra tất cả mọi người đều nán lại. Lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, giống như là lại xem một cái ác ma, tràn đầy khủng bố. Thằng nhóc này, hắn, có phải điên rồi hay không? Cũng đem Trường Hồng công tử giết, bây giờ, lại còn dám đến lường gạt Bùi Huyền Đông. Chẳng lẽ, hắn thật không sợ cùng thành U Lang Bùi ra thế bất lưỡng lập sao? Ngươi! Ngươi chắc chắn ngươi bây giờ không có ở cùng ta làm trò đùa. Vậy Bùi Huyền Đông nghe vậy chợt con ngươi rụt một cái, bắn nhanh ra kinh khủng hàn mang, nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang nói cái gì? Giết chúng ta Bùi ra người, còn muốn, lường gạt ta Bùi Huyền Đông. Hắn giọng nói vô cùng độ lạnh như băng, tràn đầy sát khí. Cho nên đâu, Trần Phi khấu trừ trừ lỗ tai, nhàn nhạt nói, cho nên ngươi rốt cuộc là cho. Còn chưa cho. Ta bây giờ không có hứng thú cùng ngươi nói nhảm, hiểu không? Ngươi, vậy Bùi Huyền Đông nghe vậy ánh mắt máu đỏ, gương mặt cứng ngắc, cả người trực tiếp là bị lửa giận tràn đầy cả người. Tiểu súc sinh, linh thạch này, ta sợ ngươi nổi danh cầm, mất mạng dùng. Hắn thật sự là khí nổ, cắn răng nghiến lợi, muốn đem Trần Phi ngũ mã phân thây, đốt thi xương bể. Nhưng vấn đề là hắn lại không có như vậy năng lực. Có thể giết được Trường Hồng công tử, cái này Trần Phi, ít nhất chân thực sức chiến đấu là theo hắn Bùi Huyền Đông không sai biệt lắm. Huống chi, một bên còn có vậy so hắn lợi hại hơn cao thủ thần bí ở. Hắn có thể làm sao? Hoàn toàn không lực. Nhưng nếu là linh thạch này không cho, Trần Phi ở nơi này trước công chúng, dưới con mắt mọi người đem bọn họ Bùi ra đội ngũ giết chết. Truyền ra tới, truyền về đi, người gia tộc sẽ nghĩ như thế nào hắn Bùi Huyền Đông? Đây chính là sẽ chu tâm. Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ trong gia tộc bị cô lập. Đây là nhất hậu quả nghiêm trọng. Không người sẽ cân nhắc vậy 2000 hạ phẩm linh thạch đổi một người, kết quả có đáng giá hay không? Bất kỳ tương lai có thể bị vứt bỏ người, cũng biết theo bản năng hoảng sợ. Tam trưởng lão, đừng hắn thằng nhóc này nói nhảm. Hắn dám động chúng ta. Có gan ngươi liền thử một chút à? Phịch. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Những cái kia Bùi ra người chính giữa có người không tin Trần Phi dám động thủ giết bọn họ, nhưng mà, người này liền thời gian của một câu nói đều không sống qua đi, liền bị một đạo đỏ thẫm đâm thủng thân thể, nổ bể ra, hóa thành xương máu. Chúc mừng ngươi, bây giờ thiếu một người cần phải mua. Nghĩ xong, ngươi chỉ có 5 hô hấp thời gian, Trần Phi mặt không cảm giác, nhìn vậy con ngươi bạo xúc Bùi Huyền Đông, đưa ra 5 ngón tay, lạnh lùng nói. 5. Thằng nhóc. Ngươi chớ quá mức, bây giờ trở về đầu, chúng ta bây giờ có lẽ còn có chỗ trống quay về. 4. Ngươi có phải là thật hay không muốn tìm cái chết? 3. Ta, ngươi. 2. Trần Phi chuẩn bị thu hồi cuối cùng một cây ngón tay út. Cùng lúc đó, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu, Thương Khôn, Lam Kình, cơ hồ là cùng thời khắc đó bạo phát ra kinh khủng sát khí, mắt lộ ra hung quang, đem vậy 25 cái Bùi ra người bao phủ. Làm tất cả mọi người đều phảng phất là phải đến máu tanh thịnh yến. Ta cho, vậy Bùi Huyền Đông lòng nhọn chợt run rẩy, giống như là dùng hết cuối cùng một tia khí lực, nhìn Trần Phi, vô cùng rét lạnh cùng oán độc nói. Cho, tốt lắm,
trả ơn, 50.000 hạ phẩm linh thạch. Trần Phi híp mắt cười, nhìn vậy Bùi Huyền Đông cười nói. Vào giờ phút này, đối phương ở hắn trong suy nghĩ chính là cây dụng tiền. Giao giao. 50.000 hạ phẩm linh thạch. Thằng nhóc này thật từ Bùi Huyền Đông vậy lường gạt tới 50.000 hạ phẩm linh thạch. Cái này. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, ánh mắt đờ đẫn, gương mặt cứng ngắc, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt nhưng là tràn đầy hâm mộ, cùng với sợ. Đúng vậy, là sợ. Loại người này thật quá đáng sợ. Giết Trường Hồng công tử, lại còn dám lường gạt Bùi ra 50.000 hạ phẩm linh thạch, đổi thành những người khác, ai dám? Thật, ai dám? Bùi Huyền Đông cắn răng nghiến lợi, đôi mắt phun lửa, đáp ứng Trần Phi cái này lường gạt vậy yêu cầu. Nhưng mà, vậy 50.000 khối hạ phẩm linh thạch số lượng là bực nào khổng lồ? Coi như hắn thân là Bùi gia tam trưởng lão, vậy tuyệt không thể nào nói lấy ra, liền lấy ra tới. Hắn không có như vậy tài lực và nội tình. Không lấy ra được, không lấy ra được chẳng lẽ cũng sẽ không đi mượn sao? Chung quanh đây xem náo nhiệt, nhiều người như vậy. Lấy bọn họ Bùi ra thân phận và tầng thứ, chẳng lẽ liền như thế điểm linh thạch cũng không mượn được. Trần Phi mặt lộ vẻ khinh bỉ mở miệng. Dù sao cũng là cố ý, lương tử đã kết làm, hắn vậy cũng không có vấn đề để cho đối phương càng hận chính mình một ít. Cái này chẳng lẽ không phải là bọn họ tự tìm. Ngươi, vậy Bùi Huyền Đông hạng mục tỳ sắp nứt, trước mắt dữ tợn, ánh mắt máu đỏ. Trong lòng tức giận tới cực điểm. Cái này bị lường gạt 50.000 khối hạ phẩm linh thạch. Còn để cho hắn đi mượn. Coi là cái gì, làm nhục hắn sao? Không chỉ là hắn, cách đó không xa không thiếu cái này người các thế lực lớn đều là con ngươi cả kinh, rồi sau đó sắc mặt đổi được dị thường khó xem. Theo bản năng chỉ muốn từ chỗ thị phi này lặng lẽ chạy đi, cởi ra quan hệ. Cái này bút linh thạch, chưa từng sỉ nhục, là Bùi gia bị người lường gạt, nếu như từ bọn họ trên mình mượn, sau chuyện này, sao có thể sẽ nguyện ý trả lại? Cái này không tương đương với để cho bọn họ tặng không mới là lạ. Bọn họ sao có thể sẽ nguyện ý. Nhưng nếu là Bùi Huyền Đông thật mở miệng, lấy Bùi ra ở nơi này ưng giản hạp cường thịnh cùng uy thế, bọn họ dám nói cái chữ, không, sao? Xem ra ngươi là muốn đổi ý. Trần Phi cười lạnh cười, giương tay một cái, vèo vèo vèo. Tam dương chân hỏa kiếm khí giống như là sao rơi vậy xuất hiện, dày đặt ở giữa không trung, cách không nhắm vào. Lạnh như băng kiếm khí đem vậy Bùi ra đội ngũ phong tỏa. Chờ một chút, vậy Bùi Huyền Đông vội vàng sắc mặt hơn nữa khó coi đưa tay ngăn cản. Lạnh lùng chợt quát lên. Chợt quát thanh rơi xuống sau đó, lại gặp hắn đột nhiên ánh mắt dữ tợn nhìn về một bên Tư Mã Khôn, trên mặt xanh lơ một hồi tím một hồi, mặt âm trầm, nói, người căn cơ ở nơi này Thanh Long Câu, 50.000 khối hạ phẩm linh thạch, có thể góp đi ra. Nghe vậy vậy Tư Mã Khôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, con người lóe lên, trong lòng kêu khổ, muốn cự tuyệt, có thể cái đó chứ không, hắn nhưng thủy chung căn bản không nói ra miệng. Không có biện pháp, bây giờ Trường Hồng công tử chết, Bùi gia lại là ngay trước mọi người thất lạc mặt to, mất hết mặt mũi, hắn Tư Mã Khôn nếu như ở thời điểm này phản bội mặt đối mặt, rút người ra chuyện bên ngoài, không bị coi là cùng chi trở mặt mới là lạ. Trọng yếu hơn chính là, bây giờ tình huống này. Hắn đã hoàn toàn đem Trần Phi quái vật này vậy yêu nghiệt đắc tội, nếu là không có Bùi gia che chở, cùng hắn đứng ở cùng trên một cái thuyền, nên làm cái gì? Bằng vào hắn Tư Mã Khôn một người, nhất định là tuyệt đối không ngăn được Trần Phi cùng Thiết Sư Tử Nghiêm Chu hai người. Đến lúc đó, có thể là nguy hiểm tánh mạng. 50.000 hạ phẩm linh thạch ta góp không ra, ta chỉ cầm ra được 30.000. Sốt cuộc, vậy Tư Mã Khôn mặt âm trầm, cắn răng nói. 30.000. 30.000 cũng được, vậy là đủ rồi. Vậy Bùi Huyền Đông mặt âm trầm gật đầu. Ở trên tay hắn còn có một chút, chung vào một chỗ, vậy là đủ rồi. Gần nửa nén hương thời gian sau đó, vậy 50.000 khối hạ phẩm linh thạch đến Trần Phi trong tay, Bùi gia đội ngũ chật vật rời đi, Thành mỉm cười nói. Chẳng qua là, vậy Bùi Huyền Đông lúc rời đi vô cùng âm lãnh quét về phía Trần Phi cái nhìn kia, nhưng thời khắc ở cho tất cả mọi người nhắc nhở. Chuyện này tuyệt đối vẫn chưa xong, hắn Bùi gia ăn bị thua thiệt lớn như vậy, không thể nào biết cứ tính như vậy. Chủ nhân, chúng ta chạy nhanh đi, cái này Thanh Long Câu đợi không được, ở nơi này mưa gió phiêu diêu bão táp lại sắp tới đang lúc, Lam Kình trong lòng rất lo lắng, mở miệng nói. Muốn rời đi nơi này. Bây giờ,
bây giờ chỉ sợ là không đi được à. Trần Phi híp mắt lắc đầu một cái, có chút diễn cảm ngưng trọng lẩm bẩm nói. Không đi được, tại sao? Lam Kình nghe vậy sững sốt một chút, không hiểu. Cái này bên ngoài hiện ở khắp nơi đều là Bùi gia người, là bọn họ tai mắt, chúng ta nếu là cứ như vậy nghênh ngang đi, đem bọn họ tầm mắt hấp dẫn tới bên ngoài, bại lộ chúng ta Minh Thần Động, nên làm cái gì? Thương Khôn thay thế Trần Phi trở lại Lam Kình nghi vấn. Cau mày, sắc mặt hết sức khó khăn xem, nói, chúng ta Minh Thần Động, bây giờ có thể không ngăn được Bùi gia vậy đồ vật khổng lồ. T, Lam Kình con người co rúm một cái, theo bản năng hít một hơi khí lạnh, hơi biến sắc mặt, nói, vậy, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Một bên vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu cũng có chút trầm mặc, ánh mắt lóe lên, nhìn Trần Phi. Ở hắn xem ra, nếu Trần Phi có gan giống như trước làm như vậy, liền khẳng định tất nhiên sẽ lưu lại sau này thủ đoạn mới là. Luôn không khả năng, là không cố kỵ chút nào đầu sắt loạn xông lên chứ. Vậy Bùi gia thật lợi hại. Các người ai rõ ràng? Trần Phi híp mắt, đột nhiên mở miệng hỏi. Theo ta biết, ở chúng ta Ưng Giản Hạp cái này Bùi gia, chỉ là trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên tầng thứ trưởng lão cao thủ, thì có ba vị. Nhất là vậy Bùi gia đại trưởng lão, Bùi Vạn Bân, lại là một vị kinh khủng nhân vật. Có lời đồn đãi nói hắn đã đạt đến trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên. Hơn nữa, nói đến đây, vậy Thương Khôn dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng, nói, hơn nữa. Cái này còn là chẳng qua là bọn họ trên mặt nổi bày ra đồ mà thôi. Giống như là bọn họ như vậy thế lực, sau lưng có Bùi gia chủ mạch như vậy khổng lồ thế lực ở giúp đỡ, nội tình quá sâu. Nói đến đây, coi như là Thương Khôn người như vậy, cũng không nhịn được trong lòng hơi run một chút chiến. Nếu không phải Trần Phi, liền hắn và Lam Kình hai người nói, nhất định là không dám trêu chọc Bùi gia, cái loại đó đáng sợ vật khổng lồ. Nhưng không phải can đảm vấn đề, mà là thực lực cùng nội tình hoàn toàn thì không đúng cùng. Không có ở đây một tầng thứ phía trên. Hơn nữa hắn lời này cũng nói rất rõ ràng. Chỉ là trên mặt nổi, cái này Bùi gia thì đã lớn mạnh như vậy. Nếu là ở vụng trộm có điều giấu giếm, đó là cái gì khái niệm? Cái này Bùi gia nếu có thể lại nhô ra một cái trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, sợ rằng, đem bọn họ Ưng Giản Hạp quét ngang, cũng không phải là không có khả năng. Trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên. Nghe vậy, coi như là vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu đều là không nhịn được con ngươi lập tức rụt một cái, trên mặt hiện ra ngưng trọng sắc thái, theo bản năng. Hắn là trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp, cách nhị trọng thiên liền cũng chỉ có nửa bước xa. Vậy chính vì vậy, hắn mới biết rõ nói, cái này nửa bước chi diêu chênh lệch, và vậy nửa bước xa khoảng cách sau, cái loại đó tầng thứ lợi hại cùng cường thế. Trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên, coi như là thông thường nhất cái loại đó. Cũng đều là đánh lên ba cái hắn Nghiêm Chu loại này, cũng chê ung dung. Đủ để lấy một địch ba. Nguyên bản ta còn dự định trở về sau đó, đang làm chuyện này, có thể bây giờ nhìn lại. Lam Kình, những thứ này luyện đan vật liệu ngươi cầm đi tìm Viên Thanh, nếu là có thể, để cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị xong, cho ta lấy tới. Trần Phi lầm bầm, cầm một tờ giấy viết đầy chữ, đưa cho Lam Kình. Dạ, chủ nhân, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ. Lam Kình tiếp tờ giấy kia, không chút do dự liền lên đường. Động chủ, đó là cái gì? Thiết Sư Tử Nghiêm Chu không nhịn được tò mò, hỏi. Ngươi nói trên trang giấy đó luyện đan vật liệu. Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, vậy không vòng vo, nói, đó là binh yêu đan đan phương. Binh yêu đan, Thương Khôn nghe vậy cả người run lên, con người có giúp một cái. Hắn mặc dù không biết binh yêu đan là cái gì, nhưng mà, hắn nhưng đối với yêu cái chữ này. Hết sức nhạy cảm. Chẳng lẽ nói. Bót bót, nhưng vào lúc này, Trần Phi đưa tay ở Thương Khôn vỗ vỗ lên bả vai, cười nói, ngươi và Lam Kình và đừng để cho ta thất vọng nha. Chủ nhân, nghe vậy, vậy Thương Khôn cả người hơn nữa run rẩy, ánh mắt có chút kinh dị, nhìn chằm chằm Trần Phi. Vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu cũng giống như vậy, ánh mắt có chút kinh dị, lóe lên. Từ Trần Phi nói chính giữa, hắn nghe được, đoán được một ít đầu mối. Chẳng lẽ nói, cái này cái gọi là binh yêu đan là? Binh yêu đan, cấp 4 trung phẩm đan dược, nồng cốt nguyên vật liệu đồng dạng là vậy tuyên âm thảo, hiệu dụng chính là có thể trợ giúp cấp 2 hậu kỳ yêu thú đỉnh cấp đánh vào yêu thú cấp 3, gia tăng 40% tỷ lệ thành công. Trần Phi cười một tiếng, cuối cùng là đem vậy câu trả lời nói ra. T,
Vậy Thương Khôn cùng với Thiết Sư Tử Nghiêm Chu cơ hồ là cùng trong chốc lát, ngược lại hút khí lạnh, trên mặt thần sắc biến, ánh mắt run run, khó tin, kinh hãi không thôi. Có thể gia tăng 40% đánh vào yêu thú cấp 3 cảnh giới tỷ lệ thành công. Vậy Thương Khôn thần sắc mừng như điên, lắp ba lắp bắp, nhìn Trần Phi cũng cảm giác mình thật giống như đang nằm mơ như nhau. Có thể gia tăng 40% đánh vào yêu thú cấp 3 cảnh giới tỷ lệ thành công, đó là cái gì khái niệm? Nếu là vậy đều đã tăng lên 40% tỷ lệ thành công, hắn Thương Khôn còn không cách nào đánh vào yêu thú cấp 3 cảnh giới thành công, hắn dứt khoát đi đập đầu một cái tự tử được. Có thể đây thật là có thật không? Như vậy công hiệu nghịch thiên đan dược, thật tồn tại. Như vậy công hiệu nghịch thiên đan dược, chủ nhân hắn, thật có thể luyện chế thành công. Có thể hay không bởi vì là luyện chế độ khó quá lớn, mà đưa đến luyện chế viên thuốc này, sẽ đặc biệt dễ thất bại. T, cấp 4 trung phẩm đan dược. Động chủ ngươi chẳng lẽ là một vị luyện đan sư cấp 4 trung phẩm? Mà vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu cũng là bị Trần Phi những lời này, thiếu chút nữa dọa cho được con ngươi cũng chừng ra ngoài. Ngược lại hút khí lạnh, nói cả lăm, khó tin nói. Nếu muốn luyện chế ra cấp 4 trung phẩm đan dược, tối thiểu, cũng phải luyện đan sư cấp 4 trung phẩm mới có năng lực làm được. Hơn nữa, trên thực tế, vậy dưới tình huống mà nói, cấp 4 trung phẩm đan dược nếu là do, cùng cấp bậc, luyện đan sư cấp 4 trung phẩm tới luyện chế, đều là vô cùng dễ dàng sẽ thất bại. Nhưng bây giờ, Trần Phi nói những lời này thời điểm, cái loại đó giọng, cái loại đó ung dung thái độ, tựa hồ căn bản cũng không có cân nhắc qua luyện đan thất bại, loại chuyện này mà. Coi như là một vị thành danh đã lâu luyện đan sư cấp 4 trung phẩm, cũng không khả năng 100% tự tin, có thể đem cấp 4 trung phẩm đan dược, mỗi một lần cũng có thể luyện chế thành công chứ. T, cùng, đợi một chút, chẳng lẽ nói. Thiết Sư Tử Nghiêm Chu chợt ánh mắt sợ hãi nhìn Trần Phi. Động chủ hắn không phải là so luyện đan sư cấp 4 trung phẩm, còn lợi hại hơn đi. Luyện đan sư cấp 4 trung phẩm, ngươi đoán, Trần Phi cười một tiếng, loại chuyện này mà hắn dĩ nhiên không thể nào nói rõ. Vậy không có biện pháp nói. Bởi vì là hắn cũng không thể nói, nếu là bàn về kỹ thuật luyện đan mà nói, cái gì luyện đan sư cấp 4 trung phẩm, sợ rằng cho hắn sách giày, cũng không có tư cách. Hắn nếu là thật nói ra như vậy, đừng nói là Nghiêm Chu. Chỉ sợ cũng coi như là Thương Khôn, cũng biết đem hắn làm kẻ ngu xem đi. Cho nên cái này thật không có biện pháp nói. Vẫn là giữ thần bí đi. Thương Khôn cùng Thiết Sư Tử Nghiêm Chu nhìn lẫn nhau, tất cả từ trong mắt đối phương gặp được chấn động, kinh dị, thậm chí là mừng như điên. Rất đơn giản một cái suy luận, nếu là Trần Phi thật có thể luyện chế ra cấp 4 trung phẩm đan dược, vậy thì chứng minh, hắn tối thiểu đều là một vị luyện đan sư cấp 4 trung phẩm. Thậm chí còn có thể cao hơn. Mà vậy, là một loại dạng gì khái niệm? Đừng xem Thiết Sư Tử Nghiêm Chu bây giờ là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ, thân phận vô cùng tôn quý, thực lực cường hãn, thậm chí có thể ở cái này ưng giản hạp tầng thứ bất tận cường giả đứng đầu chính giữa đứng vào trước 10, thậm chí trước 5. Có thể loại vinh dự này ở một vị luyện đan sư cấp 4 trung phẩm trước mặt, nhưng liền dám đều không phải là một cái. Bởi vì là ở bất kỳ một vị luyện đan sư cấp 4 trung phẩm bên người, nơi vây quanh đều là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 1-2 trời cao tay. Thậm chí như vậy đẳng cấp cao thủ, sẽ chọn thành là luyện đan sư cấp 4 trung phẩm tùy tùng, như vậy thực quy định cũng chẳng lạ lùng gì. Cho nên đổi một giải thích mà nói, giống như Nghiêm Chu như vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ, ở thành U Lang ra một ít khu vực, có lẽ có thể rất châu. Là cao cấp đỉnh cấp nhân vật. Nhưng đang luyện đan sư cấp 4 trung phẩm trước mặt, loại tầng thứ này căn bản cũng không đáng tiền. Có cũng được không có cũng được. May là Nghiêm Chu như vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ đều là như vậy, Thương Khôn, Lam Kình như vậy yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp, thì càng đừng nói nữa. Nếu đổi lại là bất kỳ vị nào khác thành danh đã lâu luyện đan sư cấp 4 trung phẩm, sợ rằng, căn bản là không coi trọng mắt. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng đã là đi theo ở Trần Phi sau lưng. Mặc dù là nô bộc thân phận, nhưng cái này, có quan hệ gì? Đây quả thực là ngàn năm một thuở cơ hội, vạn tái khó gặp vinh dự. 3-4 tiếng sau đó, Lam Kình mang Trần Phi yêu cầu luyện đan vật liệu trở về, biết được liền binh yêu đan tin tức, đồng dạng cũng là kích động muốn khùng, mừng như điên không dứt. Hưng phấn đến trình độ cao nhất. Trên thực tế,
lấy hắn cùng Thương Khôn cảnh giới thực lực, là đã sớm có thể thử nghiệm đánh vào yêu thú cấp 3 cảnh giới. Chẳng qua là tỷ lệ thành công không cao, không có nắm chắc, mới một mực chậm chạp không dám bước ra một bước cuối cùng, sợ bỏ lỡ lần đầu tiên thử nghiệm đánh thời cơ tốt nhất. Cổ ngữ có nói, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, ba mà kiệt. Cái này nói chính là làm bất cứ chuyện gì, lần đầu tiên là dễ dàng nhất thành công, lần thứ hai, lần thứ ba thì đã là không quá có thể sẽ thành công. Bởi vì làm thể bên trong vậy cổ thật vất vả tích tụ tới khí, đã tiêu hao hầu như không còn. Mà những lời này, thì rất thích hợp bắt chước ở cảnh giới đột phá phía trên. Lần đầu tiên dễ dàng nhất thành công, lần thứ hai, lần thứ ba. Trừ số người cực ít, những thứ khác, cũng đã là trên căn bản không quá có thể sẽ thành công. Cho nên rất nhiều người khi đạt tới cần đột phá cảnh giới một bước kia, cũng biết cẩn thận kỹ lưỡng, lâu ngày, liền chậm chạp không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà bây giờ, cũng chỉ là một viên thuốc, giúp bọn họ tăng thêm 40% tỷ lệ thành công. Dưới tình huống này, bọn họ nếu là lại không dám, vậy còn nói gì tu luyện? Ngay sau đó, Lam Kình đem luyện đan vật liệu cầm sau khi trở về, Trần Phi liền trực tiếp cầm luyện đan vật liệu một đầu cắm vào luyện đan thất chính giữa. Mấy giờ sau đó, Trần Phi từ luyện đan thất chính giữa đi ra. Lúc này, lại nếu đổi lại là Thương Khôn, Lam Kình hai người lại là mừng như điên, lại là ngưng nhiên, tuyệt quyết cắm vào phòng bế quan chính giữa. Ôm vô cùng kiên quyết tâm tính, không thành công thì thành nhân. Đứng ở người khổng lồ vai trên nền, có thể tăng thêm 40% tỷ lệ thành công binh yêu đan, bọn họ đây nếu là lại không thành công nói, dứt khoát đập đầu một cái tự tử tính. Lãng phí cái này vô cùng chân quý đan dược cực phẩm. Cùng lúc đó, cái này bên ngoài Thanh Long Câu, thậm chí Thanh Long Câu ra, toàn bộ Bát Ngát Ưng Giản Hạp đất đai, cũng nổi được gợn sóng nổi lên bốn phía, cuồng đào mãnh liệt. Ưng Giản Hạp bùi ra, đó là bực nào tồn tại. Xuất xứ từ thành U Lang, bối cảnh thông trời, nội tình thâm hậu, cường giả như mây, chiếm cứ cái này Ưng Giản Hạp 2/5 Bát Ngát đất đai. Liền chỉ là tên, gọi ra, đều đủ để làm cái này vạn dặm Bát Ngát đất đai chấn động ba chấn động. Thậm chí, liền cự không giáo như vậy 300 năm trước cự đầu, bây giờ cũng chỉ có thể là khuất với sau lưng, bực nào uy vũ, bực nào thô bạo, bực nào cường thịnh. Nhưng bây giờ thì sao? Như vậy một cái đồ vật khổng lồ, nhưng ở Thanh Long Câu như vậy, địa phương nhỏ, lật ngã nhào, bị người ngay trước mọi người đoạt đi nghi là năm đó Thanh Nguyệt lão tổ bản đồ bảo tàng, còn đem Trường Hồng công tử cũng giết đi, còn lường gạt đi 50.000 hạ phẩm linh thạch. Đây là khái niệm gì? Rất nhiều người đều tựa như gặp được, bùi ra trên mặt, có một bản máu đỏ năm dấu ngón tay, đỏ tươi nhức mắt. Bị tát bạt tai bực nào vang dội. Rất nhiều người đều biết, hoàn toàn sôi trào, rõ ràng đây tuyệt đối là siêu cấp sự kiện lớn. Tên kia là Trần Phi thần bí luyện đan sư, gây ra đại họa ngút trời. Hắn sự thái nghiêm trọng trình độ, chỉ sợ sẽ là hắn luyện đan sư thân phận, vậy tuyệt không thể nào có thể cứu được hắn. Có câu nói. Người cần thể diện cây cần ra. Lần này chuyện này thật sự là nháo được quá lớn. Huống chi, còn có vậy thành U Lang chủ nhà nhất mạch, 500 năm trước Thanh Nguyệt Đan Vương lão tổ di vật. Bùi gia không thể nào cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Phải biết năm đó Bùi gia chủ nhà nhất mạch mặc dù có thể phát tích, ít nhất có phần 180 duyên cớ, là bởi vì là năm đó Thanh Nguyệt lão tổ, 500 năm trước Thanh Nguyệt Đan Vương. Di vật của hắn. 1/3 truyền thuyết kia ở giữa bảo đồ, Bùi gia tuyệt không thể nào dễ dàng tha thứ tiết lộ ra ngoài. Chỉ sợ cũng coi như là những cái kia thành U Lang thế lực lớn đích thân tới, tâm hoài bất quý, Bùi gia vậy nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, sẽ nghĩ biện pháp thu hồi. Chớ đừng nói chi là Trần Phi như vậy cô đơn chiếc bóng tiểu tu sĩ, nhỏ luyện đan sư. Hắn không phòng giữ được như vậy đồ, Bùi gia càng không thể nào sẽ buông tha. Vô luận là bảo đồ. Hay hoặc là vậy bạt tai, Bùi gia lần này nhất định sẽ tất cả đều không còn một mống tìm trở về. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ là đất rung núi chuyển, máu nhuộm đầy đất. Rất nhiều người đều ở đây chú ý chuyện này, thậm chí, bọn họ cũng còn tụ tập đến Thanh Long Câu. Bởi vì là có tin tức truyền tới, Trần Phi vẫn còn ở Thanh Long Câu, không đi. Thanh Long Câu, nơi nào đó đèn đuốc ảm đạm mật thất. Bùi Huyền Đông sắc mặt lạnh như băng. Ánh mắt mang theo dữ tợn sát ý, ngồi ở chỗ đó, cho đến Trần Phi còn chưa đi, dữ tợn cười đây lẩm bẩm nói, không đi.
vậy thì thật là tốt, sẽ để cho cái này Thanh Long Câu, là ngươi cái này không có mắt chó má chôn theo đi. Ta Bùi Huyền Đông, ta Bùi ra nơi vứt bỏ hết thảy mặt mũi. Cũng tuyệt đối muốn từ trên mình ngươi tìm trở về, dùng tánh mạng giá phải trả. Két. Lúc này, cửa phòng phát ra tiếng két, Tư Mã Khôn đẩy cửa đi tới, nhìn mặt đầy dữ tợn và điên cuồng nụ cười Bùi Huyền Đông, con ngươi nhanh tránh, hơi khom người, nói Tam trưởng lão, thủ tọa bên kia đã lên đường, nhiều nhất 2 ngày, sẽ đến cái này Thanh Long Câu. Hắn gọi Bùi Huyền Đông là Tam trưởng lão, là lấy cấp trên cấp dưới thần thái và giọng điệu. Không sai, vì bảo vệ tánh mạng, hắn lựa chọn gia nhập Bùi gia. Nếu không, hắn không dám nghĩ Trần Phi có thể hay không ghi hận với hắn, kéo hắn ngọc đá cùng vỡ. Thủ tọa đích thân đến, vậy thì thật là quá tốt. Vậy Bùi Huyền Đông kích động đứng lên, sắc mặt dữ tợn, cười như điên nói, tiểu súc sinh, lần này, ta xem ngươi muốn như thế nào chạy ra khỏi chúng ta Bùi gia lòng bàn tay. Ha ha, ha ha ha. Mọi người đều biết đạo bọn họ Bùi gia có tam đại trưởng lão, nhưng không biết, phụng trộm, bọn họ Ưng Giản Hạc Bùi gia, còn có một vị thủ tọa. Chính là từ thành U Lang chủ nhà nhất mạch bên kia tới, thống lĩnh hết thảy. Nhân vật như vậy, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ khủng bố. Cùng lúc đó, thương hội Thanh Long chính giữa, Viên Thanh sắc mặt nóng nảy cùng bất đắc dĩ đi qua đi lại, đem mình khóa ở trong gian phòng. Không dám đi ra ngoài, cũng không biết như thế nào đi ra ngoài. Đứng ở hắn góc độ, làm một tên luyện đan sư, còn từng bị qua Trần Phi chỉ điểm, theo lý đứng ở Trần Phi bên này. Không nên không quan tâm. Nhưng mà, địch nhân là Bùi gia, hắn không có can đảm này, cũng không có năng lực này, nhúng tay chuyện này. Cùng lúc đó, vậy Thanh Long Câu chỗ sâu, cũng là như nước đọng vậy yên tĩnh. Yên lặng đáng sợ, không có bất kỳ thanh âm truyền ra. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở đó hai phương hướng. Bùi gia, Trần Phi. Một ngày sau, Viên Thanh rốt cục thì từ thương hội Thanh Long đi ra, đi tới Thanh Long Câu chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, Trúc Lão tiếp kiến hắn. Viên Đại Sư, người tới làm gì? Trúc Lão kinh ngạc hỏi. Ta muốn gặp gặp Câu chủ đại nhân. Viên Thanh nói. Người muốn gặp Câu chủ đại nhân. Vậy Trúc Lão lập tức ngây ngẩn, chau mày, dừng chân đứng, ngẫm nghĩ hồi lâu. Cuối cùng mới là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cười khổ nói, lão Viên à, lần này chuyện này nháo được thực sự quá lớn, nếu là có ai dám qua loa nhúng tay ngăn cản, cần giá phải trả chân thực quá lớn. Ta biết, Viên Thanh đem lời nói thanh cắt đứt, mặt không cảm giác, nói ta cũng chỉ là muốn ước chừng mình sau cùng một phần lực mà thôi. Còn như chuyện này kết quả sẽ như thế nào, là do thiên mệnh đi. Ngươi, ai, vậy cũng tốt, Câu chủ đại nhân đang ở bên trong. Chính ngươi đi đi. Trúc Lão bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhường đường, để cho Viên Thanh tiến vào Thanh Long Câu chỗ sâu nhất. Lại là một ngày sau, 20 mấy vị cường giả dắt tay nhau đi tới Thanh Long Câu, cùng vậy Bùi Huyền Đông, Tư Mã Khôn hội họp. Khiếp sợ mọi người, mưa gió tương khởi. Bởi vì là có người ở đó 20 mấy vị cường giả chính giữa, gặp được Bùi Bằng Tiêu bóng người. Mang theo cuốn lạnh như băng và sát ý tới. Bùi Bằng Tiêu. Ưng Giản Hạc Bùi gia nhị trưởng lão, trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ. So với kia Bùi Huyền Đông, cường hãn hơn, lợi hại hơn. Vèo, vèo, vèo. Thanh Long Câu, tu luyện đình viện cửa vào đất, bỗng mấy đoàn gió lốc lớn cuốn lên, theo sát phía sau chính là có rất nhiều đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Trong đó nhất là 3 đạo thân ảnh nhất là kinh người, khí thế cường hãn. Cái này 3 người vừa xuất hiện. Tựa như chung quanh hết thảy cũng trở thành nền, đó là một loại kinh khủng khí thế, cuốn lên gió bão, thành là gió lốc lớn, khiến cho được tất cả mọi người ánh mắt không tự chủ được toàn bộ rơi vào bọn họ trên mình. T, thật là lợi hại, cách đó không xa đám người không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, thần sắc kinh hãi. Vô cùng chấn động cùng rung động. Cái này rất nhiều đạo thân ảnh và vậy 3 người xuất hiện, giống như là pho tượng vậy, đi nơi đó vừa đứng. Không có cường hãn kinh người tu vi hơi thở biểu lộ, nhưng mà, cũng đi vẫn là làm bọn họ không khỏi trong lòng đột nhiên nhảy lên mấy cái. Đây chính là khí thế, thân là hơn vị cường giả kinh khủng khí thế, như vậy, đủ để dự gặp bọn họ thực lực có nhiều đáng sợ. Vèo, có thể nhưng vào lúc này, người này miệng chỗ nhưng cũng xuất hiện đến một đạo thân ảnh già nua. Nhìn người đến, vậy bóng người già nua con người đột nhiên rụt một cái, sắc mặt đổi được ngưng trọng. Cái này mới chậm rãi mở miệng,
nói, nguyên lai là Bùi gia Bùi Bằng Tiêu trưởng lão, Bùi Huyền Đông trưởng lão, còn có Tư Mã đạo huynh. Không biết mấy vị như vậy chiến trận, là vì chuyện gì? Là Trúc lão, không ít người thấy vậy bóng người già nua hơi con người rụt một cái, có chút rung động nói. Bùi gia đám người tới, hắn dụng ý sợ rằng hiện nay toàn bộ Thanh Long Câu tu sĩ cũng sẽ biết, nhưng bây giờ, Trúc lão vẫn còn là tự mình xuất hiện, hơn nữa còn như vậy biết còn hỏi. Cái này, chẳng lẽ nói. Người sau lưng vậy tu luyện đình viện chính giữa, có người giết ta Bùi gia người, hơn nữa còn đoạt đi ta Bùi gia tổ tiên di vật. Ta bây giờ tới lấy, thuận tiện bắt người, không biết thuyết pháp này có thể hay không đủ. Vậy Bùi Huyền Đông, Tư Mã Khôn phía trước, là một vị chiến chiến nguy nguy, trên tóc chỉ có 2-3 cọng cỏ dại còng lưng ông già. Hắn nhìn Trúc lão, mặt không cảm giác, trong mắt lạnh như băng, một cổ tuyệt thế uy áp tràn ngập ra, cái loại đó khí thế, khiến cho được người chung quanh cảm giác trong lòng run rẩy, cho dù là vậy Trúc lão cũng là cũng thốt nhiên biến sắc. Đây chính là Bùi Bằng Tiêu, Ưng Giản Hạp Bùi gia hiện đảm nhiệm nhị trưởng lão, gần 100 năm trước cũng đã thành là cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Mà bây giờ, lại là đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp, thực lực cường hãn vô cùng, khí thế kinh người. Giờ khắc này, coi như là đang tu luyện đình viện chính giữa Trần Phi cũng là con người hơi nheo lại, trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Cái này Bùi gia, vì cầm hắn, tựa hồ lại tìm tới một cái lão gia, rất lợi hại. Động chủ, chúng ta muốn không muốn đi ra xem. Lấy ta thực lực, người nọ ta có thể cản lại. Nhưng vào lúc này, vậy thiết sư tử Nghiêm Chu xuất hiện, nhìn Trần Phi sắc mặt ngưng trọng cùng cung kính chậm rãi nói. Ở chính mắt thấy được, Trần Phi luyện chế thành công binh yêu đan sau đó, trong lòng của hắn đối với Trần Phi kính sợ cùng ước mơ, đổi được so trước kia ít nhất vượt ra khỏi gấp mấy chục lần. Cái loại đó đan dược cực phẩm, lợi hại như vậy luyện đan sư, coi như là ở thành U Lang, vậy tất nhiên hiếm thấy cực kỳ. Cho nên, hắn rất rõ ràng chính hắn bây giờ hẳn đứng ở vị trí nào phía trên. Vô luận là vì hắn đệ đệ, vẫn là, chính hắn. Không gấp, lại xem, có thể Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, chậm rãi nói. Hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể tới nhanh như vậy, cái này có chút vượt qua hắn dự liệu. Dẫu sao bây giờ Thương Khôn và Lam Kình cũng còn không có xuất quan, thật đánh, bọn họ phần thắng không lớn. Hơn nữa bây giờ có Trúc lão ở bên ngoài chĩa vào, tuy nói gián tiếp thiếu một cái ân huệ, nhưng là... Hắn nhưng cũng muốn biết Trúc lão bên kia có thể là hắn làm tới trình độ nào. Cái này hoặc giả, hẳn là vị kia vẫn luôn không lộ diện Thanh Long Câu câu chủ, hắn ý nghĩa chứ. Tránh ra. Nhưng vào lúc này, vậy Bùi Bằng Tiêu hừ lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên ở giữa run lên, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp là hướng Trúc lão kích động đi. Nhất thời Trúc lão cũng cảm giác mình thật giống như bị một cổ kinh khủng lực lượng cho trói buộc ở, làm hắn thân không khí chung quanh tựa như đang điên cuồng hướng hắn đè ép. Uy thế rất là khủng bố. Phịch, phịch, phịch. Vậy trong không khí truyền tới lăng liệt nổ vang, Trúc lão ngực gặp đòn nghiêm trọng, khí huyết dâng trào, sắc mặt đại biến. Các người có phải hay không hắn cản rỡ? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm quản quản truyền tới, như trong đêm tối chói tai sấm, băng hàn tận xương, ùng ùng uy áp kinh khủng tràn ngập tới. Chỉ gặp một vị sắc mặt tái nhợt mềm yếu trung niên nam tử chậm rãi xuất hiện. Chung quanh thân thể bao quanh lạnh như băng sương mù dày đặc, ánh mắt khiếp người. Câu chủ đại nhân. Mềm, Nguyễn Thanh Long. Vậy Bùi Bằng Tiêu con ngươi chợt rụt một cái, toát ra nồng đậm kiêng kỵ. Còn sót lại Bùi Huyền Đông, Tư Mã Khôn các người cũng là sắc mặt biến đứng lên, có chút khó khăn xem, có chút bối rối, không nghĩ tới cái này Nguyễn Thanh Long, lại sẽ xen vào việc của người khác, thay Trần Phi tiểu xúc sinh kia ra mặt. Bùi Bằng Tiêu, Bùi Huyền Đông. Tư Mã Khôn, các người cái này 3 người, thật đúng là thật là lớn chiến trận à. Bất quá, các người có phải hay không quên, ta cái này Thanh Long Câu, không cho phép gây chuyện. Nguyễn Thanh Long mặc dù là một thư sinh yếu đuối tư thái, nhưng mà, hắn thân hình kia cuồn cuộn, giữa không trung, phảng phất là có kinh hãi mênh mông khí lạnh cuồn cuộn hạ xuống. Như vậy khí thế, thật rất khủng bố, làm vậy Bùi Bằng Tiêu, nhân vật như vậy, cũng hơi sắc mặt kinh biến. Nguyễn Thanh Long, bọn ta cũng không phải là tranh cãi vô lý tới. Thằng nhóc kia giết chúng ta Bùi gia thiên tài đệ tử, còn đoạt đi tổ tiên Thanh Nguyệt lão tổ Hắc Đồng chiến thuyền, bản đồ bảo tàng, ta đại biểu Bùi gia, không thể không tới bắt người. Rồi sau đó, lại gặp vậy Bùi Bằng Tiêu sắc mặt bình tĩnh lại, nhìn Nguyễn Thanh Long,
nếu bọn họ ước chừng tới ba cái trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, bọn họ liền chuẩn bị kỹ càng đối mặt Nguyễn Thanh Long. Tuy nói cái này Nguyễn Thanh Long lợi hại, có thể bọn họ Bùi ra, nhưng cũng không phải là cái gì ăn chay. Liền những chuyện này, liền đáng các người ba cái tự mình động thủ. Vậy Nguyễn Thanh Long lạnh lùng cười một tiếng, đảo qua trước mắt ba người, dùng một loại không cần chất vấn giọng, bình thản nói các người yên tâm cái gì tư, chúng ta không rõ nói, cũng biết. Bất quá các người những chuyện xấu này ta không muốn nhúng tay, nhưng, các người nếu là muốn đến phá xấu xa ta Thanh Long câu quy củ, vậy cũng đừng trách ta Nguyễn người nào đó hạ thủ không lưu tình. Ngươi, vậy Bùi Bằng Tiêu mặt liền biến sắc, cả giận nói. Cái này Nguyễn Thanh Long, lại dám uy hiếp bọn họ. Vậy chúng ta Bùi ra tổ tiên Thanh Nguyệt lão tổ bản đồ bảo tàng, vậy cứ tính như vậy. Ngươi hẳn rất rõ ràng, món đồ này, chúng ta vô luận như thế nào, cũng không khả năng dừng tay. Một đạo già nua thanh không biết từ vậy lạnh như băng truyền tới, làm vậy Nguyễn Thanh Long, làm vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, làm vậy Trần Phi sắc mặt đều có chút thay đổi. Là ngươi, Nguyễn Thanh Long khuôn mặt thanh tú có chút ngưng trọng, tự lẩm bẩm nói. Động chủ đại nhân, tu luyện đình viện chính giữa, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu sắc mặt hết sức ngưng túc cùng ngưng trọng. Bởi vì là ở đó đạo lạnh như băng già nua tiếng vang lên ngay tức thì, hắn lại có thể cảm giác được vẻ nguy hiểm, cái này há chẳng phải là đại biểu. Ta biết, Trần Phi híp mắt, sắc mặt âm trầm lẩm bẩm nói. Những người này, thật đúng là để mắt hắn à? Không đúng, hẳn là thật coi trọng vậy tấm bản đồ bảo tàng à? Chúng ta Bùi gia hậu nhân làm những chuyện kia không vinh dự, chết, chúng ta Bùi gia vậy nhận, là kỹ không bằng người. Bất quá, vậy trước tổ hắc đồng chiến thuyền cùng với bản đồ bảo tàng, chúng ta Bùi gia thế ở tất được, coi như không có ở đây ngươi Nguyễn Thanh Long cái này Thanh Long câu động thủ, ra cái này, không cũng giống như vậy sao? Nhưng vào lúc này, vậy lạnh như băng già nua thanh lại vang lên lần nữa, nói như vậy, làm không ít người sắc mặt cũng hơi ngẩn ra, hết sức bất ngờ. Bởi vì là vậy núp trong bóng tối cường giả, những lời này ý nghĩa, há chẳng phải là Trần Phi chỉ cần đem bản đồ bảo tàng cùng với hắc đồng chiến thuyền giao ra, những chuyện khác tỉ như Trường Hồng công tử chết, liền đều có thể một khoản bỏ qua. Thủ tòa, Bùi Huyền Đông, Tư Mã Khôn sắc mặt đều thay đổi đổi. Nếu là Trần Phi thức thời, giao ra hắc đồng chiến thuyền cùng với bản đồ bảo tàng, bọn họ không phải là đi Bùi ra cái này lớn như vậy dựa vào. Sau này nếu là Trần Phi muốn tìm bọn họ trả thù, tìm bọn họ báo thù, coi như Bùi ra sẽ đứng ở bọn họ bên này, có thể, vậy tuyệt sẽ không giống như bây giờ coi trọng. Như vậy xuất lực à? Không ít người yên lặng, còn người lóe lên cùng chấn động, không nghĩ tới chàng này bão lớn, lại có thể sẽ diễn biến thành như vậy, đầu hổ đuôi rắn. Cái này quả thực có chút làm người ta đâm tay không đạt tới, khó tin. Bùi ra, lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Có lẽ bọn họ là nghĩ tới thằng nhóc kia luyện đan sư bối cảnh. Có người nghĩ tới một điểm này, kinh nghi bất định, lẩm bẩm nói. Cứ nghe, Trần Phi chính là một vị luyện đan sư, còn rất lợi hại, liền viên thanh viên đại sư cũng thả ngang vai vế luận giao, nguyện ý mượn 8.000 khối hạ phẩm linh thạch như vậy số tiền lớn cho đối phương, lại liên tưởng đến Trần Phi tuổi tác, trẻ tuổi như vậy. Có lẽ Bùi gia chính là nghĩ tới một điểm này, cảm giác khó giải quyết, mới đổi được tốt như vậy nói chuyện. Dẫu sao luyện đan sư loại nghề nghiệp này, thật muốn trêu chọc tới tới, không chết không thôi nói, rất lâu đều sẽ có rất phiền toái lớn. Tỷ như nói, có thế lực từng hại chết một vị lợi hại luyện đan sư. Chính ngươi nếu là một vị luyện đan sư nói, sẽ nguyện ý cùng như vậy thế lực lui tới hợp tác sao? Cứ như vậy mà nói, Bùi gia cần muốn trả giá cao, liền quá lớn. Thật sự có chút không đáng giá được. Giao ra hắc đồng chiến thuyền và bản đồ bảo tàng. Nghe vậy, coi như là Trần Phi vậy thật do dự một chút. Chỉ cần giao ra cái này hắc đồng chiến thuyền cùng bản đồ bảo tàng, là có thể lắng xuống hết thảy, còn sạch sẽ được lợi 14.000 khối hạ phẩm linh thạch, cái này thật là không tệ. Có thể như bây giờ thế cục, đối phương hoàn toàn là ở khiến cho hắn giao ra, rõ ràng là chính hắn bình thường tham dự hội đấu giá, lấy được bảo vật, cái này trên thực tế chính là một hơi. Hắn không nhịn được khẩu khí này. 14.000 khối hạ phẩm linh thạch, nghe là rất nhiều, nhưng mà hắn Trần Phi thiếu sao? Dựa vào cái gì vật này hắn Trần Phi liền không có cách nào cầm. Đây chính là một hơi. Huống chi, vậy hắc đồng chiến thuyền trận kinh không có biện pháp tu bổ,
một kiện đủ để sánh bằng trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ đồ sắc bén. Hắn làm sao có thể nói giao ra, liền giao ra. Nếu cái này hắc đồng chiến thuyền không giao, vậy khác một kiện bản đồ bảo tàng đóng hay không đi ra ngoài, lại có cái gì phân biệt? Đối phương không thể nào như vậy từ bỏ ý đồ. Tu luyện đình viện chính giữa, nơi đáp lại là một hồi trầm mặc. Vậy mọi người tại đây, sắc mặt cũng không nhìn được đổi được cổ quái, sợ hãi đứng lên. T, không phải đâu, chẳng lẽ thằng nhóc này điên rồi? Bùi gia cũng đã nói như vậy, còn không đem đồ vật giao ra. Đây thật là trời làm bậy do có thể sống, từ làm bậy không thể sống à? Xem ra Bùi gia lúc này coi như là muốn cùng rõ ràng, đều cùng rõ ràng không được. Thằng nhóc kia kết quả là người nào? Như thế có sức, hắn đây là nhận là Bùi gia không có biện pháp cầm hắn như thế nào? Đám người một hồi xôn xao, xì xào bàn tán, bởi vì là một màn này chân thực có chút làm bọn họ không nghĩ tới, khó tin. Bùi gia chủ động xệ mặt xuống, lựa chọn hòa giải, chỉ cần đem đồ giao ra là được, những thứ khác hết thảy, cũng một khoản bỏ qua, không nhắc chuyện cũ. Có thể bọn họ như vậy cho dưới bậc thang cử động, đổi lấy là cái gì? Đổi lấy lại là một hồi trầm mặc, cự tuyệt. Vậy núp trong bóng tối được gọi là, thủ tọa, người. Sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng, thành mặt không cảm giác, lời nói lạnh như băng, tràn đầy lãnh phong, nói, Nguyễn Thanh Long, ngươi bây giờ nhìn thấy. Không phải ta Bùi gia không cho ngươi mặt mũi, mà là có vài người, cũng không cần ngươi cho mặt mũi. Nói đến đây, một đạo nhàn nhạt hàn phong không biết từ vậy cuộn sạch tới, tràn đầy sát ý, làm người ta cả người run lên, rợn cả tóc gáy. Nếu không muốn hòa giải, vậy thì quả đấm nói chuyện đi. Hừ. Nghe vậy, vậy Nguyễn Thanh Long con ngươi lóe lên, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, chậm rãi nói, bỏ mặc nói thế nào, ta Thanh Long câu quy củ không thể đổi. Chư vị, hay là mời liền đi. Nguyễn Thanh Long, ngươi thật đem chúng ta Bùi gia coi thường mà. Chúng ta bây giờ đã, đủ cho ngươi mặt mũi, đừng trách ta trở mặt. Vậy núp trong bóng tối Bùi gia cường giả vậy trực tiếp là trở mặt, lời nói uy nghiêm nói. Một cổ kinh khủng khí thế trực tiếp là làm cái này Thanh Long Câu hỗn loạn. Ta cái này Thanh Long Câu không thể động thủ, đây là quy củ. Còn như ra cái này Thanh Long Câu, các người muốn sinh phải chết, và ta Nguyễn Thanh Long cũng không có bất luận quan hệ gì, bốn vị, tự tiện đi. Nguyễn Thanh Long mặt không cảm giác, ống tay áo huy động, lại lần nữa đuổi khách. Vậy hắn nếu là một mực lưu lại ở cái này Thanh Long Câu, ngươi là muốn bảo vệ hắn cả đời. Bùi Bằng Tiêu đứng dậy. Lạnh lùng nói. Nguyễn Thanh Long nhìn Bùi Bằng Tiêu một cái, nhàn nhạt nói, ta cái này Thanh Long Câu, không người có thể ở nơi này cả đời. Được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ vậy trong bóng tối truyền tới kinh khủng khí thế, vậy được gọi là, thủ tọa, Bùi gia cường giả, răng trắng đậm, lời nói thanh tràn đầy lạnh như băng, nói, được. Đây là Thanh Long Câu, ta Bùi gia cho ngươi Nguyễn Thanh Long mặt mũi này. Bất quá. Ta Bùi gia người không thể chết vô ích, ta Bùi gia tổ tiên di bảo, cũng không thể bạch ném, ta Bùi gia ra mặt, càng không thể bị người phiến loảng soảng vang. Cái này tôn trọng, mặt mũi này, ta Bùi gia cho ngươi, bất quá, 10 ngày. 10 ngày sau, người Nguyễn Thanh Long nếu là muốn nhảy vũng nước đục này, ta Bùi gia, phụng bồi. Bất quá đến lúc đó, người Nguyễn Thanh Long cũng đừng hối hận. Vậy già nua thanh tràn đầy lạnh như băng, tràn đầy rét lạnh. Làm người ta rung động. Đi, 10 ngày sau đó, tạm biệt. Kinh khủng kia khí thế lúc này tản đi, biến mất vô ảnh vô tung. Thấy tình cảnh này, vậy Bùi Bằng Tiêu, Bùi Huyền Đông các người mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể là giận dữ xoay người rời đi. Vô luận bất kỳ hết thảy, 10 ngày sau đó, chúng ta Bùi gia tuyệt sẽ không đang nói gì dừng tay. Cái này, thấy tình cảnh này, đám người tất cả đều trong lòng lạnh như băng. Cái này Bùi gia là thật đã hoàn toàn đem lời nói hết rồi. 10 ngày sau, người Thanh Long Câu, người Nguyễn Thanh Long nếu là muốn nhúng tay, tốt lắm, chẳng qua, liền phụng bồi. Câu chủ, Trúc Lão đứng ở Nguyễn Thanh Long bên người, sắc mặt hơi có như vậy chút không tốt xem. Trước, Bùi gia chủ động thỏa hiệp, hạ thấp nấc thang, Trần Phi nhưng không muốn thỏa hiệp, cái này làm cho trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Bởi vì là hắn cảm giác. Cái này có phải hay không có chút không khỏi không thức thời. Có thể làm, nên làm, ta cũng làm, cho nên 10 ngày sau, chuyện này liền theo chúng ta không có bất luận quan hệ gì. Tốt lắm,
đi thôi. Vậy Nguyễn Thanh Long cũng là cau mày, yên lặng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Rồi sau đó liền gặp hắn xoay người rời đi, bóng người biến mất ở hơi lạnh thấu xương trong gió. Hắn ngày hôm nay sở dĩ sẽ ra tay, không phải bởi vì là Trần Phi, mà là bởi vì là Viên Thanh. Nếu không phải bởi vì là qua nhiều năm như vậy tình cảm, hắn sẽ không ra tay. Ta cái này lại coi như là thiếu một phần nhân tình à. Trần Phi không nghĩ đến sẽ là như vậy một loại kết cục, nhưng là hắn lại biết, hắn cái này hẳn lại coi như là thiếu một phần nhân tình. Nguyễn Thanh Long nếu là không ra mặt, không là hắn tranh thủ được cái này 10 ngày thời gian, sợ rằng bọn họ liền phải nhức đầu. Thương Khôn, Lam Kình hai người nhưng mà còn đang bế quan chính giữa. Luôn không khả năng để bỏ mặc chứ. Bất quá đây đều là không có biện pháp, 10 ngày thời gian, cũng đủ rồi chứ. Bùi gia nhị trưởng lão Bùi Bằng Tiêu, tam trưởng lão Bùi Huyền Đông, Thanh Long Câu Trúc cơ chân nhân cảnh tán tu Tư Mã Khôn, cùng với vậy trong bóng tối cường giả thần bí liên thủ tới Thanh Long Câu, bắt Trần Phi tin tức truyền ra, nhất thời chu vi mấy ngàn dặm trên đất, đều là một mảnh xôn xao. Động tĩnh này không khỏi cũng quá lớn. Ba đại trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ liên thủ, trọng yếu hơn chính là, còn có vậy âm thầm người, tựa hồ so Bùi Bằng Tiêu cũng còn lợi hại hơn, có thể cùng Thanh Long Câu câu chủ Nguyễn Thanh Long đối lập. Như vậy thực lực, tình hình như vậy, chỉ sợ cũng coi như là Tử Viêm Cung, Cự Không Giáo như vậy hào cường thế lực, gặp được, cũng biết cảm giác được chột dạ, vậy sợ rằng chỉ có bọn họ, mới có thể ở nơi này dạng áp lực kinh khủng trước mặt cố chịu. Thằng nhóc kia coi như là một lợi hại luyện đan sư, lúc này, vậy khẳng định xong rồi. Rất nhiều người trong lòng đều là nghĩ như vậy, thậm chí, còn mang cười lạnh trào phúng. Luyện đan sư cái quần thể này chính là quá tự phụ, quá kiêu ngạo, lấy là mình có thể đại biểu hết thảy, mà bây giờ, Bùi gia, đó là cái gì khái niệm? Không nói xa như vậy ở thành U Lang cường hãn, thông thiên bối cảnh, chủ mạch, coi như là cái này ưng giản hạc Bùi gia mình thực lực. Ba đại trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, chẳng lẽ còn chưa đủ để ở nơi này ưng giản hạp xưng hùng. Thằng nhóc kia thân là lợi hại luyện đan sư, cố nhiên thân phận cao quý, mạnh hơn tuyệt đại đa số người, có thể hắn bây giờ lại dám trêu chọc Bùi gia, đây cũng là không tự lượng sức, tự tìm đường chết. Ngay sau đó, rất nhiều người đều đưa xem náo nhiệt ánh mắt nhắm ngay Thanh Long Câu, thậm chí tự mình lên đường đi. Dẫu sao, bọn họ ưng giản hạp đã rất lâu đều không náo nhiệt như vậy. Loại này gây chuyện mà, bỏ lỡ, không phải quá đáng tiếc. Là đêm, Trần Phi xếp bằng ngồi dưới đất chữ số 5 tu luyện đình viện chính giữa lộ thiên lầu các chính giữa, trăng sao lóng lánh, từ vân không trong tự nhiên, rơi xuống xuống, hư vô hướng hắn bay tới. Đây cũng là hắn chủ tu công pháp tỏa vong kinh thần bí, chỗ thần kỳ. Có thể hướng thu dọn mưa móc, dương hà tắm cả người, đại nhật dương cương, đêm hái ngân hà, gánh bị trời trăng sao. Ngân nguyệt nhẹ và bao hàm ngày cùng nguyệt, vô hình âm dương chi ảo diệu. Nhưng vào lúc này, yên tĩnh không gian thỉnh thoảng có tiếng bước chân truyền ra, Trần Phi nhắm tròng mắt hơi giật giật, ngay sau đó, hắn ánh mắt mở ra tới. Đông, 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 có một đạo xinh xắn bóng người, đứng ở sau lưng hắn cách đó không xa, hư không làm bộ gõ một cái không tồn tại cửa, phát ra tiếng, một đạo trầm thấp giọng nữ sau đó liền từ phương hướng kia truyền tới, quấy dày. Ta bây giờ có thể tới đây sao? Trần Phi con người hơi ngưng ngưng, có chút kinh hãi, đối phương xuất hiện, hắn lại căn bản cũng không có phát giác. Cẩn thận một chút, liền liền trong thức hải trận kinh không cũng khẽ nhíu chân mày, nhắc nhở. Có bằng hữu từ phương xa tới không cũng nói ư, xinh đẹp quý khách, mời. Rồi sau đó liền Trần Phi chậm rãi đứng dậy, khóe miệng hiện ra nhàn nhạt mỉm cười, vung tay lên, làm ra tây phương thân sĩ tư thái, nói. Vậy xinh đẹp ảnh, mắt đẹp hơi lóe lên, bước liên tục nhẹ di chuyển, hướng Trần Phi đi tới. Gần liền sau đó, coi như Trần Phi bực này thấy quen mỹ nữ người, hiện vào lúc này cũng là không nhịn được con người run lên, cảm giác bụng có cổ hỏa diễm, lê lết tăng mọc ra. Hết sức khó chịu. Chỉ gặp vậy tới đầu người mang ngọc trâm, cơ bạch như tuyết, thiên nga tu hạng, eo thon nhỏ hết sức, chừng 30 tuổi tuyệt đẹp gương mặt trên tràn đầy phái nữ thành thục tuyệt diễm đẹp. Vậy như ẩn như hiện lôi quần lụa mỏng hạ, thẳng tắp thon dài, tràn đầy sức dụ dỗ trắng noãn chân ngọc, vậy muôn màu muôn vẻ áo ngực trước, nhô thật cao, làm người ta khô miệng khô lưỡi tròn trịa, vậy nghênh phong cuốn lên, sạch sẽ tóc đen. Hết thảy các thứ này đều tựa như là nói,
đây mới thật sự là người phụ nữ. Tràn đầy thành thục đẹp người phụ nữ. Trần Phi rung động một chút lỗ mũi, thật lâu đều tựa như không có loại cảm giác này, muốn chảy máu mũi, không khỏi kinh ngạc cười một tiếng, nhìn người đến, con người lóe lên, toét miệng, nói, không biết, nên xưng hô như thế nào. Người có thể kêu ta Thanh Sương. Vậy xinh đẹp ảnh nhìn Trần Phi mắt đẹp hơi giật giật, phảng phất là có chút bất ngờ, bất quá rồi sau đó, liền gặp hắn mất tự nhiên khẽ cười một cái, như phong hoa xinh đẹp chúng sanh, nói. Ngươi chính là Thanh Sương. Trần Phi nghe vậy hơi lấy làm kinh hãi. Hắn nhưng mà không quên, ban đầu người kia giới thiệu, Thanh Long Câu ba đại tán tu chính giữa thần bí nhất vị kia, từng đem Tư Mã Khôn cũng đánh ở trên giường tu dưỡng nửa năm dài. Vị kia tên chữ, gọi là, Thanh Sương. Được rồi, Thanh Sương đại nhân. Không biết ngươi đến tìm ta, là vì cái gì? Bất quá đi theo liền gặp Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, nhìn vậy Thanh Sương, con ngươi có chút ngưng trọng hỏi. Đối phương loại này hàng năm lánh đời tránh tục nhân vật lớn có thể tự mình đến tìm hắn, có thể là cái gì thông thường sự việc sao? Vậy Thanh Sương vai phơi bày, che chở ụp lên màu xám cho lôi quần lụa mỏng dưới, tuy nhìn như rất mất tự nhiên, không là cố ý, nhưng lại vẫn là toát ra vậy thành thục mị hoặc cảm giác. Nhìn Trần Phi, mềm môi khanh ừ, chậm rãi mở miệng, nói. Ta tới hôm nay, là muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch. Nàng thanh âm có chút trầm thấp. Nhưng càng nhiều hơn, nhưng là một loại xốp giòn, nhu nhu, cho người cảm giác giống như là xốp giòn đến xương thủy. Có thể nghe nói Trần Phi đi ngây ngẩn. Đổi trác. Đúng vậy, đổi trác. Vậy Thanh Sương rất trịnh trọng gật đầu một cái, nói. Ta muốn vậy tấm bản đồ bảo tàng, nếu là có thể bán cho ta sao? Ngươi muốn suy nghĩ gì, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi, linh thạch, luyện đan vật liệu, tu luyện công pháp, kỳ môn dị thuật. Tất cả ta có thể lấy ra hết thảy. Thanh Sương cánh tay ngọc nhẹ giò, đưa ra tiêm mềm ngón tay ngọc, diễn cảm rất là ngưng túc, nhìn Trần Phi nói. Vậy tấm bản đồ bảo tàng. Nghe vậy Trần Phi ngây ngẩn, trong lòng của hắn ngàn muốn vạn muốn, cũng không nghĩ tới, đối phương lại là vì cái này tới. Có thể vậy, có thể đó không phải là Bùi gia đồ sao. Nàng cái này người ngoài, vậy có hứng thú. Thanh Sương đại nhân, có thể cho ta một cái lý do sao? Ngươi hẳn biết, ban ngày, bên ngoài những người đó cho ta một cái nấc thang, ta đều không theo hạ, bây giờ. Ta không hề nhận là ngươi có thể cho ta áp lực, có thể so với bọn họ lớn hơn. Trần Phi híp mắt nói. Bỏ mặc đối phương kết quả là ý gì, nhưng vật này, cái này bản đồ bảo tàng, nói thật, hắn không hề muốn lấy ra bán. Không phải nói hắn dòm ngó cái gì đó Thanh Nguyệt Đan Vương để lại bảo tàng, mà bây giờ, phiền toái đều đã gây ra nhiều như vậy. Nếu là đồ lại không ở trên tay, há chẳng phải là quá oan uổng. Ta đều không phải muốn cưỡng bách ngươi, chẳng qua là. Vậy Thanh Sương mắt đẹp lóe lên, lộ vẻ được có chút ảm đạm, lắc đầu một cái, mới gặp hắn lại mở miệng nói, ban ngày, cùng Nguyễn Thanh Long đối thoại là thành U Lang Bùi gia chủ nhà nhất mạch, chú ưng giản hạc Bùi gia thủ tọa trưởng lão. Ngươi biết đó là đẳng cấp gì cao thủ sao? Thủ tọa trưởng lão, Trần Phi con ngươi nhanh tránh. Nói, à, đẳng cấp gì cao thủ? Nguyện nghe nói rõ. Trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên. Từ vậy Thanh Sương mềm môi trong phun ra mấy chữ này, một cổ cường đại khí thế lúc này mở ra, hết sức khủng bố, cuốn đi bốn phía, giống như là lưỡi đao giống vậy khí lưu hung hăng đánh thẳng vào Trần Phi thân thể, hai vai, tóc, gương mặt. Bộc phát ra bành thình thịch tiếng rên. Hết thảy các thứ này, trực tiếp là làm Trần Phi con ngươi teo lại tới. Ta có thể giúp ngươi ngăn trở hắn, dĩ nhiên, đây chẳng qua là đổi trác điều kiện trong một số. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi muốn cái gì, linh thạch. Luyện đan vật liệu, tu luyện công pháp, kỳ môn dị thuật, chỉ cần là ta Thanh Sương có thể lấy được, ta đều có thể lấy đại đạo lời thề dạy thề, đáp ứng tìm tới đưa cho ngươi. Vậy Thanh Sương diễn cảm chán nản nháy mắt, nhìn Trần Phi, liếm liếm đỏ thắm đôi môi, cũng không phải là cố ý, nhưng lại thật lộ vẻ được hết sức hấp dẫn. Thanh âm tô tô, nhám ở người trong lòng. Nàng nói, nhưng thành tựu trao đổi điều kiện, mời đem ngươi vậy tấm bản đồ bảo tàng cho ta, có thể không? Động chủ. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh tiếng quát từ xa đến gần, là Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, hắn hình như là phát giác trước, Thanh Sương hiện ra kinh người động tính, cường hãn khí thế, sắc mặt lộ vẻ được vô cùng là kinh hãi. Bởi vì là đối với cùng cái loại đó tầng thứ cường hãn, và trình độ quen thuộc,
trên thực tế, hắn là cũng không xa lạ gì. Chẳng lẽ nói, là Bùi gia những tên kia len lén lặn tiến vào. Có thể làm hắn bây giờ chạy tới sau đó, thấy phong hoa tuyệt đại thanh xương, nhưng không nhịn được trên mặt thần sắc lập tức ngây ngẩn, tốt cô gái xinh đẹp. Cũng không phải là cô gái, mà là, người phụ nữ. T, nàng, bất quá sau đó hắn liền phát hiện, kinh khủng kia tầng thứ cảnh giới cùng với khí tràng nguồn, lại là đến từ người phụ nữ kia. Cái này làm hắn không nhịn được sắc mặt ngay tức thì biến, lau một cái mồ hôi lạnh, lại là lặng lẽ không hơi thở chảy xuống. Thân thể căng thẳng, vứt đi thanh xương phong hoa tuyệt diễm sức dụ dỗ không nói, thiết sư tử nhìn về nàng con ngươi, lúc này lại là đang run rẩy. Bởi vì là hắn có thể cảm giác rõ rệt đến, ở trên người nàng, khí chàng kia, vậy đang tản ra khủng bố linh khí chập chờn. Loại ba động đó, đến tột cùng là bực nào cường hãn. Bất ngờ là chân tránh tránh đánh tới trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên. Nàng là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ. Thiết sư tử nghiêm chu ánh mắt kinh nghi bất định lóe lên, lè lưỡi liếm môi một cái, da mặt cứng còng. Hơi run run. Động chủ, nàng là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ. Đi theo liền gặp hắn chậm rãi nói. Ta biết, Trần Phi gật đầu một cái, nói, người đi xuống trước đi, không có chuyện gì, ta và nàng đơn độc trò chuyện một chút. Đơn độc trò chuyện một chút. Thiết sư tử nghiêm chu con ngươi khẽ run lên, nhưng vẫn là không có nói tiếp cái gì, hướng Trần Phi hơi khom người một cái, lại hướng vậy thanh xương, hơi khom người một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Bất quá hắn nhưng cũng không có đi xa, dừng lại ở đình viện bên ngoài, để ngừa vạn nhất. Gặp thiết sư tử nghiêm chu như vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ, lại đều như vậy nghe Trần Phi mà nói, vậy thanh xương con ngươi hơi nhanh tránh, không nhịn được tò mò, nói, hắn là người theo đuổi ngươi. Nàng có nghe nói qua, Trần Phi hình như là một vị rất lợi hại luyện đan sư. Có thể vậy lợi hại trình độ, đều đã đáng một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ theo đuổi sao? Đây nếu là thật, thì thật là hết sức kinh người à. Bởi vì là coi như là ở thành U Lang, sợ rằng đều không tìm ra, giống như là Trần Phi trẻ tuổi như vậy, đáng một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ đi theo, cực kỳ lợi hại luyện đan sư thiên tài. Không, cái này phải nói là yêu nghiệt chứ. Như vậy trẻ tuổi, vậy thật là tiềm lực, thiên phú kinh người luyện đan sư yêu nghiệt à. Không phải, hắn chẳng qua là ta thuộc hạ mà thôi. Thôi, nói tránh sự mà đi, thanh xương đại nhân. Có thể nói cho ta ngươi tại sao muốn cái này tấm bản đồ bảo tàng sao? Theo ta biết, vật này không phải cùng gả bọn họ. Trần Phi lắc đầu một cái, mở miệng nói. Bùi gia. Vậy thanh xương nghe vậy con ngươi nhanh tránh, lướt qua một chút tức giận, lướt qua một tia căm ghét, lướt qua một chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, nàng vẫn lắc đầu một cái, không mặn không lạt mở miệng nói. Thật ra thì, ta cũng họ Bùi. Ta tên thật là Bùi Thanh Xương. Ngươi vậy họ Bùi. Nghe vậy Trần Phi ngẩn người, rồi sau đó sắc mặt lập tức cũng có chút trầm xuống, nhìn đối phương, có chút lộ vẻ được lạnh lùng, thật không nghĩ tới, ở nho nhỏ này thanh long câu chính giữa, lại còn cất giấu thanh xương đại nhân người cái này tượng Phật lớn. Người bên ngoài, bọn họ rất nhiều người cũng không biết chứ. Cảm nhận được Trần Phi thái độ thay đổi, vậy thanh xương con người hơi nhanh tránh, mềm môi nhỏ câu, phác họa nụ cười nhàn nhạt, nhưng sau đó, vẫn còn là lộ vẻ được có chút phức tạp. Thật ra thì, ta thân phận, cũng không phải là ngươi nghĩ như nhau. Ta và bên ngoài những cái kia tự xưng là Bùi gia người, cũng không phải là người cùng một đường. Thanh xương nhàn nhạt nói. À, Trần Phi nghe vậy lại ngẩn người, ánh mắt lóe lên, nói, xin lỗi, thanh xương đại nhân. Hắn không có tiếp tục truy hỏi, bởi vì là hắn không biết, kết quả có nên hay không hỏi. Đầu 600 năm, tổ tiên cuối cùng cả đời lực, dẫn chúng ta Bùi gia. Ở thành U Lang bó xuống gốc rỗ, thành là vậy trong một thành viên, có thể, khi đó chúng ta Bùi gia thế lực, nhưng vậy bất quá chỉ là rất giống nhau mà thôi. Thậm chí liền tam lưu, sợ rằng đều có chút không tính là. Vậy thanh xương gặp Trần Phi không nói, mắt đẹp nhanh tránh, cuối cùng, vẫn là than thở một tiếng, lầm bầm lầu bầu, nói, bất quá lúc ấy, chúng ta Bùi gia mặc dù miếu nhỏ, nhưng lại vẫn là có ba mạch. Ba mạch, Trần Phi tò mò lầm bầm một tiếng. Đúng vậy, ba mạch, xanh lơ mạch, tím mạch, đỏ mạch, thanh xương mềm môi khẽ cắn, thanh âm lộ vẻ được có chút giận dữ, nặng nề, nói,
khi chúng ta Bùi gia thành công ở thành U Lang cắm rễ hạ 100 năm sau, Xanh Lơ mạch sản sinh ra một vị tuyệt thế kỳ tài, không chỉ có thiên phú tu luyện kinh người, thậm chí liền luyện đan tiềm lực, đều là kinh khủng. Lúc ấy, vị kia tuyệt thế kỳ tài như sao trổi vậy quật khởi, dẫn gia tộc đi về phía cường thịnh. Ở mấy chục trong thời kỳ, Bùi gia từ một cái bất nhập lưu thế lực, dưới sự hướng dẫn của hắn, thành công bước lên tiến vào thành U Lang nhất lưu thế lực hàng ngũ. Cái này ở lúc ấy, thậm chí là bây giờ, ở trong mắt rất nhiều người, đều là cực độ không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại. Có thể sau đó, nói đến đây, vậy Thanh Sương trong giọng nói lại xen lẫn ra một ít thống khổ, răng trắng khẽ cắn mềm môi, có chút hơi đang run rẩy. Sau đó cái gì? Trần Phi truy hỏi. Có thể sau đó, vị kia dẫn chúng ta Bùi ra đi về phía cường thịnh tuyệt thế thiên tài tổ tiên, hắn nhưng ở một đêm bây giờ, đột nhiên chết. Thanh Sương răng trắng cắn mềm môi, môi khẽ run, nói. Chết, Trần Phi trong lòng trực tiếp là run một cái. Con ngươi rồi sau đó hiện ra thần sắc kinh dị. Ngươi nói, là vậy Thanh Nguyệt Đan Vương. Hắn do dự một chút, mở miệng nói. Ngươi và hắn là quan hệ như thế nào? Hắn lại hỏi tới. Bùi gia ba mạch, Xanh Lơ mạch, Tím mạch, Xanh Lơ mạch. Thanh Nguyệt Đan Vương tên chữ bên trong có cái Xanh Lơ chữ, Bùi Thanh Sương. Tên chữ bên trong cũng có một cái Xanh Lơ chữ. Chẳng lẽ nói. Không sai, ta nói, chính là Thanh Nguyệt Tổ Tiên. Thanh Nguyệt Tổ Tiên, là chúng ta Xanh Lơ mạch đời trước. Vậy Thanh Sương gật đầu một cái, trong mắt đẹp bộc lộ ra ngoài tức giận, thống khổ đổi được sâu hơn. Ngón tay khẽ run. Thấy tình cảnh này, Trần Phi không khỏi chân mày cau lại, không nghĩ tới cái này Thanh Sương, lại còn có loại này lai lịch. Nhìn lướt qua diễn cảm còn có chút tức giận và thống khổ Thanh Sương, Trần Phi do dự một chút, mới lên tiếng, Thanh Nguyệt Đan Vương chết, là cái ngoài ý muốn. Một đêm bây giờ, đột nhiên chết, cái này quả thực có chút chết được quá kỳ quái, quá không tầm thường. Chúng ta Xanh Lơ mạch năm đó vậy cho là cái ngoài ý muốn. Hoặc là, hẳn là lúc ấy, chúng ta Bùi gia thế lực đối nghịch cường giả làm, nhưng cho đến hơn 10 năm trước. Nói đến đây vậy Thanh Sương chợt con người run lên. Toát ra phẫn hận lạnh như băng vẻ. Hơn 10 năm trước cái gì? Trần Phi lần nữa truy hỏi. Nhưng lúc này đây, Thanh Sương nhưng không trả lời hắn, mà là nhàn nhạt nói, nên nói, có thể nói, ta đều đã nói, bây giờ, người có thể đáp ứng ta thỉnh cầu, đem vậy tấm bản đồ bảo tàng đổi trác cho ta sao? Ta như thế nào tin tưởng ngươi nói liền là thật? Có thể Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi nói thật là thật, vậy ta đem cái này bản đồ bảo tàng vẫn còn cho ngươi, vậy không việc gì, nhưng là... Trần Phi mới vừa nói như vậy, vậy Thanh Sương liền vung tay lên, một hồi nhàn nhạt sóng gợn từ thân thể nàng bên trong xuất hiện, ba quang chập chờn, vậy sóng gợn bên trong có một bản Trần Phi hết sức quen thuộc đồ. Vậy nhăn nhíu giấy vàng. Trần Phi lập tức từ bên trong túi đựng đồ đem vậy khác một tấm bản đồ bảo tàng lấy ra. Cẩn thận so sánh một chút, giống nhau như đúc. Đây là Thanh Nguyệt lão tổ năm đó lưu lại, trừ chúng ta Xanh Lơ mạch dòng chánh, những người khác, cầm ở trong tay mặt cũng không dùng. Vậy Thanh Sương lại vung tay lên, Trần Phi sắc mặt ngay tức thì nhỏ đổi một cái. Bởi vì là hắn có thể cảm giác đến, ở hắn trong tay vậy tấm 1/3 bản đồ bảo tàng, lại muốn từ hắn trong tay tránh thoát. Ở kháng cự hắn nắm giữ. Được rồi, thấy tình cảnh này Trần Phi lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, xem ra. Liền chính nó cũng muốn vật thuộc về chủ cũ. Vậy cũng tốt, đã như vậy mà nói, vật này, vẫn còn cho ngươi. Vừa nói, hắn trực tiếp đem trong tay bản đồ bảo tàng ném cho đối phương, không lại có bất kỳ do dự cùng kéo sấp. Ngươi liền đem nó thẳng như vậy tiếp cho ta. Chẳng lẽ, ngươi sẽ không sợ ta chơi xấu sao? Nhận lấy vậy nhăn nhíu 1/3 bản đồ bảo tàng, vậy Thanh Sương sững sốt hồi lâu, mới có chút chần chờ nói. Hiển nhiên. Nàng thật bất ngờ, Trần Phi lại có thể sảng khoái như vậy. Chơi xấu, ngươi lại không đáp ứng ta cái gì, có cái gì tốt ăn vạ. Trần Phi cười một tiếng, nói. Ngươi, nghe vậy Thanh Sương lại ngây ngẩn, không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể sẽ nói như vậy.